Chương 841. Đài rèn của Vu Nhai sụp đổ, ánh lửa tung tóe trong cung điện trung tâm tinh linh tộc, xung quanh quảng trường không có chất dẫn cháy nên một lúc sau lửa tự tắt. Lửa này có thể rèn huyền binh lục giai nên sức lửa rất mạnh, đốt khét nguyên quảng trường tinh linh tộc. Tinh linh tộc là chủng tộc thích đẹp, thích sạch sẽ, nên càng có ác cảm với Bố Ân Đặc mãnh liệt đến muốn xé sách gã ra. Bọn họ nghe rõ lời Bố Ân Đặc chống chế. Gian dối. Nhiều con mắt đang nhìn, vui nhai ra lận được sao? vui nhai còn một tay cầm huyền hoàng kim tinh kiếm lục giai tay kia cầm thâm hải huyền tinh truy vui nhai nheo mắt nhìn bố ân đặc chằm chằm. bố lôi thở dài mang theo các thuộc hạ tụ tập sau lưng bố ân đặc dù bố ân đặc như thế nào thì bọn họ là thuộc hạ của gã bố lôi lo lắng nhìn bố ân đặc sợ là con đường rèn sau này của gã sẽ rất khó khăn bố lôi nhìn nhân loại gã không biết có phải nhân loại này cố ý không ngăn cản nếu bố ân đặc nhận thua cùng lắm là bị ải nhân tộc cười nhạo nhưng giờ gã làm chuyện này không chỉ bị ải nhân tộc cười chê bây giờ phải cố gắng bù đắp chỉ khống nhân loại trước mắt gian lận bố lôi cảm giác bố ân đặc không làm sai nhưng muốn vu oan cũng phải nhìn nơi trốn bố ân đặc không chịu nổi ánh mắt của mọi người quê quá hóa giận giống to nhìn cái gì một đoàn tạo sư gian dối hắn không xứng tiếp tục rèn ta đạp đổ đài rèn của hắn thì sao bố ân đặc cắn chặt vui nhai gian lận vui nhai bình tĩnh nói con mắt nào của ngươi thấy ta gian dối hai mắt của lão tử đều thấy giọng vu nhai vẫn lạnh nhạt nói chứng cứ ánh mắt các tinh linh tộc như đang nói chứng cứ chứng cứ lão tử là thiên tài rèn của ải nhân tộc lão vào trong nhân loại các ngươi cũng là đoàn tạo đại sư lão tử nói ngươi gian dối thì chính là gian dối ai dám chất vấn bố ân đặc phát huy phong cách cãi bướng của mình lời lão tử nói chính là chứng cứ không ai nói chuyện vu nhai im lặng các tinh linh tộc nhân im lặng yên lặng nhìn bố ân đặc chằm chằm. Bố ân đặc không chịu nổi những ánh mắt đó, cuồng kêu lên. Tinh linh tộc các ngươi dám chất vấn ta sao? Vu nhai nhún vai, cao giọng quát. Tất nhiên là tinh linh tộc không dám. Nói thật là nhân loại nho nhỏ như ta đây cũng không dám chất vấn ngươi. Tuy nhiên lúc trước là ai nói ải nhân tộc cùng nhân loại có quan hệ lằng nhằng, tức là ải nhân tộc khá thân với nhân loại, là bằng hữu. Ta nghĩ nếu có thể thì ta sẽ mời một vài nhân loại thậm chí là Đoàn tạo đại sư trong ải nhân tộc đi tới chỗ ngươi so tài rèn với ngươi. Ta vẫn sẽ gian dối như vậy, khi đó xin ngươi hãy tiếp tục đạp đổ đài rèn của ta. Vui nhai lại dùng chiêu nói thầm lớn giọng. Nghe nói dù ải nhân tộc nóng tính nhưng nhân cách không tệ, xem ra là đồn bậy. Lần sau trở về huyền binh đế quốc phải tuyên truyền với toàn quốc nhân phẩm thấp kém của ải, nhân tộc, đặc biệt là kim truy bộ lạc, nhân loại, ngươi dám. Thật ra sau khi xúc động qua đi bố ân đặc hơi hối hận, giờ nghe vui nhai nói lời này gã càng hoàng không lẽ ngươi không chỉ muốn đạp đồ đài rèn của ta mà còn muốn giết ta? Đây là diệt khẩu trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ ải nhân tộc ngay thẳng, thành thật cũng biết dùng chiêu này? Làm sao đây? Làm sao đây? Ta phải chết tại đây sao? Miệng vu nhai sốt ruột nói nhưng biểu tình thì bình thản, ai thông minh đều nhìn ra hắn đang trào phúng bố ân đặc. Bố ân đặc không biết nên nói cái gì? Nhân loại, ngươi! Khắc liệt luân tư ở trong thần huyền khí điển cười lạnh. Qua mấy trăm năm kim truy bộ lạc vẫn không sửa tính tình, nhưng ải nhân tộc đúng là chỉ là người lùn, học dối trá như nhân loại. Bọn họ đối phó với khắc liệt luân tư còn dùng thủ đoạn được, nhưng với nhân loại, đặc biệt là vu tiểu tử chính là tự giấc nhục. Một vạn bố ân đặc cũng không nói lại vu nhai. Vu nhai tiếp tục nói thầm. Không được, dù phải liều mạng ta cũng quyết quay, về lãnh thổ nhân loại tuyên tuyển chuyện kim truy bộ lạc cho toàn huyền binh đế quốc biết. Không nói đến khiến kim truy bộ lạc nửa bước khó đi trong huyền binh đế quốc, nhưng ít nhất giảm số lượng công việc rèn của bọn họ xuống một nửa. Vui nhai tiếp tục bảo, nói sao thì ta đường đường là hạ phẩm tướng quân của huyền binh đế quốc. Không chỉ bố ân đặc, ngay cả bố lôi cũng biến sắc mặt. Hạ phẩm tướng quân? Hắn là hạ phẩm tướng quân của nhân loại. Bách tộc loạn địa không biết rõ về quan chức trong nhân loại, nhưng người chấn áp mỗi yếu tắc bách tộc loạn địa đều là tướng quân, ai nấy bộ dạng rất oách. Nếu nhân loại này cũng là tướng quân thì lời hắn nói rất nặng ký, thậm chí hắn mang binh giết đến kim truy bộ lạc bọn họ không biết chức hạ phẩm tướng quân của nhân loại không có cân nặng trong nhân loại, càng không biết hắn chưa được sắc phong, dù có cũng không thể tùy tiện điều động quân đội. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mấy chục ải nhân tộc lướt nhau, sát khí bắn ra từ ánh mắt. Các ải nhân tộc biết rõ nếu để thế giới nhân loại biết nhân phẩm của bố ân đặc kim truy bộ lạc thấp kém thế này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Không cần nhân loại làm khó dễ, chỉ cần ảnh hưởng ích lợi của những người trong kim truy bộ lạc thì chắc chắn bố ân đặc sẽ bị hy sinh bọn họ là thuộc hạ của gã cũng chôn cùng nếu nhân loại này chỉ là nhân loại bình thường thì không sao nhưng hắn là tướng quân còn là tướng quân có thực lực rèn bây giờ các ải nhân tộc đã nhận ra nếu nhân loại này còn sống thì chuyện bố ân đặc tố cáo hắn gian dối không thể nào thành công như nhân loại này nói bây giờ bố ân đặc vụ oan hắn cũng được tinh linh tộc không cách nào nói gì nhưng nếu nhân loại rời đi là có thể dùng kỹ năng rèn hầu như nghịch thiên trắng án mới rồi bố ân đặc xúc động là đồ ngu giết, phải giết nhân loại này, chỉ có người chết mới không lật bàn được. Vu nhai như không cảm giác đến sát khí từ đám người bố ân đặc, tiếp tục nhỏ giọng nói. May mắn nơi này là tinh linh tộc, mấy ai nhân tộc không thể diệt khẩu ta, có thể tiếp tục tìm cách. Nhưng ta không thể mãi mãi ở trong tinh linh tộc, ta sẽ có ngày về. Chắc chắn bọn họ sẽ phá hỏng đường về nhà của ta, làm sao đây? Bố ân đặc nghe rõ vu nhai nói thầm, sát khí biến mất. Bố ân đặc đưa ra điều kiện có vẻ không tồi. Nhân loại, nếu ngươi sợ thì ta có cách tốt giải quyết giúp ngươi, ví dụ viết điều khoản quyết đấu, thừa nhận ngươi gian dối là có thể an toàn trở về địa bàn nhân loại. Được nhiên không thể thiếu ba món thua ta. Lần này không chỉ là tinh linh tộc, ánh mắt thú đằng tộc nhân nhìn bố ân đặc cũng là lạ. Cha nó, lần đầu tiên gặp ải nhân tộc vô sỉ như vậy, thì ra đây là kim truy bộ lạc. Chết tiệt, sau này óc hợp tác với bọn họ phải cẩn thận hơn chút. Bố lôi thông minh hơn bố ân đặc nhiều, khóe môi co giật không biết nên giải thích thế nào danh tiếng của bố ân đặc công tử sẽ tệ hơn ứng thiếu soái rất nhiều, vì gã nói ra trước mắt bao người. Tinh linh tộc nhân, thú đằng tộc nhân sẽ không tuyên truyền sao? Lúc trước bố ân đặc chỉ uy hiếp còn không sao, dù gì trong bách tộc loạn địa chèn ép nhân loại một chút là bình thường. Nhưng càng nói càng lộ ra sự vô sỉ của ải nhân tộc, khiến người e ngại. Kim truy bộ lạc, chợt cảm thấy bố ân đặc từng bước một bị nhân loại nắm mũi dẫn đi. Nhân loại này cố ý, nếu không thì sao có chuyện nói thầm lớn tiếng như vậy. Nếu có thể cách nào diệt khẩu nhân loại thì cách của bố ân đặc là tốt nhất. Có vẻ vu nhai chấp nhận đề nghị của bố ân đặc, chớp mắt nói. Vậy sao? Để từ từ ta suy nghĩ. Sau đó vu nhai bừng tỉnh. Cha nó, quên mất, ta còn một con khư phong thú lục dai. Ải nhân tộc tay chân ngắn chắc chắn không đuổi theo kịp. Khư phong thú? Lại còn lục dai? Nghe vu nhai nói xong tuyết đế nhi xì cười. Xì? Tuyết đế nhi biết ngay nhân loại chết tiệt ngay từ đầu đã không hề sợ ai hắn đang đùa cợt bố ân đặc. Với tốc độ xuyên qua rừng cây của Vu Nhai làm sao mấy ải, nhân tộc diệt khẩu hắn được. Đại nữ vương tinh linh nhớ đến bị Vu Nhai vác chạy trong rừng, mặt nàng đỏ rực. Mới rồi quá tĩnh lặng nên tuyết đế nhi bật cười khiến tất cả chú ý nhìn qua, mặt nàng càng hồng hơn. Cuối cùng nhờ tuyết đế nhi cười khiến bố ân đặc phản ứng lại, nghĩ thông tất cả, gã nhìn Vu Nhai chầm chầm. Bố ân đặc hỏi, nhân loại, ngươi, 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 ngươi đang đùa giỡn ta sao? Đùa ngươi? Không không, ta không hề đùa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là ngươi không dám chơi thì dám chiêu, còn tiếp tục chỉ trích ta dối trá. Ta nhất định sẽ cưỡi khư phong thú trở về thế giới nhân loại tuyên truyền giúp ngươi. Ta sẽ kêu mấy vị tiền bối rèn đi kim truy bộ lạc của ngươi. Ta không giỡn chơi, ta nghĩ với thực lực rèn bây giờ của ta cộng với ngươi, kim truy bộ lạc của ngươi vô sỉ chắc chắn không sợ không tìm thấy tiền bối chống lưng, cho ta huống chi ta còn chút giận cho nhân loại cái này nhân loại này thật dối trá thực lực rèn của hắn siêu cường đại những lời hắn nói tuyệt đối không phải hù dọa các ải nhân tộc liếc nhau biểu tình của bố ân đặc liên tục biến đổi nhiều màu bố ân đặc thỏa hiệp được rồi ta nhận thua ta thua lần rèn này ải nhân tộc chúng ta không phải không dám chịu thua đây là không gian giới chỉ của ta mặc người chọn ba món tuy bố ân đặc không thấy bóng dáng khư phong thú đâu nhưng gã chợt nhận ra một vấn đề vui nhai là tướng quân của nhân loại chắc chắn thực lực rất mạnh cộng với tinh linh tộc chống lưng muốn tiêu diệt hắn không dễ ồn ào tinh linh tộc kích động hò reo đa số tinh linh tộc nhân rất chính nghĩa không nói đến lúc trước bố ân đặc làm gì chỉ tính gã rèn thua lại chơi xấu khiến người ta rất tức giận đặc biệt là nhân loại này nói thầm cảm giác như tận thế không khí nghẹt thở giờ thì tốt rồi nhân loại thành công trở mình sao có thể không chúc mừng Vu Nhai nhận lấy không gian giới chỉ của bố ân đặc, hắn không hành động mà lạnh lùng nói. Ta còn muốn cộng thêm một điều kiện, hãy nói ra kế hoạch của thú đằng tộc mà ngươi biết, ngươi đóng vai trò gì. Chủ yếu nhất là mấy nhân loại này bị gì. Không ai thấy một luồng sáng đen xẹt qua không gian giới chỉ của bố ân đặc. Cái này, bố ân đặc không biết làm sao, bản năng liếc hướng bố lôi. Thú đằng tộc nhân đứng lên định nói gì nhưng đây không phải chỗ cho bọn họ nói. Tất cả ủ rũ ngồi xuống. Vu nhai uy hiếp, bố ân đặc khuất phục kể ra, dù sao trong lòng mọi người biết các ải nhân tộc có vai trò gì, giờ chỉ việc nói ra kế hoạch cụ thể. Bọn họ không biết rằng tuy ứng thiếu soái đã thừa nhận, nhưng không biết cụ thể kế hoạch làm tinh linh tộc thấy mơ hồ. Chờ khi ứng thiếu soái ra ngoài gã có thể dùng các cơ che giấu sự thật, thậm chí cắn ngược lại. Nhưng có lời chứng, khẩu cung của ải nhân tộc thì sau này ứng thiếu soái tìm hết cách, cũng không có đường che giấu. Tinh linh tộc không nhìn thấu được việc này nhưng sao vui nhai không biết. Vui nhai tò mò là, ứng thiếu soái làm sao âm thầm bắt giữ mấy trăm tinh linh tộc nhân được chắc chắn nhờ lực lượng không gian nhưng còn cần nhân loại làm yểm hộ hiển nhiên ứng thiếu soái không thể nào hợp tác với nhân loại chúng ta chỉ biết có bấy nhiêu ứng thiếu soái không nói gì khác cho chúng ta bố ân đặc kể những gì gã biết chuyện không quá phức tạp đầu tiên là ứng thiếu soái lợi dụng lực lượng không gian bắt giữ hai tinh linh khiến tinh linh tộc khủng hoảng phái nhiều hộ vệ ra hơn lúc này ứng thiếu soái bắt giữ càng nhiều tinh linh tộc nhân vẫn lấy lực lượng không gian làm chủ động nhưng tăng thêm chút dấu vết nhân loại hay thậm chí là bóng dáng nói vậy là mấy nhân loại này đã sớm chết chẳng qua bị ứng thiếu soái dùng bí thuật gì những lời nhân loại đó nói là ứng thiếu soái nói bây giờ ứng thiếu soái xỉu thì bọn họ im lặng nghe ải nhân tộc giới thiệu tinh linh tộc vui nhai hút ngụm khí lạnh thì ra ứng thiếu soái trừ có lực lượng không gian ra còn có một loại lực lượng một lực lượng kỳ lạ khống chế người chết bố ân đặc không rõ ràng lực lượng này là cái gì thuộc hạ của ứng thiếu soái cũng không rõ chỉ biết ứng thiếu soái có thể khiến nhân loại chết vẫn đi đứng bình thường khiến người ta không nhìn ra được chút sơ hở vu nhai trầm ngâm nghi ngờ hỏi nếu ta đoán đúng thì có lẽ liên quan đến bí thuật vong linh vu nhai dứt lời vô số người biến sắc mặt bao gồm các ải nhân tộc bố ân đặc vong linh pháp sư trong bách tộc loạn địa nhiều hơn huyền binh đế quốc tưởng tượng toàn là bị ma pháp đế quốc truy sát chạy tới đây cũng là tai họa trong bách tộc loạn địa khiến người nghe biến sắc mặt tuy nhiên vì chỗ này là Bách tộc loạn địa nên không cách nào thống nhất truy sát vong linh pháp sư được. Ai nấy sợ hãi nhìn ứng thiếu soái trong hôn mê, rất muốn giết gã ngay. Nói nhảm, ứng thiếu soái chúng ta chỉ biết thuật khống hồn, không liên quan gì đến vong linh. Thú đằng tộc nhân biến sắc mặt. Nếu bị cho rằng liên quan đến vong linh thì sẽ là tai nạn toàn thú đằng tộc. Hùng tướng quân vội giải thích rằng, những nhân loại này chưa chết hẳn, không có chút tử khí thậm chí chứa một tí sự sống. Mọi người ngẩn người, linh giác vội tập trung vào người nhân loại đúng như hùng tướng quân nói các nhân loại còn có sự sống nhưng đó là của người chết một tia hồn phách tán đi thì đi đời nhà ma xem ra ta đã đoán sai nhưng dù không phải thuật vong linh thì cũng là thuật rút hồn bị huyền binh đế quốc cấm đúng là vui nhai đã nhìn lầm mới rồi hắn cẩn thận thảo luận với các binh linh được đến kết luận là không phải thuật vong linh nếu là thuật vong linh thì ứng thiếu soái có to gan cách mấy cũng không dám lấy ra đây là thuật rút hồn các bước cụ thể là giết nhân loại, chấn áp một chút hồn phách trong cơ thể không tán đi, khiến những nhân loại biến thành xác sống. Đây là một loại tà thuật đoàn tạo sư tà ác rút linh hồn nhân loại làm binh linh. Như Vui Nhai đã nói, huyền binh đế quốc rõ ràng cấm thuật pháp này, tuy nhiên nếu sự kiện không quá ác liệt thì cũng không sao. Ứng thiếu soái sử dụng trong bách tộc loạn địa hoàn toàn không bị gánh nặng tâm lý. Mặc kệ thế nào thì ứng thiếu soái giết nhiều nhân loại trong hồng phong thị trấn, thậm chí dùng thuật rút hồn tà ác, chỉ cần báo về nhân loại là sẽ có người đến đây công khai phê phán. Vu Nhai không quan tâm Ứng Thiếu Soái, tên này đáng sợ nhưng đó là lúc ẩn núp. Khi tất cả thủ đoạn của Ứng Thiếu Soái bị công bố thì sẽ biến yếu ớt, gã tiêu đời. Quả nhiên, nghe Vu Nhai nói xong thú đẳng tộc nhân hoàn toàn biến sắc mặt. Thú đẳng tộc nhân rất muốn diệt khẩu Vu Nhai nhưng dù làm vậy thì sao? Vu Nhai không đi báo tin nhưng tinh linh tộc cũng sẽ làm, không lẽ diệt khẩu toàn tinh linh tộc? Không, Ứng Thiếu Soái của chúng ta không phải dùng thuật rút hồn đó là, đó là, hùng tướng quân không nói nên lời. Chỉ trưởng lão trong tộc và ứng thiếu soái biết thứ này có phải là thuật rút hồn hay không? Hùng tướng quân giải thích yếu ớt, các thú đằng tộc nhân cứng họng mặt đỏ dần. Vu nhai mỉm cười nói, mặc kệ có hay không, nhân loại sẽ điều tra. Tinh linh tộc lộ biểu tình mừng rỡ, đặc biệt là cao tầng tinh linh. Lúc trước bọn họ lo xích mích với thú đằng tộc tiếp theo phải làm sao? Giờ thì không sợ nữa, chờ ứng thiếu soái trở về trước không lo đối phó tinh linh tộc mà làm sao ứng đối với nhân loại bất kể như thế nào rất nhiều người hồng phong thị trấn đã chết sẽ có nhân loại đến điều tra như vui nhai nói tinh linh tộc không cần cố ý đi quan phủ nhân loại cầu viện chỉ cần báo cáo với đám nhân loại đến điều tra ra được thú đằng tộc sẽ nhức đầu nhiều nhân loại trong trấn chết còn lấp liếm được nhưng thuật rút hồn có thể cho nhân loại có thêm cơ báo thù cho bằng hữu thân nhân tấn công thú đằng tộc tuy nhân loại sẽ không vào bách tộc loạn địa quy mô lớn bình thường đi vào chắc chắn bị các tộc chèn ép bên ma pháp đế quốc cũng dục dịch. Nhưng nếu có cớ thì khác, cũng không sợ vấn đề tự thuốc tai họa. Về địa hình, nhân loại có quy mô lớn thế nào cũng không thể tiêu diệt sạch ba tộc, nếu hành động phải nghĩ đến hậu quả các chủng tộc hợp tác lại. Nhân loại sẽ biết điều chỉ xuống tay với thú đằng tộc. Cứ thế điểm đáng ngờ trong kế hoạch của ứng thiếu soái nổi lên mặt nước. Trước tiên ứng thiếu soái bắt giữ tinh linh, giết và khống chế nhân loại trong hồng phong thị trấn, điều khiển các dị tộc khác trong thị trấn. E rằng những dị tộc đã bị ứng thiếu soái diệt khẩu, sau đó ứng thiếu soái hợp tác với bố ân đặc đến tinh linh tộc giả bộ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuyện sau đó thì mọi người đều rõ ràng vốn kế hoạch này kín không kẽ hở đặc biệt là tinh linh tộc nhân thuần khiết ai ngờ gặp vu nhai tóm lại tinh linh tộc hoàn toàn không cần lo xương trưởng lão không cứu về mấy trăm tinh linh tộc nhân được cũng không sợ thú đằng tộc trả thù bây giờ bọn họ chỉ cần chờ xương trưởng lão đưa người về đuổi thú đằng tộc ải nhân tộc đi là xong quan trọng nhất là trải qua sự kiện lần này bọn họ được nữ vương tuyết đế nhi vĩ đại trông thấy hy vọng của tinh linh tộc điều duy nhất khiến tinh linh tộc lo âu là nhân loại trước mắt tuy vu nhai vỗ ngực tự xưng là đại hiệp chuyên giúp người không ích kỷ nhưng nhìn sao cũng không giống người tốt nhưng đôi khi hắn đúng là người tốt nhưng dù nhân loại này là người tốt hay xấu thì chuyện hắn ở chung một đêm với tuyết đế nhi đại nữ vương để lại bóng ma cho tinh linh tộc nhân loại mau lấy đồ ra rồi trả không gian giới chỉ lại cho ta nếu đã phân tích xong việc của ứng thiếu soái thì ải nhân tộc phải đi về ở lại đây thêm mất mặt sao nhưng không gian giới chỉ còn trong tay vu nhai không thể tặng không cho hắn vu nhai cười gian hì hì tới ngay tới ngay vậy ta sẽ chọn hình dạng này của vu nhai cách xa với hình tượng đại hiệp vĩ đại nhưng giờ ai quan tâm mấy thứ này bọn họ mong chờ vu nhai sẽ lấy ra thứ tốt gì các tinh linh tộc nhân cầu nguyện vu nhai rút sạch máu bố ân đặc ngay khi vu nhai lần mò không gian giới chỉ của bố ân đặc thì bên thú đằng tộc vang lên tiếng kêu ứng thiếu soái người đã tỉnh lại ứng thiếu soái bị vui nhai đánh xỉu rốt cuộc từ từ mở mắt ra ứng thiếu soái mới tỉnh dậy đầu còn choáng vắng nhưng rất nhanh gã kịp phản ứng lại muốn tìm nhân loại kia lý luận nhân loại người dám hãm hại ta ngươi nhưng ứng thiếu soái mới tỉnh giọng không lớn rất nhanh vui nhai lấn át giọng ứng thiếu soái vui nhai hú lên cha nó bố ân đặc công tử sao chỗ của ngươi có y phục lớn như vậy hay ước mơ của ngươi là cao to như nhân loại. Mọi người, bao gồm ứng thiếu soái nhìn một trường bào màu trắng bạc trong tay vu nhai. Mặt trên theo con ma thú đặc biệt, chính là hình dạng thú văn trên người ứng thiếu soái. Trường bào này giống y như cái ứng thiếu soái mặc, nhưng tại sao quần áo của gã lại nằm trong không gian giới chỉ của bố ân đặc? Người ba đại tộc há hốc mồm, mắt liếc qua liếc lại từ người bố ân đặc đến ứng thiếu soái. Cha nó, sao nhiều vậy? Mọi người chưa kịp hiểu gì, thì Vu Nhai chậm rãi lấy y phục ra khỏi không gian giới chỉ của bố ân đặc. Tất cả thấy rõ bộ đồ có nội y, quần lót, đặc biệt thị quần lót. Người ba đại tộc há hốc mồm. Tinh linh tộc thụt lùi một bước, thuộc hạ của bố ân đặc cũng lùi bước kinh hoàng nhìn gã. Cứ tưởng ứng thiếu soái rình coi đã đáng sợ, không ngờ bố ân đặc còn ghê hơn. Tưởng tượng xem hai nam nhân một cao một thấp trần chuồng làm chuyện kia. Sởn gai ốc. Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý làm lộ chuyện riêng tư của các ngươi. Ba món này đây, trả không gian giới chỉ lại cho ngươi. Lúc này dường như vu nhai phản ứng lại, nhanh chóng nhét y phục của ứng thiếu soái vào không gian giới chỉ, tốc độ siêu nhanh. Vu nhai lấy ba tài liệu rèn thắng nhờ cuộc thi, tốc độ cũng cực nhanh. Đến khi vu nhai ném trả không gian giới chỉ cho bố ân đặc chưa đến 3 giây, biểu hiện sợ hãi dính vào chiếc nhẫn. Mãi khi bố ân đặc nhận lại không gian giới chỉ mới lấy về tinh thần. Nhân loại, ngươi, ngươi, ngươi. Bố ân đặc bối rối, bên kia ứng thiếu soái cũng không kịp phản ứng, Bây giờ Ứng Thiếu Soái quên luôn cả việc giải thích ứng thiếu soái từng đến đây. Lúc trước đã nói trong thú đẳng tộc cũng có chuyện thích nam, không phải việc đại nghịch bất đạo gì nhưng đổi lại là ứng thiếu soái thì khó coi. Mặc dù rất tàn nhẫn nhưng phải nói nghe ứng thiếu soái có sở thích đó thì còn ai dám lăn lộn với gã. Nếu sự thật đúng như vậy thì đỡ, vấn đề là giới tính của bố ân đặc, ứng thiếu soái rất bình thường, vấn đề là bọn họ bị hãm hại. Tuy Vu Nhai không có cảm giác gì với mấy chuyện này, dù sao đó là tự do cá nhân nhưng hắn biết lợi dụng nó khiến bố ân đặc ứng thiếu soái khốn khổ tiểu hắc có thể xuyên toa trong không gian giới chỉ lại lập công lớn tóm lại nếu chuyện này bị chụp mũ thì bố ân đặc ứng thiếu soái sẽ rất thảm vì muốn bố ân đặc bị đả kích nhiều hơn cả ứng thiếu soái thể theo yêu cầu của khắc liệt luân tư có thể nói là vui nhai vắt hết óc cuối cùng quyết định kế hoạch này đánh xỉu ứng thiếu soái khiến tiểu hắc vào không gian giới chỉ của gã lấy y phục ra rồi chui vào không gian giới chỉ của bố ân đặc bỏ đồ vào. Cuối cùng là vui nhai biểu diễn thành tình huống hiện nay. Sự việc nói thì đơn giản nhưng khi làm không dễ chút nào. Đầu tiên phải làm ứng thiếu xoái xỉu, nếu không tiểu hắc vào không gian giới chỉ của gã sẽ bị phát hiện, thời gian xỉu phải canh đúng lúc không gian giới chỉ của vui nhai tiếp xúc, với không gian giới chỉ của bố ân đặc, nếu không tiểu hắc vẫn bị phát hiện. Thời gian tiếp xúc được bao lâu? Tối đa là 3 năm giây, đây là kết quả sau khi vui nhai đánh xỉu ứng thiếu xoái thì la lên vài tiếng trong thời gian 3, 5 giây tiểu hắc phải xuyên qua hai không gian giới chỉ, còn phải lấy đồ của gã. Những bộ đồ này không thể lấy nguyên bộ ra, tiểu hắc cũng phải đeo một chiếc phù văn. May mắn chỉ cần không gian giới chỉ loại không gian nhỏ nhất đeo trên người tiểu hắc, sẽ không xảy ra chuyện không gian và không gian đụng độ nhau sinh ra hàng loạt vấn đề, như không gian tan vỡ. Tóm lại tiểu hắc nghịch thiên. Các bước cụ thể là vui nhai đánh xỉu ứng thiếu soái sau đó, bí mật kết nối không gian giới chỉ của mình và của gã. Tiểu hắc mang không gian giới chỉ hành động tiếp theo vu nhai dùng cuộc thi rèn gài bẫy ứng thiếu soái lấy được không gian giới chỉ của gã không gian giới chỉ đã nằm trong tay vu nhai thì chuyện đơn giản hơn lúc làm với ứng thiếu soái trên không gian giới chỉ có ấn ký của bố ân đặc nên nhìn như đơn giản nhưng không dễ làm vu nhai phải âm thầm rót năng lực che giấu hơi thở của ám chi trạc vào trong từ từ vì vậy vu nhai kéo dài thời gian buộc bố ân đặc kể rõ về kế hoạch của ứng thiếu soái chuyện được đọc bởi kênh haley audio trong đó Vu Nhai góp sức rất nhiều, hắn có linh giác siêu cường đại nên mới mở được không gian giới chỉ của hai người. Nếu Tiểu Hắc một mình có thể tùy tiện vào không gian giới chỉ của người ta, thì Vu Nhai không cần làm gì, để nó đi khắp nơi ăn trộm đã thành người giàu nhất huyền binh đế quốc. Ta làm, ta nói này bố ân đặc công tử, hình như hãm hại người là sở trường của ngươi đi. Ta có thể tài hãm hại người ngay trước mắt bao người. Vu Nhai phản bác một câu làm bố ân đặc nghẹn họng. Làm người không thể vô sỉ đến mức này. Đúng là đúng, không phải là không phải. Ải nhân tộc Kim truy bộ lạc thật khiến người kinh tởm. Lần này tinh linh tộc không im lặng nữa, với Tuyết Đế Nhi dẫn đầu nói nhao nhao lên. "Đúng vậy, thừa nhận cũng có sao. Chúng ta thông cảm được, dù sao ứng thiếu soái đẹp trai như vậy, cần gì chối. Mọi người đều thấy rõ ràng." "Nói đùa, mọi người thấy Vu Nhai chậm rãi lấy y phục của ứng thiếu soái ra khỏi không gian giới chỉ, "Của ngươi, thứ này có thể giả được sao? Mọi người không biết trên thế giới có ma thú nghịch thiên như tiểu hắc" bố ân đặc không phải đối thủ của đám tinh linh tộc nhân bị dồn ép rất buồn bực có miệng khó giải thích đặc biệt là bố ân đặc chính mắt thấy vui nhai lấy đồ từ trong không gian giới chỉ của gã bố ân đặc cảm ứng được những y phục của ứng thiếu soái bỗng nhiên trong xuất hiện trong không gian giới chỉ của gã không thấy vui nhai nhét đồ vào nhưng rõ ràng lúc bố ân đặc giao ra không thấy mấy thứ này bởi vì bị hãm hại bị oan uổng lại không cách nào giải bày cộng với lúc trước bị nhân loại dùng tài rèn đánh bại bố ân đặc tức giận xì khói lên tăng sông cuối cùng hộc máu xỉu. Bố ân đặc đã được một bài học, muốn vu oan người thì phải hãm hại đến mức đương sự không cãi lại được mới là cảnh giới cao nhất. Phụt. Bên kia ứng thiếu soái cũng gặp tình trạng tương tự, khác nhau là gã thảm hơn bố ân đặc nhiều. Ứng thiếu soái bị hãm hại lần thứ hai, còn trong tình huống không cách nào giải thích. Danh dự của ứng thiếu soái tụt dốc thảm hại, cuối cùng gã cảm thấy chỗ lúc trước bị đánh xỉu lại nhức nhối, phun ra búng máu, ngất xỉu khi ứng thiếu soái bố ân đặc xỉu nhìn vu nhai chân chân muốn nuốt sống hắn tuy hai người không hiểu tại sao sự việc thành ra thế này nhưng chắc chắn tất cả là do nhân loại kia làm ra vu nhai ngây thơ đứng yên biểu thị sám hội lỡ làm lộ bí mật của hai người bố lôi vác bố ân đặc lên nói quả nhiên nhân loại là sinh vật gian trá nhất tinh linh tộc các ngươi bảo hổ lột ra coi chừng bị ăn không còn màu xương bố lôi nhìn vu nhai chằm chằm chúng ta đi mặc dù bố lôi khâm phục tài rèn của vu nhai nhưng kẻ thù chính là kẻ thù gã cảm thấy cách hắn rèn rất quen chắc chắn là kỹ pháp thuộc về ải nhân tộc nhưng không biết do ai dạy ồn ào tinh linh tộc nhân lại hò reo đuổi đi ải nhân tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỏi sao các tinh linh tộc nhân không vui sướng chỉ còn lại thú đằng tộc tiếc rằng tuyết đế nhi không cho phép bọn họ đi phải chờ xương trưởng lão trở về rồi tính cũng mượn cơ hội chấn nhiếp thời gian chậm rãi trôi đằng trước cung điện trung tâm tinh linh tộc các vệ binh tinh linh đứng ngay ngắn xung quanh quảng trường ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy trăm thú đằng tộc nhân ở giữa quảng trường thú đằng tộc nhân dám dục dịch một chút là sẽ ăn cung tên có mấy trưởng lão ở lại tạo trấn không sợ thú đằng tộc nhân làm bậy tuyết đế nhi chính thức lấy thân phận đại nữ vương chiêu đãi vu nhai tướng quân đại hiệp nhân loại hai người ngồi đằng trước cung điện trung tâm ngay đầu bậc thang quảng trường có thể nhìn xuống bên dưới vốn tuyết đế nhi định đón vu nhai vào cung điện nhưng các trưởng lão nhớ tới nhân loại này đã cởi trần chuồng thay đổi trong cung điện liền phu quyết đề nghị này. Lúc trước có thể nói là, vô tình nhưng giờ chủ động dẫn vu nhai vào lỡ chọc giận tinh linh nữ thần thì sao? Vu nhai không biết suy nghĩ của các tinh linh tộc nhân, hắn không mấy quan tâm bọn họ sắp xếp thế nào. Này, ngươi còn chưa nói tên cho ta biết, thì ra ta chưa tự giới thiệu. Ta tên vu nhai, nàng gọi ta là vu đại ca được rồi. Vu nhai không chút khách sáo khiến tinh linh 50 tuổi gọi mình là đại ca cũng không có gì không đúng, tính tuổi của tinh linh tộc đối với nhân loại, thì bây giờ tuyết đế nhi cùng lắm là 18 tuổi, mới trưởng thành, hơn nữa khiến một nữ vương gọi mình là đại ca sẽ rất phấn khởi. Đại nữ vương tinh linh ngượng nghịu kêu lên, vu, vu đại ca, tuy ngượng nghiệm nhưng tuyết đế nhi không dám phản bác. Trước mặt nhân loại này đại nữ vương tinh linh không có chút can đảm phản bác, đương nhiên nàng có lá gan nghi ngờ. Ngươi thật sự là tướng quân của nhân loại. Đương nhiên là thật, nàng lại nghi ngờ ta, tay vu nhai cầm ba loại tài liệu cực phẩm lây từ chỗ bố ân đặc hắn suy nghĩ tiếp theo nên rèn loại huyền binh nghe tuyết đế nhi hỏi thì trừng mắt không phải ta chỉ là chỉ là tuyết đế nhi không biết nên nói sao không để nhân loại vui buồn thất thường phản cảm trời biết hắn phản cảm sẽ làm ra chuyện gì khiến người tan vỡ vu nhai bật cười nói không phân rõ ta nói cái gì là thật là giả vu nhai trông thấy bộ dạng tuyết đế nhi như thế này rất muốn nhéo một cái sau đó xoa nắn lỗ tai nhọn Vu Nhai thật sự làm như vậy, nhưng hắn mới vân tay ra chợt cảm giác sát khí vô tận, vội rụt tay về. Đúng, đúng vậy. Tuyết Đế Nhi sợ hãi thụt lùi ra sau, tuy không hiểu tại sao nàng không quá phản cảm các hành động thân thiết của nhân loại, nhưng xung quanh còn nhiều người xem, nàng là nữ vương tương lai. Chuyện hãm hại ứng thiếu soái, bố ân đặc là giả, nàng cũng biết rõ. Với tinh linh tộc các người thì ta chưa từng nói dối câu nào. Vu Nhai nói, đúng là ta có chuyện cần tinh linh tộc giúp vì cứu người nên lẻn vào và đi tới thánh thụ tinh linh bởi vì phát hiện kế hoạch của ứng thiếu soái nên ta khắc chữ hãm hại hắn bất cẩn vào nhầm nơi nãi nãi của nàng chữa bệnh bị nàng phát hiện vì nàng quá ngốc đơn thuần nên đành dùng cách cứng rắn vu nhai không che giấu kể thẳng các việc cho đại nữ vương tinh linh nghe đương nhiên vu nhai che giấu vài chuyện khác ví dụ vu nhai vừa cứu người vừa cố ý điều nghiên địa hình cố ý lẻn tới bên hồ nhìn xem có mỹ nữ tinh linh tắm rửa không vui nhai tiếp tục bảo. Đúng là ta được tàn hồn tinh linh thần nỗ viễn cổ truyền thừa, đây là lệnh bài hạ phẩm tướng quân của ta, mới phát nhưng chưa được sắc phong, dưới tay không có binh tốt gì, chỉ hù ải nhân tộc. Khư phong thú của ta đang chạy tới, thật sự là lục dai, chút nữa nàng sẽ thấy. Vui nhai che giấu chuyện hắn có gần nguyên tinh linh thần đỗ viễn cổ. Tuyết đế nhi say mê lắng nghe, những gì vui nhai nói dường như toàn là sự tích anh hùng. Đại nữ vương tinh linh nhớ lại mỗi bước vui nhai làm điều từng khâu kết nối nhau, hắn dùng thực lực giành lấy ưu thế dù là thuật dịch dung tiềm hành rèn tất cả vui nhai đều đạt đến đăng phong tạo cực nếu như không có những thứ này thì hắn không thể nào làm được tình huống hiện có chỉ trách bề ngoài vui nhai như tên lôm côm nhưng giờ nghĩ lại hắn cường đại khiến người rung động trong lòng tuyết đế nhi nổi lên cảm giác tôn sùng nếu nàng là nhân loại này thì tinh linh tộc sẽ bị người ta ăn hiếp sao đại nữ vương tinh linh thầm đạt quyết tâm nhất định phải trở nên lợi hại như nhân loại trước mắt bây giờ mình nhờ nhân loại mới có lại niềm tin nữ vương tương lai, nhưng hắn không thể giúp mình suốt đời. Nếu gặp chuyện gì phải tự mình giải quyết nếu khi đó mình vẫn không có năng lực, thì sẽ lại bị đẩy vào địa ngục. Không, nhất định không được như vậy. Tuyết đế nhi hốt hoảng nhớ lại những gì vui nhai đã làm, chậm rãi hấp thu, chậm rãi tiêu hóa. Nhưng đại nữ vương tinh linh ngẫm nghĩ, chợt nhớ đến những lời vui nhai nói, thầm nghĩ. Cái gì gọi là ở chung một đêm, lại còn nói ra lời khiến người hiểu lầm, nam nhân này có âm mưu gì tuyết đế nhi cố gắng khiến mình biến thông minh hơn nàng cảm giác những lời vu nhai nói lúc trước là cố ý vì khiến tinh linh tộc biết nàng và hắn ở chung một đêm không lẽ hắn lúc trước vu nhai nói may mắn không cần phụ trách khiến tuyết đế nhi rất buồn bực nhưng nàng muốn trở nên trí tuệ nên nàng hiểu theo hướng thông minh cuối cùng hiểu đại nữ vương tinh linh không ngờ rằng vu nhai nói vậy là để kích thích ứng thiếu soái nàng có sao không sao mặt đỏ vậy vu nhai chớp mắt thầm nghĩ chuyện gì đây Sao tuyết đế nhi bỗng nhiên trở nên tươi ngon mọng nước thế này? Làm ơn đừng hiểu lầm ta làm gì nàng, sát khí xung quanh lại đặc hơn. Vu nhai giới thiệu mục tiêu các loại hành động là vì cố ý hướng dẫn tuyết đế nhi. Lúc trước đã nói vì tinh linh thần nỗ viễn cổ kính nhờ, để sau này tu sửa lại, nên trải đường sẵn nên Vu nhai phải làm tinh linh tộc cường đại lên, nếu bọn họ cứ ngốc nhách như vậy một ngày nào đó sẽ tiêu đời. Quan trọng nhất là khiến tuyết đế nhi mạnh mẽ hơn, có thể nói một không hai trong tinh linh tộc, vậy đại ca như Vu nhai sẽ không không có việc gì ta chỉ là chỉ là tuyết đế nhi bản năng siết vạt áo không biết nên nói cái gì cảm ngộ gì đó bị ném đi chín tầng mây bây giờ đại nữ vương tinh linh chỉ nghĩ đến nếu vu nhai thổ lộ hoặc nhờ cứu tinh linh tộc nên nêu yêu cầu đáng sợ kia thì phải làm sao vân đại trưởng lão đi đến ánh mắt sáng ngời khuôn mặt già nua uy nghiêm hỏi nhân loại bằng hữu có thể nói cho chúng ta biết lúc trước ngươi nói ở chung một đêm với tuyết đế nhi là có ý gì người già thành tinh, Vân đại trưởng lão nhìn ra trạng thái của Tuyết Đế nhi. Loại trạng thái này quá nguy hiểm. Hết cách, tinh linh tộc quá ngây thơ, tuy nhân loại gian trá nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn nam tính của bọn họ. Mặc dù nhân loại này không tổn thương tinh linh tộc nhân nhưng trộm đi trái tim tinh linh, Vân đại trưởng lão đã sống rất lâu, nàng thấy nhiều, bao gồm đại di của Tuyết Đế nhi cũng bị nhân loại dụ dỗ. Nãi nãi của Tuyết Đế nhi có hai nữ nhi, trong đó một vị chính là mẫu thân của Tuyết Đế nhi lúc trước mẫu thân Tuyết Đế nhi vì đối phó một con ma thú siêu cường đại xâm nhập, mà cùng phụ thân của nàng song song chết trận, chỉ để lại một nữ nhi. Mẫu thân của tuyết đế nhi còn có một tỷ tỷ, vốn nên là đại di này kế thừa ngôi nữ vương. Nhưng nàng bị nhân loại dụ dỗ cho đến nay không có tin tức gì. Một người biến mất, một người chết chân, may mắn để lại tuyết đế nhi, giờ chỉ còn mỗi một dòng độc đinh, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sẽ đắc tội nhân loại có lẽ chủ đạo tất cả, giúp đỡ tinh linh tộc giải quyết mọi nguy hiểm, thì vân đại trưởng lão phải bóp nát tất cả trong nôi. lúc trước bọn họ bàn bạc điều kiện, của ứng thiếu soái chưa từng nghĩ sẽ gả tuyết đế nhi đi, mà là bàn cách ứng đối, nên chưa tốn một canh giờ là có quyết định. mặt tuyết đế nhi lại đỏ rực, càng thêm ngượng nghịu. các trưởng lão tinh linh tộc ánh mắt càng nguy hiểm. ở chung một đêm đương nhiên là cùng nhau ở chung một buổi tối, còn có ý gì? Vu nhai chớp mắt, sau đó bừng tỉnh. cha nó, các người nghĩ đi đâu vậy? tinh linh tộc các người suy nghĩ vậy sao? các người không trong sáng gì cả, ta và tuyết đế nhi thanh thanh bạch bạch, các ngươi đừng là bẩn danh dự của ta. Vu nhai nói rất căm uất như thể hắn bị nhiều ức ức. Các trưởng lão không biết nên nói cái gì, đại nữ vương tinh linh cũng ngây người. Mặt tuyết đế nhi không đỏ nữa, mắt ai oán, nàng quên mất bài học lúc trước vu nhai dạy. Nỗi lòng tuyết đế nhi phức tạp, suy đoán vu nhai có ý gì. Vu nhai không có ý gì, hắn chỉ thanh minh một sự thực để các trưởng lão đừng tức giận tiêu diệt hắn còn tâm lý của tuyết đế nhi thì có quỷ mới biết bọn họ mới quen nhau một ngày vu nhai vô sỉ như vậy các loại thủ đoạn hãm hại không dứt khi dễ tuyết đế nhi đủ điều trừ phi tuyết đế nhi thích bị hành hạ nếu không nàng tuyệt đối sẽ không có khả năng thích vu nhai tuyết đế nhi không có nhiều lo lắng như các trưởng lão nàng biết rõ cùng nhân loại sẽ không được kết quả gì đại nữ vương tinh linh chỉ lo vu nhai nếu yêu cầu quá đáng cảm giác mông lung bản thân nàng cũng không hiểu vu nhai đột nhiên nói thẳng như thể hắn bị người ăn bớt Khiến Tuyết Đế Nhi bản năng rất buồn bực, cực kỳ bực mình. Đại nữ vương Tinh Linh thầm nghĩ, không lẽ đúng như hắn nói, mình ngốc nghếch, hắn rất vui vì không cần chịu trách nhiệm. Nỗi lòng của Tuyết Đế Nhi, Vu Nhai, các trưởng lão Tinh Linh tộc lộn xộn. Nguyên nhân chủ yếu là vì Tuyết Đế Nhi, các trưởng lão Tinh Linh tộc không nhìn thấu Vu Nhai. Mặc dù Vu Nhai đã giải thích rõ các hành động của mình, nhưng Tuyết Đế Nhi vẫn không hiểu hắn một chút xíu nào. Vu Nhai thì vô tâm vô phế. Phát huy đặc điểm của Trạch Nam tiêu chuẩn là ăn bớt bằng lời nói. Vân đại trưởng lão nặng nề nhắc nhở, "Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta yên tâm." Các trưởng lão rời đi, để lại Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi ngồi đối mặt nhau. Hai người im lặng. Vu Nhai nhún vai nghiên cứu các loại tài liệu trong không gian giới chỉ chuẩn bị cho sắp tới rèn hoặc tăng cường trang bị. Tuyết Đế Nhi tiếp tục suy nghĩ những thứ Vu Nhai dạy nàng. Vu Nhai xác nhận phương án rèn tiếp theo, bốn phía yên lặng làm hắn ngồi không yên. Vu Nhai hỏi phải rồi, có thể nói cho ta biết tinh linh tộc các người vận dụng linh lực thế nào không? Thánh thụ tinh linh có tác dụng gì với các người? Cứ nói những gì có thể, bí mật thì không cần nói. Không phải biết linh lực tinh linh tộc giúp ích, cho vu nhai phát huy kỹ xảo tinh linh thần nỗ viễn cổ. Thánh thụ tinh linh thì trợ giúp rất lớn cho vu nhai cảm ngộ, tu sửa tinh linh thần nỗ viễn cổ, linh doanh tiến bộ. Bây giờ vu nhai không dám gian dối lừa gạt tuyết đế nhi, các trưởng lão đang nhìn chằm chằm. Được, Tuyết Đế Nhi luôn không biết làm sao để báo đáp Vu Nhai, tuy hắn đưa ra điều kiện nhưng đó thuộc về tinh linh tộc trả ơn. Đại nữ vương tinh linh nhặt về tự tin, nàng chưa có cơ hội báo đáp Vu Nhai vì điều này. Tuyết Đế Nhi muốn khoe khoang mình bác học, muốn nói với Vu Nhai rằng ta không ngốc, ta cũng rất lợi hại. Một người hưng phấn nói, một người thích thú lắng nghe, không khí lúng túng biến mất, trở nên vui vẻ ấm áp. Thỉnh thoảng Vu Nhai xen vào hỏi vài câu, Tuyết Đế Nhi càng kể hăng say. Các trưởng lão lại bực bội nếu không nghe thấy đoạn đối thoại thì bọn họ rất muốn tách vu nhai, tuyết đế nhi ra ngay. Đám vệ binh tinh linh tộc nhân ghen tị, đặc biệt là tinh linh nam. Ánh mắt cả đám như mũi tên trong tay, tuy nhân loại này là ân nhân nhưng vẫn thấy ghét. Trừ trưởng lão có điều suy đoán ra tất cả tinh linh tộc cho rằng, người đổi ứng thiếu soái đi, cứu tinh linh tộc, phát huy lực lượng chủ yếu là tuyết đế nhi. Còn đôi mắt khác đang tóe lửa nhìn. Ứng thiếu soái đã tỉnh lại, lúc trước gã còn quậy tưng bừng nhưng không ai thèm quan tâm gã, cảm giác đi đâu cũng là tiêu điểm không còn. Vu nhai, tuyết đế nhi phớt lở phế nhân ứng thiếu soái Ứng thiếu soái bất lực đành xuống tay với thuộc hạ, nhưng bọn họ biểu hiện nghi ngờ gã là cái kia, rụt rè tránh xa gã. Ứng thiếu soái tức giận suýt xỉu tập 2. May mắn ứng thiếu soái là người có quyết đoán, gã dần bình tĩnh lại, hỏi thăm tình hình trong lúc gã xỉu. Sau khi biết chuyện ứng thiếu soái hoàn toàn nản lòng, gã hiểu không còn đường xoay sở. Dù ứng thiếu soái chứng minh vu nhai hãm hại gã và bố ân đặc, còn chuyện ứng thiếu soái từng đến đây thì gã vẫn thảm với sự kiện thuật rút hồn. Cho dù ứng thiếu soái không dùng thuật rút hồn, mà là bí thuật bình thường nhưng nhân loại gian xảo, gã chôn sống người toàn hồng phong thị trấn, nhân loại sẽ không lợi dụng cơ hội này đi thăm thú đằng tộc sao? Từ đen có thể nói thành trắng. Tuy thú đằng tộc không sợ nhân loại rầm rộ tấn công, nhưng mấy siêu cao thủ đến đủ khiến bọn họ nhức đầu. Mặc dù nản lòng, mất hết ý chí nhưng ứng thiếu soái hận, gã hận không thể giết nhân loại này. Đặc biệt khi ứng thiếu soái nhìn nhân loại kia trò chuyện vui vẻ với nữ nhân trong lòng mình, thì ngọn lửa bốc cháy trong lòng gã, sự thù hằn lộ rõ ra. Nếu không tại nhân loại này thì gã đã không rơi vào kết thuộc như vậy. Thật lâu sau, không biết Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi nói chuyện bao lâu bỗng nhiên có tiếng kêu vui vẻ truyền vào, là tinh linh tộc nhân quay về báo cáo. Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi trò chuyện vui vẻ, đều có thu hoạch riêng buộc phải ngừng lại. Cùng lúc đó, các tinh linh tộc nhân trong cung điện lộ biểu tình vui sướng, lại qua mười mấy phút, Sương trưởng lão dẫn một đám chiến sĩ tinh linh tộc nhân đi vào. Khi mọi người vui vẻ đi ra nghênh đón thì thấy mặt sương trưởng lão lạnh băng, các tinh linh kéo mấy chục chiếc xe vào, các tinh linh tộc nhân nằm ngủ. Ánh mắt mọi người đông lại, mấy tinh linh tộc nhân lúc trước ứng thiếu soái đưa đến cũng còn hôn mê. Sương trưởng lão gật đầu với tuyết đế nhi rồi vội vàng đến trước mặt ứng thiếu soái, lạnh lùng nói. Ứng thiếu soái, may mắn ngươi chưa đi. Giao giải dược ra đây. Ứng thiếu soái cười phá lên. Giải dược bây giờ ta không khác gì đã chết, có cho các ngươi giải dược hay không cũng có khác gì. ứng thiếu soái vụt ngoái đầu nhìn hướng vu nhai, nói: ta cho các ngươi biết, ta hạ độc những tinh linh này là lấy từ một dược sư tà ác trong nhân loại, trừ ta ra không ai biết giải dược. đương nhiên các ngươi có thể kêu nhân loại tìm dược sư đó, phải nhanh lên. những tinh linh này đã xỉu mấy ngày, sợ là bọn họ không chịu thêm một ngày nữa. xương trưởng lão nghe ứng thiếu soái nói thì tim đập nhanh, biểu tình càng lạnh lùng nói: giao giải dược ra đừng uy hiếp ta ta nói rồi bây giờ ta không khác gì đã chết dù ngươi lấy ta uy hiếp tộc nhân của ta cũng vô dụng bọn họ không biết giải dược của ta ở đâu muốn trách thì hãy trách nhân loại này làm quá ác đến lúc này ứng thiếu soái vẫn rất bình tĩnh đúng là điển phạm thanh niên đã sinh du sao còn sinh lượng tinh linh tộc nhân bản năng liếc hướng nhân loại lắc đầu chuyện này không thể trách hắn tinh linh tộc các người giỏi chế dược lắm mà về kháng độc các ngươi càng lợi hại mau kêu trưởng lão lợi hại nhất của các ngươi đi nghiên cứu không chừng có thể nghiên cứu thành công. Ứng Thiếu Soái cảm thấy chỉ có đả kích tinh linh tộc mới xóa nỗi hận trong lòng gã. Nhưng xem bộ dạng ứng thiếu soái bây giờ, thì gã rất tự tin trong thời gian ngắn không thể trừ độc được. Sự thực đúng là vậy, ban đầu tinh linh tộc đón mấy tinh linh về có nghiên cứu chữa trị, nhưng đầu óc mờ mịt, những tinh linh thể chất yếu càng hấp hối, cho nên xương trưởng lão mới sốt ruột. Đương nhiên muốn ta giao giải dược ra cũng được, phải có điều kiện. Ứng Thiếu Soái nhìn biểu tình của tinh linh tộc, lòng rất sung sướng. Ứng thiếu soái đưa mắt nhìn hướng Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi. Ứng thiếu soái nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vẫn điều kiện cũ, gả Tuyết Đế Nhi đại nữ vương cho ta. Hì hì, tuy ta mất danh dự nhưng nói sao cũng là thiên tài mấy trăm năm của thú đằng tộc. Nếu các ngươi không vừa lòng thì ta sẽ đổi điều kiện khác, ví dụ giết nhân loại này, giết hắn ngay trước mặt ta. Ứng thiếu soái nêu hai điều kiện cực kỳ sâu sắc. Đầu tiên là Tuyết Đế Nhi, nếu nàng mềm lòng sẽ không chịu nhìn mấy trăm tinh linh tộc nhân chậm rãi chết đi nàng có tinh thần hy sinh tuy nhiên không có nghĩa là các trưởng lão tinh linh tộc sẽ để mặc đại nữ vương tinh linh hy sinh vì vậy ứng thiếu soái không quá mong chờ điều kiện thứ nhất thật ra ứng thiếu soái nêu điều thứ nhất để trải đường cho điều kiện thứ hai giết nhân loại này sẹt 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 toàn bộ tinh linh tộc nhân ngoái đầu nhìn vui nhai bản tính tinh linh lương thiện nên đa số là ánh mắt phức tạp tuyết đế nhi nhìn ánh mắt các trưởng lão dần lạnh lùng dứt khoát nói không được vu đại ca đã cứu tinh linh tộc chúng ta tuyệt đối không được lấy oán trả ơn ứng thiếu soái cười âm trầm các người phải nghĩ cho kỹ mấy trăm tộc nhân quan trọng hay một nhân loại gian xảo quan trọng ta không tin hắn vô tư giúp đỡ các ngươi đến câu sau ứng thiếu soái cùng cười gã như trông thấy hình ảnh nhân loại này chết nhân loại người vắt óc hại ta thành thế này thì sao cuối cùng ngươi vẫn chết trước không khí lặng im biểu tình các trưởng lão dễ dụa, dần có trưởng lão ánh mắt sát khí nhìn vu nhai. Mặt tuyết đế nhi ngày càng lạnh, lòng run rẩy. Tuyết đế nhi lướt vu nhai, nàng thấy biểu tình nhân loại bình tĩnh, nàng rất quen thuộc vẻ mặt này của hắn, đó là khi hắn bày mưu lập kế. Biểu tình của vu nhai như đang đào hố chờ người nhảy, đúng vậy, trực giác nói cho nàng biết hắn đang chờ các trưởng lão nhảy hố. Tuyết đế nhi, nàng tránh. Tuyết đế nhi không đợi các trưởng lão nói xong vội xoay người, kéo tay vu nhai như khi làm nũng với nãi nãi nhõng nhẽo nói vu đại ca ta biết chắc chắn ngươi có cách cứu mấy trăm tộc nhân của ta đúng không cầu xin ngươi hãy cứu bọn họ đi thanh âm mềm mại nũng nịu làm sao vu nhai háo sắc từ chối được thanh âm này tuyết đế nhi thấy vu nhai ngẩn ra chưa phản ứng lại thì tiếp tục bảo vu đại ca đừng chơi nữa hãy cứu các tộc nhân của ta đi vu nhai cố nén không để đại nữ vương tinh linh từ một cô bé biến thành hồ ly tinh cười khổ nói Tinh Linh đúng là chủng tộc có thể bồi dưỡng, nàng đã có thể tốt nghiệp. Ý của Vu Nhai là cô nàng này đã biến thông minh, không để ý Tuyết Đế Nhi cười ngọt ngào và thở phào nhẹ nhõm. Vu Nhai chậm rãi bước ra, mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn đám người xương trưởng lão. Vu Nhai nói: "Hãy mừng là các ngươi có một nữ vương tương lai tốt như vậy, nếu nàng chậm một bước, các ngươi thật sự dám ra tay sau đó còn muốn ta cứu người?" "Hừ, ta sẽ khiến các ngươi trả giá đắt." không hiểu sao khi thấy biểu tình của Vu Nhai, nghe hắn nói thì trưởng lão, tinh linh tộc nhân bình thường tim đập nhanh, bản năng thầm mừng. Bọn họ có một cảm giác là tuyệt đối không thể chọc vào nhân loại này. Vân đại trưởng lão cũng cùng suy nghĩ trên. Chỉ một câu nói, bọn họ chưa kịp suy nghĩ đã có cảm giác này. Lúc trước các trưởng lão có ấn tượng rất tệ với Vu Nhai. Tuy rằng Vu Nhai cứu toàn tinh linh tộc, thậm chí nhận tàn hồn tinh linh thần đỗ viễn cổ truyền thừa, nhưng như ứng thiếu soái nơi, hắn có âm mưu gì đó mới giúp, sợ là vu nhai có mưu đồ với tuyết đế nhi nay có cơ hội giết hắn làm mọi người tim đập nhanh vu nhai nói ta xem như nhận rõ tinh linh tộc đối xử với ân nhân của mình như thế này đây tuyết đế nhi điều kiện của ta nếu gặp cản trở thì ta sẽ khiến tinh linh tộc các người trả giá đắt có khi nên chấn nhiếp thì chấn các trưởng lão tinh linh tộc cậy già lên mặt nghi ngờ nhân phẩm của hắn mới rồi vu nhai nói chuyện với tuyết đế nhi bọn họ ở bên rình nghe bộ dạng như là hắn nói lung tung cái gì sẽ tiêu diệt hắn Vu Nhai cũng mượn cơ hội này công khai điều kiện đã trao đổi với Tuyết Đế Nhi. Tim đại nữ vương tinh linh đập nhanh. Nhân loại nam này quá đáng sợ. Tuyết Đế Nhi cắn môi nói. Không phải, chúng ta. Ta nhất định sẽ làm tốt điều kiện ngươi nói. Các trưởng lão nhìn nhau, tạm thời không dám nói gì. Vu Nhai chấn nhiếp rất có tác dụng. Ứng thiếu soái thấy Vu Nhai làm nũng với Vu Nhai thì chỉ muốn giết người. Nhìn hắn chấn nhiếp tinh linh tộc thì bực mình muốn điên. Ứng thiếu soái không tin Vu Nhai có thể cứu người, Nhân loại, nói thì đường hoàng nhưng ngươi là dược sư cường đại sao? Ngươi có thể cứu người sao? Ta không cứu được nhưng có người có thể. Tuyết Đế Nhi, các trưởng lão tinh linh tộc hỏi ngay, là ai? ở trong thụ lao của các người. Vu Nhai nhìn hướng xương trưởng lão, nói, tức là đồng bạn cùng ta bị các ngươi vô cớ bắn tên. Chẳng lẽ các ngươi không có chút nhân phẩm? đã qua lâu như vậy, biết chúng ta không phải người có ý xấu với tinh linh tộc các ngươi, nhưng vẫn không chịu thả người. Xương Trưởng lão ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến thanh niên tóc bạc. Nghe Vu Nhai châm biếm, Xương Trưởng lão không nói được lời nào, nghẹn mặt đỏ rực. Xương Trưởng lão luôn cương cường, đặc biệt ghét và ghê tởm nhân loại, người thứ nhất muốn giết Vu Nhai đổi giải dược chính là nàng. Nhưng bây giờ Xương Trưởng lão có chuyện cần nhờ Vu Nhai, cứng rắn, "Ngươi còn cứng được không? Xin lỗi, mới rồi là chúng ta sơ sót." Các trưởng lão, bao gồm Vân Đại trưởng lão đá lông nheo với Xương Trưởng lão, ý là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sương trưởng lão cương cường đành dịu giọng. Rất nhiều trưởng lão nghĩ nhân loại này quá tệ hại, biết rõ đồng bạn bị bắt nhốt mà còn nhàn nhã tán gái, tám nhảm. Chúng ta mới gặp việc lớn diệt tộc, làm sao rảnh nhớ đến nhân loại gì đó. Nhưng bây giờ các trưởng lão không dám nói gì, nhớ lại thời viễn cổ nhân loại làm gì dám kiêu ngạo như vậy. Các trưởng lão chỉ có thể ngẫm nghĩ trong đầu, người sai vẫn là bọn họ. Lúc đầu tinh linh tộc không phân tốt xấu bắn chết, nổi sát khí với ân nhân. Dù có oán trách cỡ nào thì người sai là tinh linh tộc nhân, ta tự mình đi thả người. Sương trưởng lão xin lỗi xong cắn răng lao hướng thụ lao ở cổ thụ nào đó, lòng cực kỳ bực tức. Không phải bực mình khi đối diện ứng thiếu soái, thú đằng tộc, như thế còn tức giận được, còn bây giờ sương trưởng lão chỉ có thể cố chịu. Vui nhai đào hố, nhưng nếu các ngươi không xấu xa thì sao rớt xuống được. Phù. Cuối cùng tuyết đế nhi đã cảm nhận được nỗi vất vả của nữ vương, nhưng nàng cũng học được chút chuyện chẳng qua tạm thời không tiêu hóa hết. Tuyết đế nhi hỏi, Vu đại ca, đồng bạn của ngươi thật sự có cách cứu người. Vu nhai lạnh nhạt nói. Ta nói có thể chữa tức là cách nữa nằm trong tay hắn. Hắn là dược sư ngự dụng hoàng gia của huyền binh đế quốc. Nếu hắn không cứu được thì trên đời này không ai có thể cứu. Vu nhai nhìn hướng ứng thiếu soái, nói. Hơn nữa vị dược sư này còn là cao thủ dùng độc. Nếu hắn không cứu được thì vẫn có rất nhiều cách ép người nào đó giao giải dược ra. Dược sư ngự dụng hoàng gia. Các tinh linh tộc nhân kinh kêu, có thể làm dược sư ngự dụng hoàng gia huyền binh đế quốc chắc chắn là nhân vật, rất siêu. Hy vọng lại nổi lên trong lòng các tinh linh tộc nhân. Ứng thiếu soái thì con người có rút, nụ cười nhanh tranh đông lại trên mặt. Nhiều tinh linh tộc nhân nổi lên hy vọng, nhưng rồi lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vu nhai. Vu nhai tiếp tục kéo thấp nhân phẩm của tinh linh tộc nhân, vạch mở xấu xí trong lòng bọn họ. Như thế nào? Các ngươi lại nghi ngờ ta. Tâm linh tinh linh tộc các người có thể sáng sổ một chút không? ở trong mắt các ngươi toàn bộ nhân loại đều là nói dối. Tuy nhiên nếu đổi lại chủng tộc khác cũng sẽ nghi ngờ vu nhai. Dược sư ngự dụng hoàng gia, nghe sao cũng không giống thật. Tinh linh tộc xui xẻo bị vu nhai xem thường đành sám hối với tinh linh nữ thần, trong lòng vẫn chứa nghi ngờ. Tuyết đế nhi, nàng có nhớ ta nêu hai điều kiện. Thứ nhất là ta muốn các người dốc hết sức tìm một số sự tích viễn cổ bí ẩn, chuyện này liên quan đến cứu người. Thê tử của ta bị mù mắt, có chứng bệnh viễn cổ, là dược sư đương nhiên sẽ khao khát giải mở bệnh trầm kha này, vì vậy dược sư ngự dụng hoàng gia theo ta đến đây. Các người không cần thấy lạ, chúng ta chỉ không ngờ đến tinh linh tộc sẽ gặp chuyện như vậy. Giọng vui nhai rõ ràng vọng vào lòng các tinh linh tộc nhân. Bọn họ tiếp tục sám hối, chút nghi ngờ khi nghe vui nhai nói xong cũng tan biến, hy vọng lại nổi lên. Tuyết đế nhi không chú ý điều gì khác hơn là hai chữ. Thê tử. Vui nhai đầy chính nghĩa nói. Đúng vậy. Thê tử của ta. Ta là người có gia đình, nên một vài trưởng lão làm ơn đừng tưởng ta có ý nghĩ không yên phận gì nữa chớp chớp mắt đúng vậy lúc trước nhân loại nói ở chung một đêm còn nói sợ tinh linh tộc gả đại nữ vương cho hắn sau này khi vân đại trưởng lão hỏi nhân loại kích động nói bọn họ thanh thanh bạch bạch không lộ ra chút gì ý nghĩ không yên phận với đại nữ vương tinh linh nhưng sao chúng ta cứ có trực giác nhân loại này có ý nghĩ không yên phận các trưởng lão có cảm giác sống mấy trăm năm là uổng phí sao bọn họ không hiểu nổi thanh niên này suy nghĩ cái gì các binh linh thầm nghĩ thật ra các ngươi cảm giác đúng, tên này đúng là có ý nghĩ không yên phận. Chẳng qua hắn không muốn làm gì nữ vương của các ngươi, cùng lắm là ăn bớt một chút nên ánh mắt các người mới nghi ngờ hắn. Lời hắn nói luôn khiến người không tin đường nhưng thường toàn là nói thật, các người cứ chịu bực tức đi. Các binh linh vui sướng khi người gặp họa và một chút đồng cảm. Thôn thiên kiếm đáng sợ có khi bị vui nhai trêu chọc sinh lý không điều hòa, nếu nàng không phải binh linh thì ngày ngày sẽ có tháng. Trời sinh háo sắc nhưng thật ra là người tốt, Cuối cùng các trưởng lão tinh linh tộc có kết quả này. Nhắc lại một chút, mới rồi ta nói vị dược sư ngự dụng hoàng gia cũng là một cao thủ chế độc, nhưng hắn rất ít dùng độc. Hắn thà bị các ngươi chói, nhốt như con heo cũng không dùng độc, hắn lương thiện như vậy đấy. Vui nhai đột nhiên nổi hứng khen tư mã tường, tiếp tục đả kích tinh linh tộc. Tuy hắn lương thiện nhưng làm dược sư ngự dụng cũng có lòng kiêu ngạo, chút nữa hắn có chịu cứu người hay không thì ta không chắc. Tinh linh tộc một lần nữa cảm thấy mình rất xấu xa. Thì ra Tinh Linh tộc luôn giữ sự lương thiện có chứa tạp chất. Bọn họ thầm mừng nếu vị dược sư đó hạ độc thì hậu quả. Vân đại trưởng lão đứng ra lên tiếng, "Xin lỗi Vu đại hiệp, Vân đại trưởng lão ta đại biểu toàn Tinh Linh tộc chân thành xin lỗi ngươi và đồng bạn. Là Tinh Linh tộc chúng ta nhìn người không rõ, có mắt không tròng, không nên nhìn hai vị với ánh mắt thành kiến. Chút nữa dược sư đại nhân kia có cứu mấy trăm tộc nhân của ta được không, thì chúng ta đều sẽ giữ lời hứa, nhất định sẽ nghĩ hết cách chữa mắt cho thê tử của ngươi." Vân đại trưởng lão cúi gập đầu với Vu Nhai. Các trưởng lão tinh linh tộc khác cũng vậy. Tuyết Đế Nhi là đại nữ vương tinh linh tất nhiên phải làm gương trước nhất, nhưng ánh mắt nàng hơi ai oán. Hắn có thê tử, hắn đối xử rất tốt với thê tử. Tất cả tinh linh tộc nhân lần nữa cúi đầu với Vu Nhai. Lần đầu tiên là khi Vu Nhai biểu minh được tàn hồn tinh linh thần nỗ viễn cổ truyền, thừa, khi đó các tinh linh tộc nhân chưa cảm nhận sâu sắc thế này. Tiếp theo vì lời ứng thiếu soái nói, và Vu Nhai biểu hiện khiến các tinh linh tộc nhân nghi ngờ hắn, lần này bọn họ nên chân thành xin lỗi. Thôi, ta nói nhiều như vậy chỉ hy vọng các người đừng nghi ngờ động cơ của ta, hy vọng khi các người tìm tư liệu giúp ta đừng quá qua loa. Vu Nhai nói thật, lúc trước các trưởng lão tinh linh tộc khó chịu nhìn hắn làm hắn sợ khi tìm tư liệu bọn họ sẽ tìm qua loa, cho nên Vu Nhai hầu như đả kích tinh linh tộc gay gắt. Vu Nhai biết rõ biểu hiện của hắn dễ làm người ta nghi ngờ. Tinh linh tộc rất cảnh giác với nhân loại, nhưng vì mắt của thủy tinh nên vui nhai bất chấp nghĩ nhiều hơn nữa mặc kệ các ngươi đề phòng thế nào không cần biết các ngươi bị tổn thương gì ta chính là ta ta không như nhân loại khác bọn họ tổn thương tinh linh tộc liên quan gì ta ta thông cảm tâm tình của các ngươi nhưng không có nghĩa là khi bị các ngươi nghi ngờ thì ta sẽ vui lòng tựa như vài nữ nhân bị nam nhân tổn thương điển hình nhất là ma pháp sư mạnh nhất của huyền binh đế quốc cứ nói nam nhân trong thiên hạ không một người tốt cha nó không phải nam nhân khắp thiên hạ hiếp ngươi Ta hiểu nỗi đau của các người nhưng đừng đem nỗi khổ đó chút lên mọi người, ít nhất đừng đổ lên người ta. Nhân loại, ứng thiếu soái chết lặng. Mới rồi vân đại trưởng lão nói dù vui nhai có cứu được mấy trăm tộc nhân, hay không đều sẽ thực hiện lời hứa với hắn, tức là kế hoạch lợi dụng tinh linh tộc giết vui nhai lại biến thành bọt nước. Thua, ứng thiếu soái một lần nữa thua thê thảm. Dược sư kia chưa đến, chưa làm gì vui nhai đã khiến tinh linh tộc chân thành tin tưởng mình, chỉ nói mấy câu đã khiến tinh linh tộc như vậy ứng thiếu soái cảm thấy vô cùng thất bại. Lúc trước có thể nói là vui nhai vô tình nhưng bây giờ là quyết đấu ngay mặt, ứng thiếu soái thua tan tác. Lúc này vang lên thanh âm tư mã tường đã lâu không nghe thấy. Xảy ra chuyện gì? Mọi người ngoái đầu lại, trợn to mắt, bao gồm vui nhai. Sương trưởng lão mặt lạnh băng đi tới, tư mã tường thì lười biếng nằm trên lưng nàng. Đúng vậy, sương trưởng lão cõng tư mã tường vào cung điện trung tâm. Sương trưởng lão thở hồn hển dường như chạy vội tới đây. Sương trưởng lão nghiến răng hỏi, đã đến nơi ngươi đi xuống được chưa tư mã tường thở dài thườn thượt ta nói với nàng rồi ta là người trên trăm tuổi cộng với đau buồn quá độ tổn thương tinh huyết nên đi đứng không tiện đành tiếp tục làm phiền nàng đi đi tiểu xương làm phiền nàng cõng ta qua đó ánh mắt u buồn của tư mã tường như xuyên thấu thánh thụ tinh linh gã không quan tâm tại sao không khí yên lặng tại sao tinh linh tộc cúi đầu với vu nhai tiểu xương tinh linh tộc ngạc nhiên xương trưởng lão bị người gọi là tiểu xương Huyền binh đế quốc làm sao vậy? Quá điên cuồng, khiến người ngạc nhiên là Sương Trưởng lão nghiến răng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cõng Tư Mã Tường tới gần mấy trăm tinh linh tộc nhân nằm hôn mê. Rõ ràng trên đường đi Sương Trưởng lão đã bị kiêu biệt danh này mấy lần, nàng nhận mệnh. Các trưởng lão nhìn Vu Nhai lại ngó Tư Mã Tường, hai nhân loại này rốt cuộc là thứ người gì vậy? Khóe môi Vu Nhai có giật, nhún vai. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, Vu Nhai nói cả buổi còn lão gài khoe mẽ này âm thầm chính phục xương Trưởng lão nàng mặt lạnh cứng rắn nhất quá sùng bái dường như cảm nhận được ánh mắt của vu nhai tư mã tường nháy mắt đắc ý mà dâm đáng với hắn tư mã tường còn ghi hận bị vu nhai vứt bỏ còn về việc hắn trong một ngày chính phục tinh linh tộc thì gã làm bộ không biết mê dược thật lợi hại hình như có độc nếu dùng trên người nhân loại bình thường sợ là không chống nổi một ngày sẽ mất mạng may mắn dùng trên người tinh linh kháng độc mạnh tư mã tường bắt đầu chẩn động nhưng gã không nhúc nhích tay chân chỉ dùng mắt đã phán đoán ra mê dược mãnh liệt Đương nhiên vì tư mã tường không nhúc nhích nên trông giống tay lừa bịp. Sương trưởng lão nghiến răng tiếp tục bảo. Không cần ngươi nói, đương nhiên chúng ta biết mê dược này lợi hại. Rốt cuộc ngươi cứu được không? Không có thời gian. Sương trưởng lão thầm thề nếu tên này không cứu được người thì lão nương liều mạng phế hắn. Đương nhiên có thể cứu, ta lập tức điều phối giải dược ngay. Tư mã tường như gà trống kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Các tinh linh tộc nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo của tư mã tường làm tim mọi người treo cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng tại sao ta phải cứu? Các người nhốt ta như con heo, suýt giết ta, tại sao ta phải cứu người? Đặc biệt là nàng, tiểu xương, khi đó nàng dữ nhất. Lấy đức báo oán không phải phong cách của ta. Mắt tuyết đế nhi trợn trắng. Vật họp theo loài, lúc trước vu nhai ở trong doanh địa ứng thiếu soái cũng nói câu này với đại nữ vương tinh linh. Sương trưởng lão sớm đoán trước tư mã tường sẽ nói câu này. Ta đã xin lỗi rồi ngươi còn muốn gì? Tư Mã Tường đàng hoàng nói một đống sau đó vô sỉ nói, cái này sao? Ta biết chắc Vu Tiểu Tử đã nêu các điều kiện, không cần ta nói thêm điều kiện gì làm tổn thương tình cảm giữa nhân loại chúng ta và tinh linh tộc. Ta chỉ như điều kiện cá nhân, ví dụ hắn làm cận vệ của ta. Tư Mã Tường nhấn mạnh hai chữ cận vệ. Ngươi. Tư Mã Tường thẳng thắn hơn Vu Nhai, gã uy hiếp. Nếu không muốn thì ta không cứu. Mặt xương trưởng lão liên tục thay đổi, một lúc lâu sau nói được nhưng chỉ giới hạn trong bách tộc loạn địa tư mã tường cảm thắn rằng hì hì tiểu sương chúc chúng ta hợp tác vui vẻ sau này nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời ta không thể như tiểu tử thối kia có nguy hiểm liền bỏ lại ta một mình chạy mất tư mã tường bỗng đổi giọng phải rồi những lời đêm hôm qua ta nói với tiểu sương là thật lòng thật dạ không nói dối nửa lời ta rất nghiêm túc ngươi mau cứu người sương trưởng lão rất muốn hất tư mã tường xuống muốn chửi người, nhưng cuối cùng thành ba chữ mau cứu người. Bất giác mặt xương trưởng lão ửng hồng làm nhiều tinh linh tộc nhân trừng suýt rớt trong mắt. Đêm hôm qua tư mã tường đã nói gì với xương trưởng lão? Khóe môi vu nhai co giật, lão già này đã lớn tuổi còn dê như vậy, thật tình. Tuy vu nhai không biết tư mã tường nói gì với xương trưởng lão nhưng chắc chắn là tâm tình nam nữ. Không biết tên này đang cua gái, hay dùng các loại khoai mẽ công kích nội bộ tinh linh tộc, có lẽ là công kích đi. Nhưng lão già này thật tình. Lúc trước xương trưởng lão là người đầu tiên biểu lộ sát khí với vu nhai có lẽ là, tại tư mã tường, lấy những rượu trái cây lại đây, sau đó hái lá thánh thụ, thiên la hoa, tuyết lưu thảo. Tư mã tường không đùa dẫn xương trưởng lão nữa mà liệt kê danh sách, mắt thì láo liên. Nhìn thấy xung quanh có cái gì là tư mã tường lấy tài liệu tại chỗ, nhìn sao cũng cảm giác thanh niên tóc bạc là bịp bợm. Tư mã tường đọc hơn 10 loại thấy người xung quanh không làm theo, gã quát to, còn không mau đi lấy. Cái này, Vu Nhai thấy tinh linh tộc do dự thì bước ra. Các người không tin hắn hay không tin ta. Từ mã tưởng trồng hoa, dẫn phấn hoa khiến liễu đại sư chạy chối chết huống chi là mê dược nho nhỏ này. Tinh linh tộc nhân ngây người nhìn hướng tuyết đế nhi, các trưởng lão sau đó vội vàng làm theo. Mới rồi lời nhân loại này và vân đại trưởng lão nói còn vang bên tai, bọn họ không dám lại nghi ngờ nhân loại nói nữa. Sương trưởng lão liếc tên khốn tóc bạc sau lưng mình, tạm thời nàng không nói gì chỉ thầm thề độc trong lòng đồ vật đã gom về nhưng số lượng không nhiều. Tư mã tường không quan tâm, tùy tiện lấy một ly rượu, bên trong đựng một lượng rượu trái cây. Tư mã tường nhét các thứ đã liệt kê vào ly rượu, huyền khí chấn động khuấy nát tài liệu, chất lòng hòa vào rượu trái cây. Được rồi, cho 10 người uống dịch dược này đi. Tư mã tường làm xong giao dược cho tinh linh tộc nhân mới đưa tài liệu đến. Tinh linh tộc nhân không dám nhận, nhìn xương trưởng lão rồi lại ngó vân đại trưởng lão. Ứng thiếu soái cười phá lên. Tên bịp bợm từ đâu ra, tinh linh tộc, dược lung tung thế này chẳng lẽ các ngươi dám uống? Tuy ứng thiếu soái không biết thanh niên tóc bạc là dược sư thật hay giả, nhưng gã không ngại châm ngòi tinh linh tộc không tin tưởng, nếu có thể câu giờ khiến mấy tinh linh chết thì càng tốt. Yêu cầu của ứng thiếu soái càng lúc càng thấp, tùy tiện có một chỗ chút giận là được, một chút cũng tốt. Tư Mã tưởng liếc Vu Nhai, hỏi: "Vu tiểu tử, đây là ứng thiếu soái muốn thống trị Huyền binh đế quốc?" Chính là hắn, Cha nó, thì ra là ngươi khiến ta chui xuống lỗ, suýt bị tinh linh tộc diệt. Tốt, rất tốt. Giọng tư mã tường vẫn rất dịu dàng, biểu tình tiên phong đạo cốt. Tư mã tường bỗng ném ly rượt qua. Ứng thiếu soái phản xa vung tay cản, nhưng có một ít chất dịch dính vào người gã. Ứng thiếu soái thức giận quát. Ngươi làm. Hôm nay gặp đủ thứ chuyện, ứng thiếu soái là con cưng của trời đã khi nào bị người đói xử như vậy. Áo trắng dính đầy chất dịch khó ngửi, ứng thiếu soái chửi um sùm, ứng thiếu soái thậm chí không so đo câu chui súng lỗ của tư mã tường bây giờ gã là sư tử được nóng nảy bị thương nhưng giây sau ứng thiếu soái không hùng hổ nổi thanh âm ngừng bặt biểu tình đông lại ứng thiếu soái cùng kêu ngươi dược của ngươi người nói ta làm dược lung tung đúng không nên ta cho ngươi tự nếm thử những dược này có thể cứu mạng đối với tinh linh hôn mê nhưng với người thì hình như có hiệu quả tán công tuy không biết hình thức lực lượng của thú đằng tộc các ngươi là gì nhưng chắc cũng gần như nhau. Dù hiệu quả yếu chút nhưng ít nhất tháo xuống danh hiệu thiên tài của ngươi. Tư mã tường thản nhiên như đang nói chuyện gì đơn giản. Trên tay tư mã tường còn dính một giọt dịch, gã búng tay một cái bay vào miệng tinh linh hôn mê. Tư mã tường không quay đầu lại nói. Ứng thiếu soái gì đó của các ngươi đã bị phế, nếu các ngươi còn muốn bênh vực hắn thì đến đây. Lão tử bảo đảm các ngươi bị phế hết. Ngươi, ngươi, ngươi. Ứng thiếu soái không nghe tư mã tường nói gì, tay run run chỉ vào gã thuộc hạ của ứng thiếu soái khựng lại chợt trong mấy trăm tinh linh tộc nhân hôn mê có một tiếng hô hấp nặng nề vang lên có tiếng rên khẽ một tinh linh nữ chợt mở mắt ra mọi người giật mình vì bên ứng thiếu soái lập tức nhìn hướng tinh linh tộc nhân vừa tỉnh dậy biến đổi quá nhanh ứng thiếu soái trúng độc tinh linh nữ tỉnh lại chỉ cách nhau vài giây làm người ta không kịp phản ứng đầu óc trống rỗng cảm giác đang nằm mơ mọi người nhìn hướng dược sư tóc bạc gã giơ tay nhấc chân có thể cắt đứt người sinh tử. Tinh linh tộc nhân tỉnh dậy mờ mịt nhìn bốn phía, chớp mắt hỏi. Có chuyện gì? Ta đang ở đâu? Đá tinh linh tộc nhân vây quanh tinh linh nữ, lao nhau hỏi thăm cơ thể nàng thấy thế nào. Cuối cùng cả đám im lặng, tuyết đế nhi tiến lên hỏi thăm, quan tâm. Ứng thiếu soái hộc máu lần ba. Phụt. Ứng thiếu soái đáng thương cảm giác thiên địa tối sầm, thầm nghĩ. Tại sao? Tại sao nhân loại đáng sợ như vậy? thì ra ước mơ thống trị huyền binh đế quốc xa xôi như thế, tùy tiện hai người có thể hành mình tàn, hành mình chết. Ứng thiếu soái không biết hai nhân loại này thuộc hiếm thấy trong cộng đồng nhân loại. Điều chế dược theo cách của ta, rất nhanh mọi người sẽ tỉnh dậy. Cha nó, ta nói này vu tiểu tử, sao không mau lấy đồ ăn ngon ngươi lưu chứ ra? Muốn ta đói chết sao? Mợ nó, đồ ăn của tinh linh tộc nhà thách. Tư mã tường leo xuống lưng xương trưởng lão từ khi nào, gã dặn dò hai câu rồi giống với vu nhai, bực tức tan bớt đi tư mã tường không còn bực tức nữa bị người trói như heo vào giờ được một thục nữ tinh linh làm cạn vệ tư mã tường có gì không thỏa mãn với ánh mắt vu nhai nhìn tư mã tường là đang lên mặt bắt đầu khoe mẽ có thấy sưng trưởng lão sững sờ nhìn bóng lưng tư mã tường không chờ đến chỗ vắng người chắc chắn lão già này sẽ nhảy cẫng lên lúc này chợt vang tiếng hú trầm thấp một con khư phong thú có đuôi hồ ly lao ra từ cành lá rậm rạp các tinh linh tộc nhân còn nhớ lúc trước vu nhai nói hắn có khư phong thú lục giai nên không chặn khư phong thú này lại, nếu không, thì lãnh địa tinh linh tộc chủ yếu dùng vũ khí cung tên là nơi nhiều ma thú bay, không muốn đến gần nhất. Tinh linh tộc nhân thẩm nghĩ, thì ra hắn thật sự không gạt người. Không ai dám nghi ngờ lời vui nhai nói nữa, ít nhất tin lời tám phần. Con khư phong thú này, hùng tướng quân, mấy thân vệ mang ứng thiếu soái xỉu cục đuôi rời đi chợt liếc nhau. Bọn họ nhớ chuyện mấy ngày hôm trước trong hồng phong thị trấn, nghĩ đến con khư phong thú kích phát cạm bẫy không gian sau đó bay lên cao, cuối cùng hùng tướng quân đã hiểu tại sao ứng thiếu soái thua thảm thế này thì ra là sai lầm đoàn người hùng tướng quân đã sơ sẩy thú đằng tộc nhân rời đi tinh linh tộc luôn hướng tới tốt đẹp lại trở về bình tĩnh hôm sau bên dưới thánh thụ tinh linh cạnh hồ nhỏ có tên là sinh mệnh tri tuyền tất cả trưởng lão đều tới đây tuyết đế nhi đứng đằng trước trưởng lão tinh linh tộc mọi người biểu tình căng thẳng nhìn nhà gỗ nhỏ trong hồ ngày hôm qua tư mã tưởng cứu chữa tinh linh tộc nhân khiến các tinh linh không dám nghi ngờ gã nữa khi Tư Mã Tường báo tên Gia Vân đại trưởng lão từng nghe nói qua, càng không dám bất kính với gã. Tuy nhiên mọi người không chắc Tư Mã Tường có cứu được nữ vương Tinh Linh tuổi già không, bọn họ rất căng thẳng, đặc biệt là Tuyết Đế Nhi, tay nàng toát mồ hôi lạnh. Hai canh giờ đã trôi qua, may mắn Vu Nhai đứng bên cạnh, thấy bình tĩnh cho Tuyết Đế Nhi niềm tin vững chắc dù hắn không nói câu nào. Rào rào, lại nửa canh giờ qua đi, nước hồ dâng lên. Hơi thở sự sống thánh thụ mang chút hơi thở thánh thụ Tinh Linh viễn cổ ùa à vào nhà gỗ. Dưới nhà gỗ có trận pháp là để tập kết hơi thở sự sống. Chút hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ là kết quả sau khi thánh thụ tinh linh giao tiếp cùng lực lượng của linh doanh. Nãi nãi, nữ vương, các tinh linh tộc nhân lộ biểu tình mừng như điên, hơi thở thuộc về nữ vương trở lại. Tuyết đế nhi kêu một tiếng nhưng không dám nhúc nhích. Lại qua 20 phút, cửa két một tiếng lộ ra mặt tư mã tường. Tư mã tiền bối, nãi nãi của ta sao rồi? Tư Mã Tường chưa kịp trả lời thì một thanh âm già nua phát ra từ căn phòng. "Đế Nhi, Tiểu Vân, các ngươi vào đi." Các trưởng lão mừng như điên, ánh mắt nhìn Tư Mã Tường đã thay đổi. "Tuyết Đế Nhi, Vân đại trưởng lão vội vàng chạy vào." Tiểu Vân là Kiêu Vân đại trưởng lão, tức là lão nữ Vương Tinh Linh còn già hơn cả đại trưởng lão. Lúc này Tuyết Đế Nhi khựng lại, bản năng liếc hướng Vu Nhai. Vu Nhai nhẹ gật đầu với Tuyết Đế Nhi, nàng mới đi tiếp. Các trưởng lão Tinh Linh tộc vừa thấy lo vừa không biết nên nói cái gì. Tuy các tinh linh tộc đoán ra nguy hiểm của tinh linh tộc được giải quyết là nhờ nhân loại này đóng vai trò quan trọng, nhưng có cần thiết như vậy không? Các trưởng lão không biết ngày hôm qua tuyết đế nhi trải qua chuyện gì, ác ma không gì không làm được đã đi vào lòng nàng, ngang ngửa với nãi nãi. Cái gọi là nữ sinh ngoại hướng là đây. Vui nhai rất vừa lòng thái độ của tuyết đế nhi, làm khiếu thu đến mức này còn có gì không thỏa mãn. Khiến các trưởng lão câm nín là bên kia, từ mã tường chạy tới gần xương trưởng lão, bộ dạng sắp xỉu. Tiểu xương, ta mệt chết. Khiến người tuyệt vọng hơn là xương trưởng lão hung tợn trừng tư mã tường, từ đâu lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau cho gã. Nếu có thể rớt cầm thì chắc chắn vui nhai đã hốt được một rổ. Cường đại, quá sùng bái, tư mã tường quả là siêu nhân trong tán gái. Đêm hôm qua vui nhai được tinh linh tộc chiêu đãi, vào căn nhà cực kỳ thoải mái nghỉ ngơi. Tư mã tường ở nhà bên cạnh vui nhai, chưa đến nửa canh giờ đã không thấy bóng dáng gã đây, suốt đêm không trở về chắc không phải tư mã tường dùng mê dược với xương trưởng lão đi. Rất đáng ngờ. Ngành đón ánh mắt nghi ngờ, thắc mắc của mọi người, biểu tình tư mã tường bình tĩnh thể hiện trí cao khí ngang đặc biệt của mình. Dù sao thì các trưởng lão không dám nói gì, tư mã tường thật sự cứu lão nữ vương tinh linh tỉnh dậy. Xương trưởng lão bị mọi người nhìn làm mặt ửng hồng, vội hỏi. Nữ vương sao rồi? Tư mã tường khẽ thở dài. Không quá lạc quan, không phải bị bệnh nặng hay thú đằng tộc hạ độc, là đến số, Tư mã tưởng lắc đầu, nói. Nếu không gặp ta, chỉ dùng hơi thở sự sống thánh thụ tinh linh treo mạng tối đa hôn mê được hai tháng, là đi. Mới rồi ta điều trị giúp lão nữ vương tinh linh, nếu điều dưỡng tốt, cộng với thể chất đặc biệt của tinh linh tộc có lẽ sẽ sống được vài năm, đây là khả năng lạc quan nhất. Các trưởng lão tim hẫng một nhịp, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thấy bi thương. Đối với tinh linh tộc tuổi thọ rất dài thì thời gian vài năm không nhiều. Không khí im lặng, áp lực kéo dài rất lâu, không ai hỏi tư mã tường có cách gì không, đây không phải vấn đề bệnh nặng mà là tuổi thọ. Trừ phi trong vòng mấy năm lão nữ vương tinh linh từ thánh giai lên thần giai nếu không, thì đành chịu. Vu nhai an ủi vài câu. Sống chết có số, ít nhất nữ vương mới của các người rất giỏi. Tâm tình tinh linh tộc nhân tốt hơn nhiều. Mọi người đứng bên hồ sinh mệnh chi tuyển chờ đợi lão nữ vương triệu kiến. Đương nhiên tinh linh tộc kêu vu nhai, tư mã tường đi nghỉ ngơi hoặc ngồi chờ nhưng hai người không đồng ý. Các trưởng lão rất cảm động hai nhân loại nhìn như không đáng tin nhưng khiến người cảm nhận được chân thành không biết qua bao lâu cửa nhà gỗ lại mở ra tuyết đế nhi dìu lão nữ vương tinh linh chậm rãi bước ra ngoài vân đại trưởng lão đi theo phía sau hốc mắt đại nữ vương tinh linh ửng đỏ rõ ràng nàng khóc rất lâu nữ vương lão nữ vương tinh linh vẫn là hình dạng nữ nhân trung niên nhưng tóc trắng không sức sống làm nàng có vẻ già hơn vân đại trưởng lão theo phía sau lão nữ vương tinh linh khẽ nói đã già khiến mọi người lo lắng lão nữ vương tinh linh nhìn hướng vu nhai tư mã tường đánh giá hai người một lúc cảm tạ hai vị nhân loại bằng hữu trợ giúp cảm tạ tư mã đại sư cho ta cơ hội lại mở mắt ra cảm tạ vu tiểu ca cứu tinh linh tộc của ta vu nhai tư mã tường lễ phép chào kính chào nữ vương ta tuyên bố từ hôm nay trở đi tư mã đại sư vu tiểu ca vĩnh viễn là bằng hữu của tinh linh tộc ta lão nữ vương tinh linh không nói gì khác đi đến gần tư mã tường vu nhai lão nữ vương tinh linh nhìn vu nhai chằm chằm nói vu tiểu ca đế nhi đã nói điều kiện của ngươi cho ta biết hai điều kiện đầu ta chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi còn điều kiện thế ba thì cũng được nếu có ngày nào tinh linh tộc lại gặp nguy hiểm lớn nếu ngươi vẫn nguyện ý trợ giúp chúng ta thì thứ kia là của ngươi ta hứa ít nhất khi đế nhi còn làm nữ vương tất cả có hiệu quả dù ta sống hay là chết vu nhai ngẩn người biểu tình kỳ lạ nói nữ vương bệ hạ Người không sợ nhân loại gian xảo thiết kế nguy hiểm cho tinh linh tộc sau đó, ta đứng ra giải quyết. Lão nữ vương tinh linh mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi cũng là nhân loại gian xảo, nhưng ta càng tin lòng ngươi lương thiện. Vu nhai cười xấu hổ. Hì hì, cảm giác bị người nhìn thấu không tốt lắm. Vu nhai mặt dày, vô sỉ nhận khen mình lương thiện. Các tinh linh tộc nhân, tư mã tường, binh linh trong cơ thể cùng trợn trắng mắt, nhưng nghĩ lại đúng là không tìm thấy có chuyện nào vu nhai tùy tiện làm điều xấu. Các trưởng lão tinh linh tộc rất tò mò, vu nhai trừ nêu điều kiện chữa mắt cho thê tử ra hắn còn điều kiện gì nữa. Lão nữ vương tinh linh không nói, lão nữ vương tinh linh cũng không nói. Hai người tỏ chuyện mấy câu, sau đó vu nhai, tư mã tường tìm cớ rời đi. Lão nữ vương tinh linh mới tỉnh dậy, phải nghỉ ngơi, bàn bạc công việc với các trưởng lão ra. Vu nhai, tư mã tường là người ngoài phải biết điều rời đi. Trước khi hai người đi lão nữ vương tinh linh... Vu Nhai hẹn một thời gian, vào buổi sáng ngày mai nàng sẽ tự mình dẫn hắn vào mảnh đất bí ẩn nhất tinh linh tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong có rất nhiều tư liệu thời kỳ viễn cổ. Sau khi Vu Nhai, Tư Mã Tường dòi đi, Vân Đại trưởng lão nhíu mày hỏi: Nữ vương, tuy hứa hẹn hơi không rõ ràng, nhưng đồng ý hứa cho tên tinh linh thần đỗ viễn cổ không tốt lắm. Vân Đại trưởng lão ở trong phòng có nghe Tuyết Đế Nhi nêu ba điều kiện, mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ thì không sao, vu nhai yêu cầu số lượng không lớn. Mũi tên tinh linh thần nỗ viễn cổ dù thiếu một góc nhưng quá quý giá, đó là báu vật chấn tộc. Dù đặt tên vào tinh linh thần nỗ thứ hai cũng có thể giết thánh giai. Các trưởng lão tinh linh tộc kích động. Cái gì? Viễn cổ thần nỗ tiễn. Nữ vương, cái gì? Lão nữ vương tinh linh cắt ngang lời đám trưởng lão kích động, ngước lên nhìn trời, tăng thương nói. Có mũi tên đó thì sao? Tinh linh tộc vẫn lắc lư trong bão tố không ngừng yếu đi chẳng bằng lấy một mũi tên vô dụng đổi thần binh sư tương lai của nhân loại che chở mấy trăm năm thần binh sư hắn giọng lão nữ vương tinh linh vẫn vô cùng già nua mà tự tin kiên quyết dù không phải thì sao thánh binh sư cũng rất cường đại cộng với thủ đoạn khác lạ của hắn rất đáng cho tinh linh tộc chúng ta đặt cược lớn ta tin tưởng với tính cách của hắn chỉ cần lấy mũi tên của chúng ta sẽ không chỉ giúp đỡ chúng ta một lần lão nữ vương tinh linh liếc tuyết đế nhi nói ta tin vào ánh mắt của mình, các ngươi nên tin ánh mắt nữ vương tinh linh sắp chết, điều này cực kỳ quan trọng cho tương lai tinh linh tộc. Lão nữ vương tinh linh ngừng một lúc, tiếp tục bảo, các ngươi phải nhớ kỹ, vu tiểu ca vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta, dù thế nào cũng không được đắc tội hắn. Dù đắc tội tư mã đại sư cũng không thể đắc tội nhân loại trẻ tuổi này. Nữ vương, tư mã đại sư chính là... Sương trưởng lão thấy khó chịu, tiểu tử vô xì kia thần như vậy sao? Tư mã đại sư đã lớn tuổi còn vu tiểu ca mới 20, lão nữ vương tinh linh nói một câu làm xương trưởng lão cứng họng nếu bị tư mã tưởng nghe lời này không chừng lão nữ vương tinh linh sẽ sống ngắn hơn hai năm tuân lệnh nữ vương một trưởng lão vẫn không chết tâm đưa ra câu chuyện phải rồi nữ vương nếu tương lai hắn làm chuyện quá đáng ví dụ liên quan tới đại nữ vương thì làm sao tuyết đế nhi ngẩn ra không kịp phản ứng lại chuyện quá đáng gì đừng quên tinh linh tộc chúng ta trừ nam nữ giao hợp sinh ra từ nữ tinh linh tinh thuần còn có cách thứ hai dường như hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ trên người nhân loại nam kia càng lúc càng dày đặc lời của lão nữ vương tinh linh khiến sắc mặt các trưởng lão tinh linh tộc hoàn toàn thay đổi tuyết đế nhi thế này mới phản ứng lại mặt đỏ sắp nhỏ máu đại nữ vương tinh linh thầm nghĩ sao nãi nãi nói như vậy xấu hổ chết người đương nhiên chuyện này là làn danh quan trọng không đến bất đắc dĩ không thể thỏa hiệp các trưởng lão đồng thanh kêu lên tuân lệnh nữ vương các trưởng lão tinh linh tộc nghiêm túc nhìn tuyết đế nhi đại nữ vương lão nữ vương tinh linh cho tuyết đế nhi hy vọng bọn họ phải bóp chết hy vọng này phải giáo dục cho nàng quan niệm tình yêu thuộc về tinh linh tộc các trưởng lão quyết tâm giáo dục tuyết đế nhi chủng tộc có điều khác biệt lúc trước bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện này nên tài liệu quá ít bù lại phải bổ sung tuyết đế nhi đánh dùng mình nàng cảm giác vận động tẩy não dữ dội sắp đến được rồi các ngươi hãy đi xuống chuẩn bị ba ngày sau ta chính thức chuyển ngôi cho đế nhi Lão nữ Vương Tinh Linh không quan tâm các trưởng lão nghĩ gì, nàng đổi đề tài quan trọng với tinh linh tộc. Các trưởng lão ngẩng đầu, gác hết chuyện linh tinh sang một bên, đồng thanh kêu lên: "Tuân lệnh." Các trưởng lão tán đi, chỉ còn lại Tuyết Đế Nhi, Vân Đại trưởng lão. Vân Đại trưởng lão nhíu mày hỏi: "Nữ Vương, có phải người quá kích động?" Vân Đại trưởng lão rất khó hiểu với quyết định của lão nữ Vương Tinh Linh. Trên người có hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ, lại cần mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ nếu ta không đoán sai thì hắn đã có phần lớn mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ nhiều năm qua mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ hầu như không xuất thế nhưng tại sao hắn có được hắn còn được tàn hồn tinh linh thần nỗ viễn cổ truyền thừa nếu không sở hữu nhiều mảnh nhỏ thì làm sao tàn hồn tồn tại được nữ vương ta biết ngươi muốn nói gì nhưng khi ngươi định lấy oán trả ơn đừng quên hắn giơ tay nhấc chân đáng sợ thế nào dù dành về tinh linh thần nỗ viễn cổ thì sao tinh linh tộc vẫn tiếp tục suy sụp lão nữ vương tinh linh lạnh lùng nói nếu tinh linh nữ thần cho hắn có được tinh linh thần nỗ viễn cổ thậm chí được tàn hồn truyền thừa thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của tinh linh nữ thần lão nữ vương tinh linh ngừng một lúc tuyên bố tin bom tấn huống chi hắn đã dung nhập thần nỗ vào cơ thể trở thành huyền binh bản mệnh của hắn vân đại trưởng lão kinh kêu huyền binh bản mệnh thời đại viễn cổ tinh linh thần nỗ cường đại biết mấy chỉ cần tinh linh thần nỗ tồn tại là có thể chấn nhiếp vô số chủng tộc củng cố tinh linh tộc chúng ta thống trị. Nhưng tại sao cuối cùng bị hủy diệt, bị đẩy ngã? Là vì trước đó mỗi thời gian, sẽ có một tinh linh có thể nắm giữ tinh linh thần nỗ, được tinh linh thần nỗ thừa nhận, có thể dung nhập tinh linh thần nỗ vào người phát huy lực lượng lớn nhất. Nhưng chỉ thời đại cuối cùng là không tinh linh nào có tư cách này. Kết quả tinh linh thần nỗ không có chủ nhân đã bị hủy diệt, tinh linh tộc tụt dốc. Lão nữ vương tinh linh không trả lời vấn đề của vân đại trưởng lão, hít sâu, nói, Đương nhiên chiến tranh lần đó là đại thế thúc đẩy, kẻ địch quá cường đại, dù tinh linh thần nỗ viễn cổ có chủ nhân vẫn sẽ thua. Nhưng ít nhất bây giờ có thể chiếm cứ diện tích mấy vương quốc, chứ không phải co đầu rút cổ tại chỗ này, càng lúc càng suy sụp. Nãi nãi, tinh linh thần nỗ viễn cổ rất khó dung hợp, tinh linh cũng không làm được, tại sao vu đại ca có thể? Ta cũng không biết, nhân loại là tồn tại am hiểu sáng tạo thần tích. Thời đại viễn cổ không ai xem trọng nhân loại, nhưng bây giờ bọn họ là chúa tể huyền binh đế quốc, cổ duệ tri dân đáng sợ nhất thời đó đều thua trong tay nhân loại lão nữ vương tinh linh nói đến đây không tiếp tục nhắc về cổ duệ tri dân mở miệng nói ta chắc chắn hắn không phải huyền binh giả đơn nhất không phải lấy tinh linh thần đỗ viễn cổ làm huyền binh bản mệnh chủ yếu một người có thể dung hợp từ hai huyền binh bản mệnh trở lên một người thậm chí có thể dung hợp tinh linh thần đỗ viễn cổ người nói xem ta không xem trọng hắn tương lai sẽ thành thần binh sư được sao nếu đám người huyền thần điện chủ Nghiêm lôi đại nhân, độc cô gia chủ là những người biết vu nhai, có song huyền binh nghe lời lão nữ Vương Tinh Linh nói chắc chắn sẽ há to mồm. Nếu đám người này có thể ngồi chung bàn giao lưu sẽ đạt được kết luận. Có lẽ vu nhai là ngũ huyền binh giả hoặc ít nhất là tứ huyền binh giả. Nếu vu nhai may mắn nghe thấy đoạn đối thoại của đám đại nhân vật này sẽ thầm giống to. Các ngươi đoán quá ít. Cơ mặt Vân đại trưởng lão cứng ngắc sau đó gật mạnh đầu. Một người có được Vân đại trưởng lão làm huyền binh bản mệnh Nói thành tựu sau này của hắn thấp thì quỷ cũng không tin. Hèn gì khi lão nữ Vương Tinh Linh trông thấy Vu Nhai lập tức có quyết định. "Tiểu Vân, Đế Nhi, các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chọc vào người am hiểu sáng tạo kỳ tích, chỉ có thể làm bằng hữu với họ." Tuyết Đế Nhi, Vân Đại trưởng lão cùng gật đầu. Đặc biệt là Vân Đại trưởng lão không dám có ý nghĩ gì nữa. Muốn sửa lại Vân Đại trưởng lão, khiến thần binh dung nhập vào cơ thể người đó là cách nhanh nhất nếu không thì chẳng thể sửa được, trừ phi tìm ra thần tượng hầu như tuyệt chủng. Lão nữ vương tinh linh khuyên nhủ tuyết đế nhi, vân đại trưởng lão xong mệt mỏi nói. Được rồi, ta thấy mệt, các ngươi lo chuyện của mình đi. Lão nữ vương tinh linh mới tỉnh lại, suy đoán đủ thứ về vu nhai, quyết định truyền ngôi này nọ rất tốn chất xám. Nói theo cách của tư mã tường, thì bây giờ lão nữ vương tinh linh không nên vận dụng não quá nhiều. Lão nữ vương tinh linh nhìn tuyết đế nhi, vân đại trưởng lão rời đi, ngước nhìn thế giới bên ngoài, Lão nữ vương tinh linh khẽ thở dài. Xem ra tinh linh tộc còn có hy vọng. Thật ra mọi người không biết tại sao lão nữ vương tinh linh đột ngột bị bệnh, chỉ mình nàng biết đó là vì quá sốt ruột. Trước khi lão nữ vương tinh linh ngã bệnh nhận được một phong thư, lá thư đến từ nữ nhi đầu lòng, cũng là đại di bị nhân loại dụ dỗ mất tích của tuyết đế nhi. Lại một ngày qua đi, tức là ngày thứ ba tinh linh tộc vượt qua nguy hiểm thú đằng tộc đẹp lại. Trong tinh linh tộc bận rộn khắp nơi, nữ vương tinh linh sắp kế vị, đây là chuyện rất lớn, Mấy trăm năm mới có một lần, không lớn được sao? Trừ tầng lớp trưởng lão đầy dễ sự suy đoán ra thủy tinh cho rằng nguy hiểm được giải quyết toàn nhờ Tuyết Đế Nhi, có thể nói nàng được uy tín siêu cao. Lão nữ vương tinh linh tỉnh lại cũng là việc vui vô cùng. Tóm lại sau khi tinh linh tộc đuổi thú đằng tộc nhân, kim truy bộ lạc ải nhân tộc đi thì tràn ngập vui vẻ. Ngày hôm nay cũng là ngày thực hiện lời hứa với nhân loại. Nghe nói nhân loại vì chữa mắt cho thê tử muốn tìm cách chữa trị trong tài liệu viễn cổ của tinh linh tộc tinh linh tộc là chủng tộc đầy cảm tính, đối với chuyện tuyệt đẹp thế này đương nhiên là sẵn sàng giúp đỡ. Huống chi nhân loại một người là, công thần chủ yếu giúp tuyết đế nhi đuổi thú đằng tộc nhân, người kia chữa bệnh cho lão nữ vương tinh linh. Tuy nhân loại họ vu có nhiều tin đồn xấu nhưng không thể xóa đi công lao của hắn. Tin đồn xấu là do vài tinh linh nam quá ghen tị tung tin, nhưng vì phút cuối vu nhai phát huy, tinh linh tộc ấy náy hắn nên thanh âm này bị chìm xuống ngay. Tóm lại do lão nữ vương tinh linh dẫn dắt tuyết đế nhi, mấy trưởng lão đi cùng, vu nhai và tư mã tường bước chân vào mảnh đất bí ẩn nhất tinh linh tộc. Đó là nơi càng sâu hơn sinh mệnh chi tuyền, trong đó có nhiều trận pháp thuộc tinh linh viễn cổ, cần nữ vương tinh linh mở ra. Khi ấy năng lực tiềm hành của nhân loại lợi hại đến đâu cũng không cách nào vào được. Tinh linh tộc không cần mang vu nhai, tư mã tường vào, dù tìm được tài liệu bí ẩn cũng viết bằng tiếng tinh linh cổ, hai người không xem hiểu nhưng lão nữ vương tinh linh vì biểu lộ thành ý, vì khiến vu nhai, tư mã tưởng tin tưởng hơn nên dẫn hai người vào trong cấm địa, thuận tiện tham quan nội tình của tinh linh tộc. Nơi đoàn người đi qua trừ bộ dễ thánh thụ tinh linh ra không còn thứ gì khác. Vu nhai thế mới biết không phải đi hướng tinh linh thần nỗ thứ hai, mà là chỗ chứa mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ. Đoàn người vòng qua bộ rễ, bất giác đến bên cạnh một cái hồ nhỏ. Mặt trời tắt nắng, xem ra là vào cái hang bên dưới thánh thụ tinh linh giọng lão nữ vương tinh linh già nua vang lên nơi này là bộ dễ chính của thánh thụ mặt hồ nhỏ này khác với cái bên ngoài hồ này do chất lỏng sinh mệnh thánh thụ tích lũy nhiều năm hình thành là chất dinh dưỡng dựng dục gốc thánh thụ tiếp theo như sữa mẫu thân trong đó có một chồi non thánh thụ do ta tự tay trồng nó sẽ dần lớn lên khi đế nhi kế nhiệm nữ vương mọi người đưa mắt nhìn giữa hồ đúng là có một gốc cây non giặt rào sức sống vu nhai tư mã tưởng thầm thắc mắc nếu cây non lớn lên thì cây già sẽ ra sao mỗi đời nữ vương tinh linh tộc đại biểu cho sinh mệnh một thánh thụ khi ta chết thì gốc thánh thụ này sẽ héo tàn cây non thánh thụ sẽ hấp thu chất dinh dưỡng của thánh thụ này nhanh chóng lớn lên lão nữ vương tinh linh tiếp tục bảo đương nhiên thánh thụ sẽ tươi tốt hoặc héo uy tùy theo tinh linh tộc cường thịnh suy nhược thời đại viễn cổ thánh thụ nữ vương to hơn của ta gấp trăm lần thánh thụ của ta là nhỏ nhất trong các đời thánh thụ nữ vương tuyết đế nhi bi thương kêu lên nãi nãi lão nữ vương tinh linh yêu thương vuốt đầu tuyết đế nhi hy vọng thánh thụ nữ vương của ngươi sẽ tươi tốt hơn ta vu nhai nhíu mày hỏi mỗi một vị nữ vương đối ứng một gốc thánh thụ vậy là tinh linh thần nỗ viễn cổ điều khắc từ tinh hoa một gốc thánh thụ bây giờ vẫn còn mảnh nhỏ của gốc thánh thụ đó không đó là thánh thụ tinh linh nữ thần là thánh thụ thuộc về tinh linh nữ thần vĩnh cửu không heo úa lão nữ vương tinh linh nói đến câu cuối thì cười khổ nói vĩnh viễn không héo úa chỉ ở thời đại viễn cổ khi đó có hai thánh thụ một gốc là thánh thụ tinh linh nữ thần không bao giờ héo úa một gốc là thánh thụ nữ vương nhưng cuối cùng thánh thụ tinh linh nữ thần bị hủy diệt mọi người im lặng không biết nên nói cái gì tinh linh thất thế thì thánh thụ tinh linh nữ thần cũng gặp họa theo vui nhai mặc nhiên nhưng khẽ thở phào may mà gây nhiều chuyện như vậy nếu xui không thể tìm được mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ phù hợp với tinh linh thần nỗ viễn cổ thì hắn sẽ khóc lão nữ vương tinh linh mở miệng nói ở thời đại viễn cổ các tinh linh mỗi tới ngày mùa sẽ bái lại thánh thụ tinh linh nữ thần to lớn hầu như một nửa thần huyền đại lục trông thấy được mong nữ thần chăm sóc bây giờ nữ thần chỉ còn lại pho tượng gỗ đi lão nữ vương tinh linh nói xong lắc đầu dẫn đoàn người vui nhai từ mã tường đi tiếp trong cái hốc có bậc thang do bộ dễ cấu thành mọi người theo vui nhai đi lên lão nữ vương tinh linh chợt lên tiếng phải rồi nếu chút nữa vu tiểu ca có thu hoạch gì mong người hãy đến bên cạnh hồ nhỏ này tu luyện ta tin tưởng dính hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ, sẽ khiến thánh thụ tinh linh nữ thần càng tươi tốt, cường đại hơn. Mắt vân đại trưởng lão lóe tia sáng, có lẽ hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ, là lý do lão nữ vương tinh linh xem trọng vu nhai. Nhiều năm qua trừ cảm nhận chút hơi thở, từ mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ ra không còn cách nào khác. Vu nhai đến đã định thánh thụ tinh linh nữ thần không sống được vài năm dính, vào một chút hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ. Nếu vu nhai tu luyện bên hồ nhỏ, thì cây non thánh thụ tinh linh nữ thần sẽ có vài biến đổi. Chủ yếu nhất là hơi thở viễn cổ làm lão nữ vương tinh linh nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa, vân đại trưởng lão nhìn lên trên. Mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ nhiều hơn vu nhai tưởng tượng, rất nhanh mọi người sẽ thấy. Khi mọi người leo lên cầu thang dài đến khoảnh đất trống thì vu nhai, tư mã tưởng rung động. Trong thánh thụ tinh linh còn tồn tại một chỗ như vậy. Thứ hấp dẫn vu nhai nhất là chính giữa có thứ như cột trống trời linh doanh ở trong huyền binh điển vui vẻ kêu lên khiến vu nhai biết đó là mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ lão nữ vương tinh linh đứng trong hốc cây chống trải nhìn cổ thánh mộc trước mặt nói đúng đây chính là viễn cổ thánh thụ cũng là mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh nữ thần từ sau khi nó héo tàn thì tinh linh tộc chúng ta luôn cung phụng nó vào giữa bất cứ gốc thánh thụ nữ vương nào mong mỏi có ngày nó sẽ lại tỏa sáng sức sống trong hốc cây trừ cổ thánh mộc ra không có gì khác tiếng vọng dai dẳng lão nữ vương tinh linh nói xong bước tiếp chậm rãi đến trước cổ thánh mộc khẽ đọc chú ngữ chữ viết tiếng tinh linh cổ màu xanh trên cổ thánh mộc sáng lên như nghe thấy tiếng các tinh linh ngâm nga một tiếng vang khẽ vòng sáng xanh hình tròn bắn ra từ giữa chữ viết hình như có một chiếc nhẫn giữa vòng sáng xanh không phải hình như rất nhanh mọi người thấy rõ ràng chiếc nhẫn từ từ rơi xuống tay lão nữ vương tinh linh chữ viết màu xanh tan biến bóng tối lại tràn ngập trong hang trống rỗng lão nữ vương tinh linh nói tất cả tư liệu của tinh linh tộc nằm trong tinh linh nữ thần giới chỉ này không gian bên trong to hơn không gian giới chỉ tốt nhất hiện nay gấp mấy chục lần là lúc trước tinh linh nữ thần nhét một khe nứt không gian vào trong vu nhai tư mã tường giật nảy mình đây là nội tình của tinh linh tộc sao có không gian giới chỉ cường đại như vậy tiểu hắc ba ngày trước lập công lớn kêu vài tiếng chi chít có vẻ tiểu hắc rất thích tinh linh nữ thần giới chỉ muốn vào trong đi dạo vu nhai nhanh chóng bóp chết ước mơ của tiểu hắc có lẽ nó vào trong rồi đừng mơ ra được. Không, muốn vào cũng khó, trừ Phi Tiểu Hắc đến thần giai. Thấy bộ dạng của lão nữ Vương Tinh Linh, rồi Vu Nhai không muốn ăn hiếp Tinh Linh tộc nữa, không như mục tiêu ban đầu là muốn lấy được cái gì? Các loại tài liệu, bí mật của Tinh Linh tộc chứa trong này, nhưng bên trong có rất nhiều tư liệu nên chỉ có thể tìm từng chút một. May mắn lúc trước ngươi nói thời đại viễn cổ có ca bệnh mù mắt, có lẽ là trước khi Tinh Linh tộc bị sụp đổ không lâu, phạm vi thu nhỏ nhiều. Lão nữ Vương Tinh Linh nói, có ghi chép hay không thì trong vòng 10 ngày sẽ có kết luân. Ta sẽ khiến mấy trưởng lão như vân đại trưởng lão tìm kiếm trong hốc cây này, xin vu tiểu ca, tư mã đại sư kiên nhẫn chờ đợi. Vu nhai, tư mã tường gật đầu. Tư mã tường mở miệng hỏi. Phải rồi nữ vương bệ hạ, nếu tinh linh tộc chứa nhiều tư liệu như vậy thì tại sao tinh linh càng lúc càng yếu? Bên trong nên có tuyệt kỹ, công pháp nghịch thiên gì đó đi. Tư mã đại sư có điều không biết. Năm xưa các tộc sợ tinh linh tộc ta còn sức phản công, nên phá hủy chín phần văn minh tinh linh những tài liệu bí mật trừ cho chúng ta hiểu biết rõ về lịch sử ra không có nhiều tác dụng nên mới giữ lại được nếu không thì tinh linh nữ thần giới chỉ không chứa nổi tàng thư điện của tinh linh tộc chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio lão nữ vương tinh linh lắc đầu nói đương nhiên có nhiều tư liệu biến mất theo lần hủy diệt văn minh vậy nên vu tiểu ca hãy chuẩn bị tâm lý đi vu nhai gật đầu nói ta biết vu nhai càng rung động hơn về tinh linh tộc những trận pháp, chữ cổ đại tỏa ánh sáng xanh, tinh linh nữ thần giới chỉ khiến Vu Nhai cảm ngộ sâu sắc về nội tình của tinh linh tộc. Dù chỉ còn lại một phần trăm văn minh thì kỹ pháp của tinh linh tộc vẫn cường đại, bí ẩn. Nếu không phải tính cách tinh linh tộc quá ngây thơ thì tuyệt đối sẽ không thảm thế này. Còn chuyện chữa mắt cho thủy tinh thật ra Vu Nhai đã chuẩn bị tâm lý sẽ thất bại. Lão nữ vương tinh linh đổi giọng. Điều kiện thứ nhất của Vu Tiểu Ca đã xong, điều kiện thứ hai thì trong tinh linh nữ thần giới chỉ còn nhiều mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ nhưng cây cổ thánh mộc trước mắt là tốt nhất lão nữ vương tinh linh nhìn cổ thánh mộc trước mặt nói hay vu tiểu ca thử xem có thể cắt xuống một mẩu không trong trận chiến tranh viễn cổ chỉ nhất kiếm kinh thiên mới chém vỡ tinh linh thần nỗ viễn cổ nổi có thể tưởng tượng độ cứng của thánh thụ tinh linh viễn cổ cỡ nào vu nhai muốn chém xuống là điều cực kỳ khó khăn dù lão nữ vương tinh linh có dùng thần binh thánh binh cũng không làm được Lão nữ Vương Tinh Linh muốn Vu Nhai thử xem, nàng muốn xem hắn có thật là luôn sáng tạo ra kỳ tích. Vu Nhai chậm rãi bước tới, linh doanh ở trong cơ thể hắn đã rất sốt ruột. Thật ra Vu Nhai chờ lão nữ Vương Tinh Linh nói câu này đã lâu. Rất nhanh Vu Nhai đến bên dưới cổ thánh mộc, lầm bầm thanh âm chỉ mình hắn nghe thấy, "Linh doanh, ta nên làm sao? Cắt một góc cổ thánh mộc không cần dùng thôn thiên kiếm, thí thần ma nhẫn là đủ rồi." Nhưng Vu Nhai có trực giác không nên cắt như thế. Linh doanh kêu lên, doanh doanh. Phải không? Người khát vọng lực lượng bên trong, cũng rất khao khát cổ thánh mộc lại tỏa sáng sức sống sao. Sau khi vui nhai cảm ngộ bản chất mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ, thì dễ hiểu ý của linh doanh hơn, mơ hồ cảm nhận được vài ý đơn giản. Nếu thế thì để ta thử xem. Khi mọi người cho rằng vui nhai dùng cách gì cắt một góc, thì hắn đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, lưng tựa vào cổ thánh mộc. Cảm giác lạnh lẽo khiến tinh thần vui nhai phấn chấn, hắn chậm rãi vận chuyển thần huyền khí điển, tiếp tục cảm ngộ địa binh sư với thánh thụ tinh linh viễn cổ cuối cùng vu nhai dùng cách có được trong lúc rèn đấu với bố ân đặc tức là cảm ngộ kết cấu hình thức quả cầu sắt thông qua mảnh nhỏ tinh linh thần đỗ viễn cổ cảm ngộ cổ thánh mộc trước mắt nãi nãi vu đại ca đang làm gì lão nữ vương tinh linh bật cười nói thật khiến người bất ngờ có lẽ cổ thánh mộc sẽ lại bừng sức sống mặt ngoài lão nữ vương tinh linh bình tĩnh nhưng thật ra hơi kích động nếu vu nhai không tu luyện bên cổ thánh mộc thì lão nữ vương tinh linh cũng sẽ buộc hắn tu luyện Nàng sẽ khiến Vu Nhai thử xem có thể thức tỉnh cổ thánh mộc khiến, vô số đời nữ vương tinh linh, các trưởng lão vững tin chưa hoàn toàn háo tàn. Nghe lời lão nữ vương tinh linh nói, mấy trưởng lão kích động lên. Đúng vậy, trên người Vu Nhai có hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ, còn có tàn hồn tinh linh thần nỗ viễn cổ truyền thừa, có lẽ thật sự có hy vọng. Mọi người kích động sau đó khẽ kêu, "Oa." Wow. Tinh linh tộc nhân biến sắc mặt, nhìn Vu Nhai chằm chằm. Tại sao từ người Vu Nhai phát ra khí thế siêu khủng bố? đúng vậy là hơi thở cực kỳ khủng bố hầu như hủy thiên diệt địa không lẽ vu nhai uấn những đại chiêu gì định cắt một mẩu cổ thánh mộc xuống tuyết đế nhi căng thẳng hỏi nãi nãi sao vu đại ca mấy tinh linh tộc nhân khác cũng nhìn hướng lão nữ vương tinh linh không hơi thở này không phải phát ra từ vu tiểu ca mà là cổ thánh mộc tuy thực lực lão nữ vương tinh linh dần xói mòn nhưng nàng mạnh nhất trong những tinh linh tộc nhân có mặt nhìn ra ngay sự việc cổ thánh mộc còn chất chứa một chút hơi thở nam xưa hủy diệt nó, tức là một kích đã hủy diệt thánh thụ tinh linh viễn cổ. Nguy rồi, e rằng Vu Tiểu Ca không ngăn được. Tuyết Đế Nhi sốt ruột hỏi. Nãi nãi, vậy làm sao đây? Lão nữ vương tinh linh chậm rãi nói. Không đúng, chờ chút nữa. Tuy ý thức của Vu Tiểu Ca chìm vào ảo giác một kích đó, nhưng bộ dạng của hắn rất bình tĩnh. Lão nữ vương tinh linh không cảm nhận được ảo giác một kích kia nhưng có xem ghi chép, tuy không quá rõ ràng lại biết nó khủng bố cỡ nào một kích đó hủy diệt tinh linh thần đỗ viễn cổ lão nữ vương tinh linh lấy làm lạ là tại sao vu nhai chìm vào ảo cảnh mà vẫn bình tĩnh như vậy cha nó lại là nhất kiếm kinh thiên bà nội nó nhất kiếm kinh thiên có khắp mọi nơi một kiếm này là tai họa gì đây không được chờ khi nào ra ngoài phải hỏi lão nữ vương tinh linh sao vu nhai có thể không bình tĩnh phim kinh dị khủng bố đến mấy khi người xem nó quá nhiều lần thì hiệu quả yếu rất nhiều tuy nhiên vu nhai vẫn bị hù giật mình Vu Nhai cảm ngộ cộng tu luyện không lâu sau chợt rơi vào ảo giác, không hoàng hồn mới lạ. Vu Nhai bình tĩnh nhìn cảnh tượng nhất kiếm kinh thiên hủy diệt thánh thụ tinh linh viễn cổ. Thánh thụ tinh linh viễn cổ đúng là siêu to, dù là nhất kiếm kinh thiên phải chém nó rất nhiều nhát kiếm mới chém chết được. Vu Nhai không chút khách sáo quan sát, thậm chí cảm ngộ một kiếm này. Khi Vu Nhai có chút thu hoạch tiếc rằng, cảm giác trong cơ thể chấn động đánh vỡ sự tập trung. Vu Nhai nội thị, ngơ ngác nhìn đại địa chi thuẫn như con rùa ngủ đông bỗng rung động đại địa chi thuẫn run rẩy cảm giác không cam lòng phát ra từ huyền binh điển truyền vào ý thức của vu nhai không lẽ đại địa chi thuẫn cũng bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt cổ đế long linh nhìn thấy nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt gã lòng rất hận khi cổ đế long linh cảm giác đại địa chi thuẫn có khác lạ thì cùng chung mối thù cổ đế long linh nhảy ra giải thích rằng ta nhớ ra rồi đại địa chi thuẫn là báu vật chấn tộc của tinh linh đại địa tinh linh đại địa là một nhánh của tinh linh tộc chắc hiện tại đã bị diệt tộc, bọn họ luôn cư trú dưới lòng đất, ít ai biết được. Nghe nói lúc xưa thánh thụ của tinh linh tộc có thể tươi tốt, là nhờ tinh linh đại địa. Vu Nhai ngẩn người, không ngờ đại địa chi thuẫn cũng xem như đồ thuộc tinh linh tộc. Đang lúc Vu Nhai suy nghĩ trở ra khỏi ảo giác sẽ chú trọng đại địa chi thuẫn, như thế nào thì cổ đế Long Linh hét to. Tiểu tử đừng phân tâm, mau nhìn kìa, đại địa chi thuẫn xuất hiện. Vu Nhai ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một tấm thuẫn màu vàng đất bay lên cao, từ dưới bay lên trên thánh thụ tinh linh viễn cổ. Vang tiếng nổ điếc tai, nhất kiếm kinh thiên chém hướng đại địa chi thuẫn. Một người khổng lồ bò ra khỏi đại địa chi thuẫn, đó là thuẫn linh, hình dạng không phải tinh linh đại địa, mà như thần thổ địa trong truyền thuyết thần huyền đại lục. Thuẫn linh thần thổ địa phát ra tiếng giống rung trời. Hừ, đom đóm làm sao tranh phát sáng với trăng được. Nói chuyện, bầu trời có tiếng nói, vui nhai nghe thấy rõ ràng. Bầu trời nói chuyện, lại một kiếm chém xuống, Thuẫn linh trong đại địa chi thuẫn gầm giống, điên cuồng sung phong liều mạng, lại chặn nhất kiếm kinh thiên chém hướng thánh thụ tinh linh viễn cổ. Không uổng là đại địa chi thuẫn, muốn diệt ngươi cần vung thêm hai kiếm, quá lãng phí. Vậy diệt thuẫn linh của ngươi cũng tương tự. Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng. Lại một nhát nhất kiếm kinh thiên, thuẫn linh từ gầm giống biến thành khóc thét. Cuối cùng vui nhai đã hiểu tại sao đại địa chi thuẫn không có thuẫn linh, là bị một nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt nhất kiếm kinh thiên muốn đánh vỡ đại địa chi thuẫn cần phải vung thêm hai kiếm, vậy đại địa chi thuẫn cứng rắn đến cỡ nào? Vu nhai bắt đầu chảy nước miếng thèm thuồng. Khắc liệt luân tư giống to. Vu tiểu tử, mau lau nước miếng đi, chắc chắn thuẫn linh trong đại địa chi thuẫn chưa hoàn toàn tán đi. Đại địa ứng đối với địa binh sư của ngươi, cảm ngộ đại địa chi thuẫn sau đó, dùng nguyên hình ý thức của ngươi rót ý chí thuẫn linh vào đại địa chi thuẫn. Khắc liệt luân tư là đoàn tạo sư siêu nghịch thiên nên biết không thể mất thời cơ. Vu nhai ngẩn ra, không rảnh lau nước miếng, vội vàng triệu hoán đại địa chi thuẫn ra. Vu Nhai vác đại địa chi thuẫn lên kiểu chiến đấu, như thể tấm thuẫn sóng vai cùng hắn. Vu Nhai vận chuyển thần huyền khí điển rót huyền khí vào đại địa chi thuẫn. Không chỉ thế, hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ của linh doanh dung hợp vào đại địa chi thuẫn. Nếu đại địa chi thuẫn bảo vệ thánh thụ tinh linh viễn cổ, thì linh doanh sẽ không bị bài xích. Vu Nhai thông qua linh doanh mới tìm thấy điểm đột phá cảm ngộ đại địa chi thuẫn. Cuối cùng như khắc liệt luân tư nói, đưa ý chí thuẫn linh trong ý thức vào đại địa chi thuẫn. Chia ra nhiều bước nhưng vu nhai chỉ hoàn thành trong chớp mắt. Sau đó vu nhai còn hai bước cuối, thứ nhất là dùng địa diễn mệnh luân cảm ngộ đại địa chi thuẫn, bước thứ hai là thức tỉnh thuẫn linh gần, như bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt trong đại địa chi thuẫn. Nãi nãi, vu đại ca đang làm gì? Có khi nào hắn không nhận ra đó là ảo giác không? Người ngoài trông thấy vu nhai bình tĩnh xem kịch vui rồi biểu tình giật mình, sau đó cười xấu xa chảy nước miếng chưa kịp lau nước miếng chợt triệu hoán ra tấm thuẫn màu vàng đất bảy tư thế chiến đấu khiến người nghẹn họng là vui nhai không chỉ bày tư thế còn phát ra chiến y đáng sợ từ mã tường suy đoán không lẽ tiểu tử này thấy mỹ nữ lõa thể trong áo giáp định nhào lên thì xuất hiện hình địch cường đại mấy trưởng lão đồng tình gật đầu lão nữ vương tinh linh không xấu xa như bọn họ nhận ra đại địa chi thuẫn đại địa chi thuẫn đây là đại địa chi thuẫn quả nhiên đại địa chi thuẫn không bị hủy diệt như truyền thuyết đã nói nếu không phải vui nhai biểu hiện như thế thì không chắc có ai nhận ra được không? Càng làm lão nữ vương tinh linh giật mình là. Đại địa chi thuẫn cũng là huyền binh bản mệnh của Vu tiểu ca. Tuyết đế nhi chớp mắt hỏi. Nãi nãi, đại địa chi thuẫn là cái gì? Lão nữ vương tinh linh không để ý đến tuyết đế nhi, nàng nhìn hướng tư mã tường, muốn có một đáp án. Đó đúng là huyền binh bản mệnh của hắn, gần đây thắng quán quân thánh hội huyền thần điện được thưởng cho, sau đó dung hợp tấm thuẫn, người đế đô huyền binh đế quốc đều biết việc này tư mã tưởng thoát khỏi tưởng tượng về ảo giác của vu nhai hỏi như thế nào không lẽ tấm thuẫn này có vấn đề tiểu tử này là kẻ xui xẻo trong mắt người khác đường đường là người độc cô ra nhưng là kỳ binh giả dung hợp cục gạch khó khăn lắm dung hợp huyền binh thứ hai lại là khối tấm thuẫn khó xem hay tấm thuẫn là thần binh gì sao tam huyền binh giả lão nữ vương tinh linh nghe tư mã tưởng nói xong nỗi lòng dao động cục gạch đại địa chi thuẫn tinh linh thần nỗ viễn cổ, trong đó có hai món liên quan đến tinh linh. Vui nhai thật sự là cứu tinh của tinh linh tộc sao. Lão nữ vương tinh linh cố nén nỗi lòng dao động, bình tĩnh nói. Đúng là huyền binh không tệ, báo vật trấn tộc của tinh linh đại địa đã bị diệt tộc. Nhưng xem hình dạng tấm thuẫn thì đã bị tổn hại nghiêm trọng. Từ mã tường cười gian, báo vật trấn tộc. Vậy ít nhất cũng cỡ đỉnh thánh binh, dù có khiếm khuyết thì tiểu tử này vẫn có lời, ít nhất khi sửa lại sẽ nghịch thiên khi nào quay về phải tìm lão Diệp tuyên truyền mới được. Đỉnh Thánh Minh, năm xưa bị một kích khủng bố đánh mấy lần mà đại địa chi thuẫn không nát chỉ là, Thánh Minh sao? Lão nữ vương tinh linh khinh bỉ liếc tư mã tường, lão già này trừ luyện dược ra không biết nhiều đến lịch sử. Trên thần huyền đại lục không nhiều người biết về lịch sử cũ, như lão già mê thành mù tịt. Thuẫn linh kêu gào thê thảm, đại địa chi thuẫn bị nhất kiếm kinh thiên đánh bay ra xa, biến mất phía chân trời. Nhất kiếm kinh thiên lại công kích thánh thụ tinh linh viễn cổ, cứ thế sau mấy nhát kiếm thánh thụ tinh linh viễn cổ vỡ vụn rơi rụng xuống đất vu nhai thoát khỏi ảo giác lòng vô cùng bằng hoàng tuy nhiên vu nhai không có thời gian hoảng hốt hắn vẫn phải làm hai bước trước đó điên cuồng dung nhập ý chí thuẫn linh vào đại địa chi thuẫn cảm ngộ bản chất của đại địa chi thuẫn địa binh sư và đại địa chi thuẫn giữa hai bên chắc chắn có điểm phù hợp không biết qua bao lâu vu nhai trượt cảm giác trong đại địa chi thuẫn xuất hiện một ý thức mỏng manh có ý thức đang thức tỉnh vui nhai chợt nghĩ ra một điều dung hợp ý thức của mình vào ý thức đó mệnh luân vận chuyển vận mệnh thuộc về đại địa chi thuẫn xuất hiện như vận mệnh các binh linh phong doanh vui nhai đã cảm ngộ trong chung kết thánh hội huyền thần điện quá khứ của thuẫn linh không có gì đặc sắc cuối cùng vận mệnh đại địa chi thuẫn oanh liệt vui nhai như cùng tinh linh đại địa sống dưới lòng đất chế tạo hoàn cảnh trưởng thành tốt nhất cho thánh thụ tinh linh viễn cổ người vui nhai phát ra hơi thở cổ xưa không biết qua bao lâu vu nhai sinh hoạt dưới lòng đất chợt có linh cảm, bản chất mặt đất bộc phát. Trong khoảnh khắc này cảm ngộ địa binh sư của vu nhai tiến bộ siêu nhanh, tương thông với bất cứ cảm ngộ địa binh sư nào vu nhai, đã làm lúc đấu rèn cùng bố ân đặc. Cấu trúc ra cây cầu, lần này vu nhai cảm ngộ sâu sắc hơn. Cầu của vu nhai gãy. Nếu bây giờ vu nhai lấy thần huyền khí điển ra sẽ thấy thánh thụ tinh linh viễn cổ, trong huyễn ảnh đã nở hoa, cây mọc trong biển hoa. Ánh sáng vàng tràn ngập sự sống như biến thành ánh nắng thấm nhuần mặt đất. Vu Nhai cảm giác cảm ngộ của hắn về địa binh sư chớp mắt lên đến cửu đoan, chỉ cần chỉnh sửa hoặc bổ sung chút gì là địa binh sư sẽ đến cực hạn, có thể trùng kích thiên binh sư. Cùng lúc đó, Vu Nhai cảm giác đại địa chi thuẫn biến khác hẳn, đó là cảm giác có thể khống chế, không còn nặng nề cục ịch. Vu Nhai nở nụ cười xấu xa quen thuộc. Hi hi, rốt cuộc có thể tự do nắm giữ một thần binh, binh linh thần binh này còn rất yếu nên ngoan ngoãn. Vu Nhai như đang khoe với thôn thiên kiếm, có thể sử dụng đại địa chi thuẫn nhưng vì bây giờ thuẫn linh rất yếu, tuy đã nó thức tỉnh lại chìm vào giấc ngủ, nên vu nhai không được truyền thừa thuần kỹ gì. Nói trắng ra là đại địa chi thuẫn chỉ khá hơn lúc trước im lìm một chút. Vu nhai không quá bất mãn. Đại địa chi thuẫn lợi hại như vậy đại biểu tương lai nếu vu nhai gặp nguy hiểm, thì đã có mai rùa nghịch thiên. Tuy vu nhai vẫn sẽ có khả năng bị chấn thương, đánh chết nhưng tốt hơn là không có cái gì. Quan trọng nhất là đại địa chi thuẫn sẽ không ngừng biến mạnh theo vu nhai hấp thu huyền khí, dễ xài hơn tinh linh thần đỗ viễn cổ nhiều. Vu đại ca, Vu đại ca thấy sao? Các tinh linh tộc nhân bên ngoài không hiểu ra sao, bọn họ không phải huyền binh giả, không biết địa binh sư là thứ gì. Tinh linh tộc nhân chỉ cảm giác hơi thở của Vu Nhai càng thân thiết với họ hơn. Tư Mã Tường giật nảy mình, lúc trước gã dẫn dắt Vu Nhai đột phá trong biển hoa không bao giờ ngờ hắn sẽ làm đến một bước này. Địa binh sư gần như viên mãn trong truyền thuyết. Vu Nhai nghe Tuyết Đế Nhi kêu gọi thì tỉnh lại, cố nén hưng phấn nói: ta rất tốt, nhìn đến một thứ gì đó. Nữ vương bệ hạ, lát nữa ta có nhiều vấn đề muốn nhờ người chỉ dạy. Vui nhai rất tò mò về nhất kiếm kinh thiên. Lão nữ vương tinh linh bình tĩnh nói. Tùy thời hoan nghênh, ta cũng không ngờ trong cổ thánh mục còn chứa ý chí đáng sợ kia, may mắn không có việc gì. Lão nữ vương tinh linh không nói về đại địa chi thuẫn, gật đầu xin lỗi nói. Phải rồi, ngươi có thể tiếp tục lấy mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ ngươi muốn. Lão nữ vương tinh linh nói xong khó giấu ánh mắt mong chờ, lão nữ vương tinh linh cảm giác được trong đại địa chi thuẫn có biến đổi nàng biết vui nhai vừa thích tỉnh tấm thuẫn nên nàng rất mong chờ lão nữ vương tinh linh mong chờ tinh linh thần nỗ viễn cổ cũng sẽ thức tỉnh càng mong đợi vui nhai có thể khiến cổ thánh mộc bừng lên sức sống tóm lại cái gì mong chờ được là lão nữ vương tinh linh trông mong vui nhai lầm bầm lấy mảnh nho sao vui nhai nhìn hướng lão nữ vương tinh linh mở miệng nói nữ vương ta có một yêu cầu quá đáng có thể mời tất cả mọi người trừ người và tuyết đế nhi đi ra không mắt lão nữ vương tinh linh lóe tia khó hiểu sau đó bừng tỉnh kích động sốt ruột nói được tiểu vân ngươi mang các trưởng lão và tư mã đại sư đi xuống trước tuân lệnh nữ vương tư mã tường khó chịu cha nó tiểu tử ta cũng phải đi xuống vu nhai biểu lộ nếu ngươi không đi ra sẽ không bắt đầu ánh mắt như muốn nói không cho ngươi xem tư mã tường hùng hổ a à không có phong độ quý ông leo xuống Vu Nhai mở miệng nói. Nữ vương, ta tin người đoán được nên người mới ra điều kiện khắc nghiệt thật ra là dung túng ta, cho ta nhiều hứa hẹn. Lão nữ vương tinh linh gật đầu. Vu Nhai từ từ vươn tay ra ấn vào cổ thánh mộc. Ánh mắt tuyết đế nhi nghi hoặc lão nữ vương tinh linh thì kích động. Một tinh linh thần nỗ viễn cổ vụn vỡ chậm rãi hiện ra trên đầu Vu Nhai, sắc xanh tràn ngập sự sống phát ra từ cổ thánh mộc. Tuyết đế nhi, lão nữ vương tinh linh mơ hồ nghe thấy, từ cổ thánh mộc phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng tuyệt vời. Doanh doanh, Nữ vương, đế nhi. Qua 10 canh giờ, trong hang thánh thụ tinh linh thuộc về tuyết đế nhi, các trưởng lão, tư mã tường chờ ba người trở ra. Trừ lão nữ vương tinh linh, tuyết đế nhi đương nhiên vu nhai cũng ra theo. Mặt lão nữ vương tinh linh, tuyết đế nhi đỏ ửng kích động. Tuy bề ngoài lão nữ vương tinh linh suy yếu nhưng tinh thần phơi phới, sự già nâu không thể che giấu ánh mắt hạnh phúc dày sức sống. Nếu nhìn kỹ thì thấy hốc mắt lão nữ vương tinh linh hơi đỏ mới rồi khi trông thấy tinh linh thần đỗ viễn cổ nàng đã chảy giọt lệ hạnh phúc trước khi lìa đời có thể trông thấy chuyện mấy đời nữ vương tinh linh muốn thấy hỏi sao lão nữ vương tinh linh không thỏa mãn vân đại trưởng lão mong chờ kích động hỏi nữ vương xảy ra chuyện gì tại sao chúng ta cảm giác trong khoảng thời gian này hơi thở viễn cổ của thánh thụ tinh linh đậm đặc đến nỗi tinh linh nào cũng cảm nhận được trồi non thánh thụ có xu hướng biến cổ lão nữ vương tinh linh bình tĩnh nói các ngươi vào xem liền biết vù 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 vù. Mấy trưởng lão, tư mã tường lao nhanh vào hang cổ thánh mộc. Chớp mắt tư mã tường là người lao ra đầu tiên, hét to với vu nhai. Vu tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Vu nhai bắt trước bộ dạng khoai mẽ của tư mã tường, thờ ơ nói. Thì, như ngươi thấy đấy. Ý ta hỏi sao ngươi làm được? Vu nhai nói thẳng. Nếu nói được thì ta đã không đuổi ngươi ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé khóe môi tư mã tường co giật, không biết nên nói cái gì. Mặt tư mã tường liên tục thay đổi, cuối cùng bình tĩnh lại. Tư mã tường thầm rít gào. Tuy ta rất mong chờ tiểu tử này làm ta rung động nhưng mới có bao lâu. Rung động quá nhiều. Lúc trước đi kiếm vực hành tỉnh tư mã tường còn tưởng rằng, gã có thể bình tĩnh mong chờ. Ai ngờ rung động nối liền không dứt khiến gã khó thể bình tĩnh. Vu tiểu ca. Các ngươi đang làm gì? Chờ thật lâu sau mấy trưởng lão vân đại trưởng lão chậm rãi đi ra, hành lễ long trọng nhất của tinh linh tộc khiến vu nhai bất ngờ và vinh hạnh cả đám trưởng lão đều lớn tuổi chào như vậy có khi nào hắn giảm thọ không vân đại trưởng lão nghiêm túc nói đây là ngươi nên nhận tuy rằng chúng ta không biết ngươi làm cách nào nhưng chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi ta nghĩ tinh linh tộc vĩnh viễn ghi nhớ ngươi trừ điều này ra chúng ta không muốn cảm tạ ngươi bằng cách nào vân đại trưởng lão biết vu nhai có tinh linh thần nỗ viễn cổ lờ mờ đoán ra nên mới càng kính sợ hắn hơn Vân đại trưởng lão nghĩ tới lời lão nữ Vương Tinh Linh nói, cuối cùng Vân đại trưởng lão khắc sâu nhận ra lúc trước nàng cướp, về tinh linh thần đỗ viễn cổ mới là việc ngu ngốc tới mức nào. Nhân loại này tuyệt đối là tinh linh nữ thần phái xuống trợ giúp tinh linh tộc nhân. Đúng vậy, Vu Tiểu Ca nên nhận. Lão nữ Vương Tinh Linh cùng thuyết đế nhi hành lễ với Vu Nhai. Vu Nhai vội vàng từ chối. Một lúc lâu sau các tinh linh tộc nhân trở về bình thường, lão nữ Vương Tinh Linh mở miệng nói, Tiểu Vân, hãy ghi trên Vu Tiểu Ca vào hàng bằng hữu mãi mãi của tinh linh tộc. Tương lai nếu có khó khăn gì chúng ta sẽ hết sức hỗ trợ cho dù đang ở đâu. Tuân lệnh. Lão nữ vương tinh linh ra lệnh. Tạm giữ kín bí mật cổ thánh mộc tỏa sáng sự sống. Nhưng e rằng cá tinh linh đã cảm nhận được hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ. Cứ nói đây là nhờ công của Vu Tiểu Ca. Tuân lệnh. Hết sức tìm cách chữa bệnh mắt cho thê tử của Vu Tiểu Ca, dù phải đào ba thước đất. Tuân lệnh. Lão nữ vương tinh linh ra lệnh xong lấy một mũi tên khổng lồ thiếu một góc ra khỏi tinh linh nữ thần giới, chỉ trao tận tay Vu Nhai. Lão nữ vương tinh linh nói, Vu Tiểu Ca, đây là tinh linh thần đỗ viễn cổ tiễn mà ngươi muốn, từ hôm nay nó thuộc về ngươi. Quyết định này không phải lão nữ vương tinh linh xúc động nhất thời mà là, đắn đo thật lâu khi Vu Nhai hồi phục sự sống cho cổ thánh mộc. Nữ vương, cái này, tuy Vu Nhai rất mong chờ, nhưng khi được trao tinh linh thần đỗ viễn cổ tiễn vẫn làm hắn ngạc nhiên. Lão nữ vương tinh linh bình tĩnh nói, Ta tin tưởng dù Vu Tiểu Ca không cần lời hứa mũi tên này, thì khi tinh linh tộc ta gặp nguy hiểm chắc chắn ngươi sẽ ra tay giúp trợ chúng ta, xem như cho ngươi mượn trước." Giọng điệu lão nữ Vương Tinh Linh cực kỳ kiên quyết. Nữ Vương vẫn rất hiểu ta. Vu Nhai nhận lấy Tinh Linh thần nỗ viễn cổ tiễn ngay, có ngu mới khách sáo từ chối. Tuy Tinh Linh thần nỗ viễn cổ còn đang vỡ vụn nhưng khá hoàn chỉnh, sẽ có ngày sửa nó lại. Trong 10 canh giờ Vu Nhai không chỉ khiến cổ thánh mộc bừng lên sự sống, cũng bổ sung đủ mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ vu nhai nói phải rồi nữ vương bây giờ ta khó áp chế huyền khí trong cơ thể cần tu luyện ngay như lúc trước người nói ta sẽ tu luyện bên cạnh cây non thánh thụ mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ đã hoàn chỉnh bao gồm thần nỗ chi tiễn như trước kia mỗi lần dung hợp một huyền binh là sẽ có lực lượng mới trợ giúp vu nhai đột phá đây là phần lực lượng thứ hai thuộc về tinh linh thần nỗ lão nữ vương tinh linh gật đầu nói được ngươi cứ yên tâm tu luyện tại đây ta sẽ truyền cách mở trận pháp chỗ này cho đế nhi mấy ngày nay ngươi muốn đến tu luyện cứ tìm đế nhi lão nữ vương tinh linh đồng ý mọi yêu cầu của vu nhai vu nhai trực tiếp khoanh chân ngồi xuống lão nữ vương tinh linh mang người khác ra ngoài trước khi đi tất cả tinh linh tộc nhân nhìn vu nhai chầm chằm đặc biệt là tuyết đế nhi nàng tôn sùng vu nhai nhất vu nhai như là sự tồn tại không gì không làm được trên đường đi ra ngoài một trưởng lão nghi hoặc hỏi phải rồi nữ vương, chẳng phải bảo Vu Tiểu Ca sẽ cắt một mẩu cổ thánh mộc sao? Tại sao cổ thánh mộc vẫn hoàn chỉnh? Các trưởng lão khác cũng nhìn sang. Tuyết Đế Nhi rất khó hiểu, mới rồi nàng không thấy Vu Đại Ca cắt cổ thánh mộc, tại sao sẽ? Lão nữ vương tinh linh cười nói. Khi cổ thánh mộc thức tỉnh sức sống thì Vu Tiểu Ca đã có được thứ hắn muốn. Lão nữ vương tinh linh không nói gì thêm. Các tinh linh tộc nhân mở mịt. Lão nữ vương tinh linh chỉ suy đoán, mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ câu thông, với cổ thánh mộc hấp thu tinh hoa bên trong cổ thánh mộc, cây cối vốn tự mình trưởng thành, không như quang sắt khoáng thạch, vậy tại sao tinh linh thần nỗ viễn cổ phục hồi sự sống không thể tự mình trưởng thành? Hai ngày sau, nghi thức kế thừa nữ vương tinh linh bắt đầu, tinh linh tộc lại hoan ca, tổ chức các loại hoạt động, Vu Nhai, Tư Mã Tường là khách và ân nhân của tinh linh tộc nên được mời xem lễ. Trong tinh linh tộc không còn tin đồn xấu về Vu Nhai, có thể biến hơi thở thánh thụ tinh linh thành như vậy còn ai dám nói xấu Vu Nhai? không chỉ không dám nói mà các tinh linh tộc nhân vô cùng tôn sùng vu nhai, khiến các trưởng lão rất nhức đầu, giận mà không dám nói gì. Nghi thức kế thừa nữ vương tinh linh bình yên diễn ra, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy tinh linh tộc chìm trong hoan ca nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, sau ngày hội mọi thứ dần bình tĩnh. Tiếp theo tinh linh tộc cần từ từ thích ứng thời đại nữ vương tinh linh mới. Bởi vì lão nữ vương tinh linh chỉ sống được vài năm, nên nghi thức kế thừa nữ vương tinh linh hơi buồn bã. Tiểu bằng, người lại gây chuyện. Qua 5 ngày, trong thời gian này tinh linh tộc xảy ra hai biến đổi lớn. Thứ nhất là lãnh địa tinh linh tộc đột nhiên tươi tốt hơn, hơi thở sự sống đậm đặc hơn 3 phần. Có thể dự kiến tiếp theo trong tinh linh tộc sẽ có một đám tộc nhân đột phá, thực lực tinh linh tộc biến càng cường đại hơn. Vấn đề thứ hai làm các trưởng lão cực kỳ nhức đầu. Không biết có phải nhờ công hơi thở sự sống đậm đặc hay không mà các tinh linh, đặc biệt là thiếu niên rất tò mò về nhân loại này. Nếu nhân loại kia chỉ tu luyện sẽ không có gì nhưng hắn nói muốn làm giáo sư gì đó, muốn giáo dục đoá hoa tương lai của tinh linh tộc. Kết quả là tiểu bằng của lão bằng ra thành ra thế này, suốt ngày gây họa sau đó hùng hồn cái lý. Thiếu niên tiểu bằng hào hùng nói, ta không có, đây là Vu giáo sư đại hiệp dạy. Hắn nói ai dám đụng vào nữ nhân của ta thì ta phải cướp về. Tiểu hắc dám mơ ước lị nhi nên ta đương nhiên phải làm thịt hắn. Vậy ngươi đi quyết đấu với tiểu hắc, tại sao? Tiểu bằng cười ra nói, ta không đánh lại tiểu hắc theo lời vu giáo sư đại hiệp nói ra không đánh lại thì dở trò hì hì tiểu hắc bị ta hại thảm để xem hắn còn dám mơ ước lị nhi không mặt lão bằng nghẹn đỏ rực nhưng gã không dám phản bác lời của vu giáo sư đại hiệp chuyện như trên xảy ra rất nhiều lần trong mấy ngày nay tinh linh tộc gà bay chó sủa các lão tinh linh tộc nhân cảm thán thời thế suy đồi lòng người sa đọa sau đó không dám làm gì hơn bởi vì tai họa này là vu giáo sư đại hiệp đem tới các trưởng lão vẫn lên tiếng Ngày đầu tiên vu nhai nhàm chán giảng bài trong quảng trường, thì các trưởng lão đã chạy đi tìm lão nữ vương tinh linh. Muốn sinh tồn thì phải thay đổi. Lão nữ vương tinh linh chỉ nói một câu rồi đóng cửa dưỡng bệnh. Các trưởng lão không dám tìm vu nhai lý lẽ, người ta không biết chuyện cổ thánh mộc nhưng bọn họ đều rõ ràng. Các trưởng lão chỉ còn một cách là, nhanh chóng tìm ra cách chữa bệnh mắt của thê tử vu giáo sư kiêm đại hiệp, mau chóng đưa người đi. Các trưởng lão chưa từng cố gắng như thế này trong khi tiểu bằng bị phụ thân giáo dục gian dạy thì trong thánh thụ tinh linh một trưởng lão kích động reo lên tìm được rồi rốt cuộc ta đã tìm được mau nhìn đi là phần tư liệu này bên trong có nhắc tới cách chữa bệnh mắt tinh hóa đám trưởng lão vội tụ tập lại nhìn chăm chăm tư liệu nhưng nhìn một lúc sau các trưởng lão không mấy kích động hơi bực mình tìm được cách rồi nhưng phương thuốc luyện chế cực kỳ phức tạp còn trộn lẫn tiên tinh linh cổ ít nhất không thể hoàn thành trong thời gian ngắn có lẽ là mấy tháng hoặc mấy năm Tức là nhân loại kia sẽ vẫn ở lại tinh linh tộc mấy năm trời. Trời ạ, à, vậy thì tinh linh tộc sẽ biến thành như thế nào? Trưởng lão nhìn biểu tình của các trưởng lão liền đoán ra ngay, vội giải thích rằng. Cách luyện dược của tinh linh tộc chỉ là một phần, sau này còn chia mấy bước. Có long văn của đế long tộc, có ma pháp, luyện kim thuật. Tức là khi chúng ta luyện chế phần thuộc về tinh linh tộc, thì có thể khiến vu tiểu ca đi tìm mấy phần khác. Ví dụ tìm di tích đế long tộc, học long văn của đế long tộc vân vân. Trước đây cổ đế Long Linh đã nói bệnh mắt của thủy tinh rất phức tạp, cần mấy chủng tộc hợp sức lại mới giải quyết được. Tinh linh tộc chỉ có một phần cách chữa trị. Nghe trưởng lão đó nói, mắt các trưởng lão tinh linh tộc sáng lên, lòng hưng phấn. Trong lãnh địa tinh linh tộc vang tiếng giống cao vút của khư phong thú lục giai. Một mình vu nhai cưỡi khư phong thú bay hướng di tích đế long tộc, rời đi trong khi các tinh linh tộc nhân khóc dòng đưa tiễn. Có tinh linh tộc nhân thật sự lưu luyến vu giáo sư đại hiệp, có tinh linh thì cuối cùng đã đi, kích động quá, kích động đến nỗi muốn khóc. Một trưởng lão thần kinh thô vẫy tay nói, Vu tiểu ca, có rảnh hãy về xem. Tuy chúng ta không thể nhanh chóng luyện xong dược chữa bệnh mắt cho thê tử của ngươi, nhưng ngươi mãi mãi là bằng hữu của tinh linh tộc, có thể tùy thời đến chơi. Chớp mắt trưởng lão cảm giác sát khí từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có chuyện gì? Không lẽ kẻ địch tấn công? Vu nhai vẫy tay nói, hiếm khi các ngươi lưu luyến như vậy, khi nào rảnh ta sẽ về tư mã tiền bối thì nhờ vào các ngươi. Các trưởng lão cơ mặt co giật nhưng cố gượng cười, nói lời trái lương tâm. Thì ra bát giác đám trưởng lão cứng nhắc của tinh linh tộc cũng học được chiêu ngoài cười, nhưng trong không cười. Khư phong thú mang theo vui nhai hoàn toàn biến mất hướng di tích đế long tộc, các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Lý trưởng lão nam rất là khắc khổ tức giận trừng trưởng lão thô thần kinh. Lý trưởng lão giống to. Đánh hắn. Trưởng lão thô thần kinh cuối cùng biết sát khí đến từ đâu. Ngươi các ngươi làm gì? Tại sao bọn họ làm vậy với lão? Tuyết đế nhi đứng phía xa nhìn khư phong thú biến thành đốm đen, liếc lão nữ vương tinh linh mỉm cười đứng cạnh mình. Tuyết đế nhi hỏi, nãi nãi, vu đại ca giáo dục các thiếu niên tinh linh tộc rốt cuộc là tốt hay xấu? 65 không ăn mặc theo kiểu đại nữ vương mà là trang phục thuộc về nữ vương tinh linh, không phức tạp như nhân loại, đơn giản mà không mất cao quý, như đóa sen ra khỏi nước. Không, là mẫu đơn ra khỏi nước mới đúng. Lão nữ vương tinh linh cười hỏi, chẳng phải trong lòng ngươi đã có đáp án sao? Tuyết đế nhi ngẩn ra, dây sau gật đầu. Đúng vậy, tuy các trưởng lão phản cảm cách giáo dục của vu nhai, nhưng tiềm thức bọn họ chịu ảnh hưởng. Trước kia sẽ không có chuyện các trưởng lão đánh giỡn thế này. Nỗi buồn phiền vu nhai rời đi bị ấm áp thay thế, chỉ hơn 10 ngày mà tinh linh tộc đã phấn chấn tinh thần. Nhưng chúng ta không thể hoàn toàn sống theo cách của vu tiểu ca, tinh linh tộc có phong cách sinh tồn riêng của mình. Xin nãi nãi hãy chỉ cho đế nhi. Lão nữ Vương Tinh Linh mỉm cười nói, "Nãi nãi đã già, làm gì có tâm tình suy nghĩ chuyện phức tạp như vậy. Đây là bài tập của ngươi." Lão nữ Vương Tinh Linh rời đi, để lại Tuyết Đế Nhi chu môi. Lão nữ Vương Tinh Linh ngừng bước, mở miệng nói, "Mặc kệ như thế nào, vì Vu Tiểu Ca ảnh hưởng nên ta yên lòng về ngươi hơn, không cần sợ sau khi ta chết ngươi phải làm sao. Ta có thể yên tâm sống quãng ngày còn lại." "Nãi nãi." Biểu tình Tuyết Đế Nhi trở về thản nhiên nhưng mắt ngập nước, siết chặt nắm tay tuyết đế nhi đặt quyết tâm không chỉ biến tinh linh tộc hưng thịnh mà còn không phụ những gì vu đại ca đã làm cho tinh linh tộc như ảnh hưởng lòng người hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ cuối cùng quan trọng nhất là tuyết đế nhi muốn cho vu đại ca nhìn xem nàng không còn là nữ vương tinh linh ngu ngốc đốm đen bay hướng di tích nhất kiếm kinh thiên đã biến mất nhưng tuyết đế nhi vẫn ngây ngốc nhìn trong thời gian ly biệt đột nhiên vang lên thanh âm sắc tình tiểu sương chúng ta trở về đi làm xong chuyện đêm qua chưa làm thanh âm đến từ tư mã tường đại sư phần luyện chế dược của tinh linh tộc còn cần gã ra tay nghiên cứu phối chế dược vật này nọ tuy may mắn tìm được tư liệu kỹ càng mắt tật tinh hóa không có phần nào bị lạc nhưng nhiều cách ghi chép trong tư liệu đã thất truyền phải nghiên cứu kỹ càng tư mã tường và xương trưởng lão càng lúc càng như keo như sơn gã không muốn rời đi nên ở lại tinh linh tộc tinh linh tộc rất vui có vị đại sư ở lại trời biết thú đằng tộc kim truy bộ lạc có động tác gì khác không có dược sư khủng bố ở lại thì càng bảo đảm an toàn cho tinh linh tộc. Nhưng tính cách tư mã tường khá kỳ cục, bây giờ đã không thành vấn đề, có xương trưởng lão lo. Xương trưởng lão lạnh lùng nói. Người nói gì? Sau này nếu dám nói lời khiến người suy nghĩ lung tung, thì nhìn xem ta xử ngươi như thế nào. Ta cảm thấy lỗ tai của tinh linh chúng ta rất đẹp. Tư mã tường vội bịt tai, gã không muốn bị kéo dài tai ra như tinh linh. Xương trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hừ, đi, quay về. Sương trưởng lão chủ động kéo tay Tư Mã Tường, đây là liếc mắt đưa tình. Trong mối quan hệ Sương trưởng lão chiếm ưu thế rất lớn, thuận lợi thành xếp của Tư Mã Tường. Hơn 10 ngày đã phát triển đến mức này, Vu Nhai trừ tôn sùng ra cảm thấy rất tự ti. Nên biết ban đầu Sương trưởng lão và Tư Mã Tường là oan gia, ngày hôm sau hai người hòa thuận, mấy ngày tiếp theo là tình yêu nồng nhiệt, mấy ngày cuối biến thành vợ chồng già. Vu Nhai có thể không tôn sùng sao? Vu Nhai lén hỏi Tư Mã Tường bí quyết gia đình để phòng ngừa cọp cái trong nhà, khi đó hai hổ tranh chấp thì càng bi kịch, tư mã tường không chấn được tình hình. Ai ngờ lão già nói còn độc thân, tư mã tường bảo lúc gã còn trẻ thì thê tử đã qua đời. Vì thê tử nên tư mã tường mới bước lên con đường dược sư. Vu nhai không hỏi gì thêm, có lẽ lão già này có chuyện tình vui buồn lẫn lộn. Khi đó Vu nhai suy nghĩ có nên chờ khi nào nghèo quá thì bán câu chuyện này, cho ngâm du thi nhân kiếm tiền. Hết cách, lão già này hạnh phúc như vậy làm ca ghen tị. Đoàn tinh linh tộc nhân đưa tiễn tán đi, rất lâu về sau trong thần huyền đại lục sẽ lan truyền câu chuyện vu nhai tư mã tường ở tinh linh tộc hiệp sĩ chuyên giúp người không ích kỷ cũng sinh ra từ đây xem như vu nhai làm cống hiến cho thần huyền đại lục rời khỏi tinh linh tộc làm vu nhai hơi buồn bã nhưng tính tình sảng khoái khiến hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần vu nhai ngồi trên lưng tiểu thúy nhớ lại kinh nghiệm mấy ngày qua đặc biệt là phút cuối lão nữ vương tinh linh nhỏ giọng cảnh cáo cổ duệ chi dân lão nữ vương tinh linh chỉ nói một câu cổ duệ chi dân, nếu có ngày nào ngươi gặp gỡ bọn họ thì phải cẩn thận, đừng xúc động làm việc. Trái tim Vu Nhai treo cao. Trước khi Vu Nhai đến Tinh Linh tộc chưa từng nghe nói về cổ duệ chi dân, trong thời gian này sau khi tu luyện hắn, hay tìm lão nữ Vương Tinh Linh hỏi tới hỏi lui, hấp thu các loại kinh nghiệm. Sau khi Vu Nhai có được Tinh Linh thần nỗ hoàn chỉnh mỗi ngày Vu Nhai làm ba việc. Quan trọng nhất là ở bên cạnh chồi non thánh thụ Tinh Linh thuộc về Tuyết Đế Nhi. Khi mệt mỏi hắn chạy đi trò chuyện với lão nữ vương tinh linh học hỏi nhiều trí thức, sau đó đi khắp tinh linh tộc tai họa các thanh thiếu niên Rất là khi vui nhai tìm lão nữ vương tinh linh trò chuyện hắn được cho biết chút chuyện về cổ duệ tri dân có chuyện làm hắn cực kỳ giật mình là nhất kiếm kinh thiên gia từ tay cổ duệ tri dân đúng vậy không phải nhân loại gì có được thần binh đáng sợ không phải kiếm ảnh trận của độc cô ra làm ra càng không là siêu ma pháp của ma pháp đế quốc mà là thứ của cổ duệ tri dân lão nữ vương tinh linh không biết đó là trận pháp hay siêu thần binh cũng đúng trên thánh thụ tinh linh viễn cổ không có kiếm ảnh trận nhất kiếm kinh thiên lại xuất hiện nhưng các tộc bây giờ nói nhân loại làm ra sách cổ cũng ghi như vậy vu nhai còn nhớ khi lần thứ hai trông thấy nhất kiếm kinh thiên tức là lúc kiếm thể vu tiểu ca bị diệt chủ nhân của nó bị giết phút cuối phun ra chữ nhân loại đến bây giờ cổ đế long linh rất hạn nhân loại cổ duệ tri dân cũng là nhân loại nhưng là nhánh cổ xưa nhất trong truyền thuyết bọn họ có thể chất được ưu đãi siêu cường đại có truyền thuyết nói bọn họ là chúa tể trên huyền binh đế quốc trước khi tinh linh tộc thống trị đại lục được gọi là hậu duệ của thần lão nữ vương tinh linh nói năm xưa chiến tranh xảy ra bọn họ hầu như chiêu lãm tất cả thế lực nhân loại ở trong lòng các tộc xem nhân loại là kẻ thù lớn nhất khi đó thực lực các tộc không yếu hơn nhân loại nên không chú ý cổ duệ tri dân và nhân loại bình thường có gì khác nhau trừ tinh linh tộc ra hầu như không ai biết bọn họ tồn tại vu nhai nhíu mày hỏi nói vậy là trước khi cổ duệ tri dân phát động chiến tranh thậm chí là sau chiến tranh đều không bắt mắt vu nhai đã hiểu sơ hắn dùng đầu óc tình báo kiếp trước phân tích sự việc khi đó mỗi chủng tộc trên thần huyền đại lục đều siêu mạnh không chỉ trăm tộc mà mỗi tộc đều có quyết tâm đứng trên đỉnh đại lục nhân loại vào lúc đó tuy lực lượng không tệ nhưng không khiến các tộc chú trọng bản thân nhân loại đầy mâu thuẫn chia nhiều thế lực ai thèm quan tâm cổ duệ tri dân không mấy bắt mắt trong chủng tộc không quá mạnh này các tộc cùng lắm là chú ý đại thế lực của công chúa nhân loại có mắt tật tinh hóa nhưng vẫn có nhiều vấn đề nếu cổ duệ tri dân cường đại như vậy tại sao không bắt mắt tại sao mãi đến bây giờ ít ai biết cổ duệ tri dân tồn tại bây giờ cổ duệ tri dân còn sống không lão nữ vương tinh linh giải thích rằng chuyện được đọc bởi kênh haleji audio nghe nói cổ duệ tri dân sinh hoạt ở chỗ không ai biết khi bọn họ xuất hiện cũng rất bất ngờ dù là thế lực nhân loại hay tinh linh tộc đều không trở tay kịp lúc đầu cổ duệ tri dân núp trong bóng tối nếu không phải khi đó thế lực của tinh linh tộc khổng lồ cũng không phát hiện ra cổ duệ chi dân. Mãi khi chiến tranh kết thúc, nhiều chủng tộc không biết bọn họ tồn tại, chỉ tưởng là nhân loại làm. Dù người biết cổ duệ chi dân cũng chết hết. Vu nhai gật dầu, cảm giác cổ duệ chi dân thật bí ẩn. Ở nơi không ai biết. Đó là đâu? Về sau thì chắc ngươi cũng đoán được. Nhờ cổ duệ chi dân âm thầm thúc đẩy lên nhân loại càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có một kích hủy thiên diệt địa. Các tộc bị diệt tộc, suy yếu, đuổi vào bách tộc loạn địa khắc nghiệt này, về sau theo lẽ thường chúng ta nên bị tiêu diệt hoàn toàn mới đúng nhưng bây giờ chúng ta vẫn sống lão nữ vương tinh linh khẽ thở dài theo ghi chép ít ỏi tuy cùng là nhân loại nhưng cổ duệ tri dân tự xưng là hậu duệ của thần không để mắt đến nhân loại bình thường sử dụng như súc sinh kết quả cổ duệ tri dân bị nhân loại bình thường cắn ngược không cần lão nữ vương tinh linh kể tiếp vui nhai cũng đoán ra nhân loại điên cuồng phản công tiêu diệt cổ duệ tri dân hoặc đánh đuổi bọn họ đến vùng đất bí ẩn không ai biết sau đó nhân loại nội chiến lúc trước do vô số thế lực bị cổ duệ tri dân mạnh mẽ ghép lại sau cùng tách ra thành huyền binh đế quốc và ma pháp đế quốc với năng lực sinh sản siêu nhanh nhân loại mau chóng chiếm lĩnh củng cố thần huyền đại lục khiến trăm tộc chỉ có thể sinh hoạt trong trốn quỷ quái bách tộc loạn địa đây còn là do huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc rằng co nếu không trời biết chuyện sẽ ra sao vui nhai lạnh lùng nói cổ duệ tri dân cũng ngốc thật sinh vật như nhân loại đôi khi dễ thỏa mãn, có khi không thể ép quá đáng. Nuôi nhân loại bình thường như súc sinh đã định trước cổ duệ chi dân bị diệt vong. Nếu cổ duệ chi dân xem nhân loại bình thường là huynh đệ thì đã không có ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc. Ít nhất cổ duệ chi dân sẽ thống trị huyền binh đế quốc rất lâu. Cổ duệ chi dân áp chế quá khắc nghiệt, người tầng lớp dưới không có đường sống đành bùng nổ. Mặc dù nhân loại không bị ép chết vẫn có nhà dã tâm, nhưng sẽ không bộc phát ra sau khi chiến thắng. Vu Nhai hỏi phải rồi bây giờ cổ duệ chi dân còn tồn tại trên thần huyền đại lục không chắc chắn vẫn còn nhưng lão nữ vương tinh linh lắc đầu không nói thêm lão nữ vương tinh linh không hiểu biết gì tài liệu tinh linh tộc bị mất khá nhiều có vài thứ là lão nữ vương tinh linh suy đoán từ vài dòng ít ỏi trong tư liệu trước khi phát động chiến tranh cổ duệ chi dân luôn ở trong bóng tối khống chế sau khi bị nhân loại phản công thì bọn họ ẩn núp đi bởi vậy nhiều chủng tộc trong bách tộc loạn địa không biết cổ duệ chi dân tồn tại thần huyền đại lục trải qua nhiều năm ma pháp đế quốc huyền binh đế quốc đại chiến chiến tranh dễ phá hủy lịch sử bây giờ không ai biết cổ duệ tri dân tồn tại cổ duệ tri dân như sao băng xuất hiện trên thần huyền đại lục rồi biến mất ngẩng đầu lên người phát hiện nó sẽ thấy xinh đẹp bí ẩn người không phát hiện thì không biết nó tồn tại ngước lên nhìn cái đuôi sao băng đã biến mất không còn bóng dáng vui nhai ngồi trên lưng khưu phong thú nhíu mày tự hỏi chắc chắn còn tồn tại nhưng cổ duệ tri dân ở đâu Tại sao cuối cùng lão nữ vương tinh linh nhắc nhở mình như vậy? Bởi vì bách tộc loạn địa hỗn loạn nên tiểu thúy không dám bay quá nhanh. Nếu vu nhai không có tấm bản đồ bách tộc loạn địa của tinh linh tộc tường tận hơn, mua ở đế đô thì bây giờ hắn chỉ có thể đi bộ. Lão nữ vương tinh linh còn biết những thứ gì nhưng không dám xác định, hoặc vì lý do gì khác, hoặc cho rằng xác suất vu nhai gặp cổ duệ tri dân không cao, tóm lại ẩn thận là hơn. Bây giờ quan trọng nhất là làm sao có được truyền thừa Long Văn Đế Long Tộc. Long Văn tức là phù văn của Đế Long Tộc, Lúc trước lão giả mê thành nghiên cứu gần chết, nhưng đến bây giờ vẫn không có kết quả gì. Dựa vào nghiên cứu thì không được, Vu Nhai cần truyền thừa, học tập có hệ thống. Tinh linh tộc tìm ra bệnh án chia làm 6 phần gồm phương thuốc tinh linh tộc, Long văn đế long tộc, ma pháp trị liệu, luyện kim dược tề, rèn, trận pháp do ma tinh tổ thành. Trong đó tinh linh tộc chắc chắn không thành vấn đề, chẳng qua thời gian nhanh hoặc chậm. Ma pháp trị liệu, luyện kim dược tề thì chờ vui nhai dụ dỗ nguyệt lâm xa thế nào, hoặc tự thủy tinh giải quyết có thể kêu đan đạo hùng dùng thực lực cường đại bắt cóc mấy ma pháp sư thử xem vu nhai không muốn nhờ đan đạo hùng hắn muốn tự mình giải quyết tóm lại vấn đề cũng không lớn lắm dù không dựa vào đan đạo hùng thì vu nhai cũng có thể bắt cóc ma pháp sư còn về mục tiêu có đẳng cấp cao hay không thì khó nói cách rèn cứ rèn mấy chục kim dài chất lượng ít nhất là thất giai vu nhai là đoàn tạo sư nên công việc khá nhẹ nhàng trong đó yêu cầu tinh tế tài liệu còn cần tìm kiếm vu nhai phải nâng cao thực lực rèn lên mới được ma tinh càng dễ tuy cần chất lượng ma tinh rất khủng bố nhưng dù tiền mau là được tạm không nhắc tới quan trọng nhất là long ăn của đế long tộc không phải tìm được long văn là xong nếu không thì trong không gian giới chỉ của vu nhai có nhiều đế long sáo trang có thể giải quyết cần tìm một phù văn sư biết long văn tiếc rằng trên thần huyền đại lục hiếm có phù văn sư đi đâu tìm phù văn sư biết long văn vì vậy vu nhai phải tự học nhưng như vu nhai mới nói lão già mê thành còn không được dù hắn có thiên phú dị bẩm nhưng phải nghiên cứu tới khi nào. Vốn vu nhai đặt hy vọng vào cổ đế Long Linh, nhưng khi hắn hỏi nó có biết Long Văn không thì con quái Long nói thẳng. Ta biết dùng những Long Văn, quen tay hay việc nhưng lão tử không hiểu điều khiển cụ thể, vẽ như thế nào. Như trong kiếp trước của vu nhai có nhiều người biết chơi game, biết dùng phần mềm, có nhiều cao thủ. Nhưng người hỏi các cao thủ cách chơi game, làm sao chế tạo ra phần mềm, làm sao lập trình thì... Quỷ mới biết. Khi đó cổ đế Long Linh cùng lắm là, trợ giúp Vu Nhai dễ dàng sử dụng Long Văn hơn. Tóm lại Vu Nhai hết cách đành ngoan ngoãn đi di tích Đế Long tộc học tập nhập môn. Vu Nhai sắp xếp hành trình của mình, lầm bầm, hy vọng thuận lợi đi Đế Long tộc, đừng tốn nhiều thời gian nếu không chuyến đi ma pháp Đế quốc sẽ khó giải quyết. Bởi vì Vu Nhai cưỡi khư phong thú lục giai nên rất nhanh đi tới bách tộc loạn địa, đoàn người thất hoàng tử rầm rộ đi sứ ma pháp Đế quốc, sợ là bây giờ còn chưa ra khỏi lãnh thổ Huyền binh Đế quốc. Vu Nhai còn thời gian nhưng nếu kéo dài quá lâu thì toi không chừng hắn đến ma pháp đế quốc thất hoàng tử đã về nhà nếu có thất hoàng tử ở thì vu nhai dễ hành động trong ma pháp đế quốc hơn ví dụ điều tra tư liệu có bắt cóc ma pháp sư thì mục tiêu cũng cao chút dễ dàng tỏa định nếu không thì vu nhai không biết chút ma pháp đến ma pháp đế quốc làm sao lăn lộn vu nhai lắc đầu thầm nghĩ mình tưởng tượng quá nhiều trước tiên giải quyết đế long tộc rồi tính cái khác vu nhai vứt bỏ suy nghĩ lộn xộn tiếp tục tu luyện tranh thủ đến địa binh sư cử đoạn còn đáng tin hơn không đúng tại sao huyền binh đế quốc đột nhiên phái hoàng tử đi sứ ma pháp đế quốc đã bao nhiêu năm không có chuyện này tại sao đột ngột như vậy độc cô gia chủ còn giao một khối lệnh bài u linh kiếm cát cho ta kêu ta điều tra việc này trong đầu vu nhai chợt lóe tia sáng hắn bắt được cái gì vu nhai nhỏ giọng nói chẳng lẽ là cổ duệ chi dân phù vu nhai liên tục biến sắc mặt lại lắc đầu khoanh chân tu luyện trên lưng tiểu thúy huyền khí đỉnh địa binh sư thất đoạn bùng phát dùng cách thần huyền khí điển không ngừng vận chuyển. Vu Nhai đã đến địa bình sư thất đoạn, hắn đột phá, sau khi dung hợp tinh linh thần nỗ viễn cổ hoàn chỉnh lại lấy chút dược, từ chỗ tư mã tường, rất nhanh thực lực đến đỉnh thất đoạn. Nhưng vẫn không đủ, bây giờ cảm ngộ của Vu Nhai tới cửu đoan, chỉ cần tích lũy là có thể bùng phát. Dù cổ duệ chi dân có tồn tại hay không thì thực lực mới là quan trọng nhất. Bất giác trời đã khuya, Vu Nhai, tiểu thúy tìm chỗ nghỉ. Tuy với tốc độ này khư phong thú lục gia liên tục bay mấy chục ngày, cũng không thành vấn đề, nhưng buổi tối trong bách tộc loạn địa rất nguy hiểm. Không biết khi nào mới có thể thật sự sử dụng tinh linh thần nỗ, đại địa chi thuẫn được đây. Vu nhai dừng tu luyện, thực lực vẫn là địa binh sư thất đoạn. Mặc dù Vu nhai đã cảm ngộ được nhưng muốn đột phá không phải chuyện dễ. Thực lực càng mạnh cần tích lũy số lượng huyền khí càng lớn, dù có dược vật trợ giúp cũng không thể xong chỉ trong một lần. Tuy dược vật có thể tăng thực lực trong phút chốc nhưng có nhiều tai họa ngầm, vui nhai không sốt ruột tăng tốc hắn tiêu hào hết những gì đã tích lụy vẫn không ngừng tu luyện huyền cực đỉnh quyết không ngừng khiến huyền khí càng tinh thuần hơn trong tay vui nhai đang cầm huyền binh điển nhìn một trang tinh linh thần nỗ linh doanh linh thể đến phần eo đang vui vẻ chạy nhảy trên trang giấy không biết nàng chơi cái gì bởi vì tu luyện mấy ngày nay cộng với tinh linh thần nỗ viễn cổ còn là mảnh vụn nhưng đã hoàn chỉnh khiến linh thể linh doanh từ đùi lên tới eo nhìn tinh linh thần nỗ viễn cổ từ xa như một bộ hoàn mỹ nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy ở mặt ngoài có vô số khe hở. Chỉ cần vu nhai muốn là có thể đánh tan tinh linh thần đỗ viễn cổ như xếp gỗ. Thật ra lúc khiến cổ thánh mục phục hồi sức sống vu nhai rất ngạc nhiên. Vu nhai cảm thấy, dù có được mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ cũng nên bổ sung từng chút một. Tinh linh thần đỗ viễn cổ đã vỡ vụn, muốn gắn lại hoàn mỹ tốn công sức đến làm vu nhai phát điên. Đây còn là nhờ bản thân hắn làm đoàn tạo sư, nếu là huyền binh giả đã trực tiếp từ bỏ. Nhưng như lão nữ vương tinh linh suy đoán, khi thức tỉnh cổ thánh mộc linh doanh liên kết tinh linh thần nỗ viễn cổ và cổ thánh mộc lại, sau đó dùng cổ thánh mộc thức tỉnh lực lượng, tinh hoa khiến những chỗ khiếm khuyết của tinh linh thần nỗ viễn cổ được bổ sung. Chuyện được đọc bởi kênh Halaji Audio. Tinh hoa như cây cối trưởng thành ngưng kết từng hạt giữa tinh linh thần nỗ viễn cổ, chậm rãi bổ sung khiếm khuyết, cho nên tinh linh thần nỗ viễn cổ bây giờ không chỉ có mảnh nhỏ còn có vô số hạt. Thứ duy nhất khá hoàn chỉnh là cây tinh linh thần nỗ tiễn. Vu Nhai có được mảnh nhỏ ở Lạc Thiên Vương quốc là một góc bị thiếu của tinh linh thần nỗ tiễn, chỉ cần gắn vào là hoàn chỉnh. Nhưng Vu Nhai vẫn bó tay không biết làm sao dung hợp hoàn mỹ. Dù tinh linh thần nỗ tiễn thiếu một góc, nhưng Vu Nhai đặt nó lên cự nỗ bình thường vẫn có uy lực làm người ta run rẩy. Mặc kệ thế nào thì chuyến đi này Vu Nhai thu hoạch lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Đầu tiên là cảm ngộ, tiếp đó là tinh linh thần nỗ viễn cổ hoàn chỉnh, đặc biệt tinh linh thần nỗ tiễn, cuối cùng bệnh án cho mắt thủy tinh hoàn mỹ thể hiện có thể nói vui nhai rất may mắn lão nữ vương tinh linh quyết đoán làm người ta không sánh kịp vu nhai nhìn huyền binh điển một lúc rồi cất đi khi vu nhai nói chắc hẳn lão nữ vương tinh linh đoán ra hắn có tinh linh thần nỗ thật ra là đang đánh cược hắn cược lão nữ vương tinh linh dứt khoát và sự rộng rãi vu nhai không dám chắc lão nữ vương tinh linh có đoán được hay không hắn cảm thấy nàng có sức hấp dẫn của vương giả có lòng dạ rộng lớn vu nhai kết hợp lời hứa trước đó của lão nữ vương tinh linh các loại lo lắng cho tương lai tinh linh tộc linh doanh khát vọng cổ thánh mộc nên hắn dứt khoát công khai trước mặt bọn họ vu nhai đánh cược lão nữ vương tinh linh sẽ tặng tinh linh thần nỗ tiễn cho hắn kết quả lão nữ vương tinh linh thật sự đoán được cũng tặng tinh linh thần nỗ tiễn cho vu nhai vu nhai không biết tại sao lão nữ vương tinh linh có quyết định này có lẽ cho rằng hắn được tinh linh nữ thần quan tâm tóm lại vu nhai rất khâm phục lão nữ vương tinh linh nàng là trưởng giả đáng tôn kính đáng phục nhất từ khi hắn đến thần huyền đại lục nên hơn 10 ngày đó Vu Nhai đi dạy thế hệ trẻ tinh linh tộc. Tinh linh tộc cho rằng Vu Nhai rảnh rỗi đi quậy sao? Vu Nhai chỉ muốn báo ơn. Vu Nhai lại lấy thần huyền khí điển ra, giở đến trang địa lục trọng địa diễn mệnh luân. Huyễn ảnh vẫn là biển hoa, ánh sáng vàng, thánh thụ. Ba thứ đã dung hợp thành một, xung quanh còn vài nơi đầy sương mù. Khi Vu Nhai cảm ngộ sự sống, dung hợp lại thì sương mù bị lực lượng vô hình xua tan khá nhiều. Số sương mù còn lại là một vài góc cần bổ khuyết, như mảnh vá trong trò chơi, lúc mới chơi không hoàn mỹ nhưng vẫn chơi được. Tuy nhiên muốn xuân sẻ, cho người chơi vừa lòng thì phải lấp lại lỗ hồng này. Muốn vá hết tất cả. Rất đơn giản, vui nhai cần cảm ngộ nhiều hình thức sự sống hơn nữa. Ví dụ nếu nhìn kỹ huyễn ảnh sẽ thấy bên trong có thêm thực vật khác, như cọng cỏ, cây tre vân vân, đó là vui nhai ở trong tinh linh tộc vài ngày hoàn thành. Nếu đã có đại đạo thì mảnh vá đơn giản hơn nhiều. Sau khi vui nhai cảm ngộ đến địa binh sư cử đoạn hắn cảm giác quy tắc sự sống nằm trong lòng bàn tay khi hắn cảm ngộ nhiều thứ chứa sự sống trở nên dễ dàng hơn đây là địa diễn của vu nhai còn về mệnh luận hay nên nói là mệnh hồng vẫn chỉ biết sơ sơ thêm mệnh hồng đại địa chi thuẫn dù như vậy vẫn cân bằng với địa diễn vu nhai xác định nếu quán thông mệnh hồng trên bầu trời thì hắn sẽ đến cảnh giới thiên binh sư bây giờ đang đặt nền móng vu nhai cảm ngộ nghiên cứu thần huyền khí điển một lúc rồi lại tu luyện có tiểu thúy tiểu hắc canh giữ nên vu nhai không sợ có nguy hiểm sau khi có được cách chữa mắt ngay trong đêm đó tức là đêm hôm qua tiểu hắc dùng ma pháp liên lạc với thủy tinh vui nhai báo tin vui cho nàng hay vui nhai cũng báo cho thủy tinh sáu phần khiến nàng bắt tay chuẩn bị như vui nhai nói bọn họ phải phu thê đồng lòng đương nhiên khi vui nhai nói xong hết thì ma pháp mất hết hiệu quả không thể tâm sự tình cảm giữa hai người cách nhau rất xa dù thực lực của thủy tinh tiểu hắc biến cường đại nhưng thời gian liên lạc vẫn rất ngắn như lúc trước đã nói, bọn họ muốn liên lạc phải cách nhiều ngày mới được, nếu không tiểu hắc, thủy tinh đều bị tổn thương. Đây chính là di tích đế long tộc, đúng là không có chút dấu vết. Một đêm qua đi, vui nhai tiếp tục đi hướng di tích đế long tộc. Mãi ngày thứ năm vui nhai mới tới di tích đế long tộc nơi, mà cổ đế long linh nói. Đế long tộc trong ký ức của cổ đế long linh không phải di tích, mà là cung điện xa hoa, thành quách của đế long tộc. Nhưng trước mắt vui nhai không có cung điện, không có gì mà chỉ có mấy chục cái hố to, xung quanh toàn là rừng núi, mấy chục cái hố to nằm ngay vị trí cung điện trong ký ức của cổ đế Long Linh. Rõ ràng di tích đế Long tộc nhiều năm bị người đào thành ra như thế này, di tích không còn gì nữa. Khiến vu nhai câm nín là xung quanh mấy chục cái hố to, còn mười mấy doanh địa rách nát có người đi qua đi lại, có nhiều chủng tộc, bao gồm nhân loại. Còn có nhiều người bình thường, thực lực mạnh nhất chỉ tương đương với trưởng binh sư, yếu như sen. Bọn họ trông thấy khư phong thú khổng lồ cũng không phản ứng gì lớn, thậm chí hơi mong chờ, cổ đế long linh im lặng hồi lâu rồi ra lệnh chết tiệt khỉ gió đế long tộc của ta biến thành hình dạng này thậm chí không thấy cung điện đâu chết tiệt nếu để lão biết là ai làm thì lão tử nhất định sẽ diệt cả nhà cả tộc tên đó nếu không phải bị vu nhai ngăn lại thì cổ đế long linh rất muốn đập nát mấy chục doanh địa kia vu nhai không cần hỏi ai cũng đoán được tất cả di tích đế long tộc đã bị người đào không còn một mống bọn họ thậm chí không buông tha cung điện nhìn những người bình thường còn ở đây đào báu vật là biết sợ là một cục gạch của đế long tộc cũng có thể bán giá cao vì bị đào bới quanh năm suốt tháng nên di tích đế long tộc không còn gì di tích đế long tộc chỉ còn mấy chục cái hố to những kẻ yếu hy vọng có thể đào được chút đỉnh dù sao nơi lớn như vậy chắc chắn còn vài món không bị người tìm thấy cao thủ thì không để mắt đến cục gạch những người yếu đuối này khi thấy vui nhai thì rất mong chờ là bởi vì hắn là cao thủ tùy tiện đánh ra một cái hố to sau đó cao thủ ăn thịt những kẻ yếu cũng được hút canh nói trắng ra là di tích đế long tộc đã không còn không được ai bảo vệ di tích thật khiến di tích muốn khóc hết cách chỗ này là bách tộc loạn địa không thuộc về địa bàn huyền binh đế quốc mà pháp đế quốc không có chính phủ di tích bị đào sạch không còn chút gì không ai phái lực lượng đến bảo vệ tuy không phải ai cũng biết di tích đế long tộc ở đâu thậm chí nhiều người không biết có chủng tộc đế long tộc thời đại viễn cổ nhưng dạ tình còn điều tra được tư liệu về di tích đế long tộc thì đây cũng không phải bí mật lớn lao gì Ta nói này Cổ Đế Long Linh đại nhân, ta có nên từ bỏ khả năng truyền thừa Long văn không? Vu Nhai buồn bực không thua gì Cổ Đế Long Linh. Lúc trước đã nói Long văn Đế Long tộc là khó nhất với Vu Nhai, vốn hắn còn ôm chút hy vọng nhưng bây giờ không có chút gì. Cổ Đế Long Linh thở hổn hển. Hộc hộc. Cổ Đế Long Linh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, mắt rồng chớp lóe, trầm giọng nói: "Ngươi cứ tìm kiếm khắp nơi thử, lão tử nhớ lúc trước vua Đế Long xây dựng cung điện thì có xây hai cung điện một minh một ám." nhiều truyền thừa quan trọng đều nằm trong ám điện. Bên ngoài ám điện dùng long văn bày đại trận, không biết có bị đào móc chưa. Mắt vù nhai lóe tia sáng, hy vọng lại dấy lên. Đúng vậy, nếu trên thần huyền đại lục không có chút gì của đế long tộc, một bộ đế long sáo trang đều được độc cô gia chú trọng, không, thậm chí một linh kiện cũng được trân trọng thì có lẽ ám điện còn tồn tại. Vu nhai không quan tâm các tộc trên doanh địa, cưỡi tiểu thúy bay xung quanh, thỉnh thoảng chui vào mấy cái hố to. Vu nhai cẩn thận quan sát, cảm ứng trong hố, tốn hơn hai canh giờ rồi lại bay lên cao. Nhưng chân mày vui nhai nhíu chặt, vì cổ đế Long Linh khẳng định ám điện cũng biến mất. Vui nhai nhíu mày nói, nhưng ám điện biến mất, tại sao trong huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc không có truyền thừa của đế Long tộc? Không lẽ bị cất giữ hết? Vui nhai công nhận Long Văn rất cường đại, nhưng từ thời đại viễn cổ đến bây giờ không thể nào không ai phá giải được. Đế Long Sáo Trang đã lợi hại như vậy, không thể nào không có chút danh tiếng trên thần huyền đại lục vu nhai không tin lúc trước vua đế long tộc mang hết chiến sĩ lên chiến tranh sau đó bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt không còn một chút gì vu nhai không tin trong ám điện không có đế long sáo trang cổ đế long linh lạnh lùng nói đồ của đế long tộc ta không dễ lấy người cũng thấy bên dưới bị cường giả cưỡng ép phá hư kết quả bọn họ chỉ được một đống tài liệu luyện khí không tệ nhân loại không thể sở hữu được long văn nên dùng long văn bày ra trận pháp không ai nhìn thấu được muốn lấy đồ thì cách tốt nhất là phá hỏng nguyên di tích đế long tộc Kết quả trận pháp bị phá, thứ bên trong cũng tan vỡ. Hừ. Lão tử nhớ lúc trước tập hợp 18 vị Long văn sư mạnh nhất Đế Long tộc bày ra đại trận, nhân loại các ngươi làm sao phá giải được? Khi đó thiết kế là phá giải không đúng cách, thì trận pháp sẽ tự động hủy diệt mọi thứ bên trong, không chừa chút gì cho các ngươi. Khóe môi Vu Nhai co giật. Cổ Đế Long Linh đúng là độc đoán, không chia văn minh cho người khác. Vu Nhai không cam lòng nói, nói vậy là chúng ta chịu bó tay không thể nào, nói sao thì không có khả năng diệt tuyệt thế này. Sẽ có chút hy vọng, hy vọng sẽ còn tộc nhân tồn tại, nếu không thì truyền thừa của đế long tộc sẽ biến thành chủng tộc khác. Khắc liệt luân tư còn biết tìm đến người thừa kế huyết mạch của mình, chứ nói gì tới đại tộc đế long tộc lúc bấy giờ. Cổ đế long linh nhíu mày nói, người nói vậy làm ta chợt nhớ lúc vua, của ta bày ám điện có ra lệnh long văn sư bày ra một tầng long văn kín, mà cứng rắn, phải bảo vệ thứ trung tâm nhất ám điện. Vua của ta còn tự mình làm lòng vui nhai dấy lên hy vọng cổ đế long linh tiếp tục bảo có lẽ khi đó vua của ta đã cảm giác được nguy hiểm trong lần xuất chính này cổ đế long linh cảm thán một lúc rồi cẩn thận nhìn kêu vui nhai vòng quanh bốn phía còn bay lên mây quan sát kỹ mắt cổ đế long linh bỗng sáng rực lên nói có thật sự có địa thế này là kết quả long văn trận không bị hủy diệt hoàn toàn tiểu tử hãy mặc sáo trang đế long tộc mà đỏ sậm vào rồi đi theo ta Trước đây đã nói tuy cổ đế Long Linh không biết cách bày ra Long Văn, nhưng nó biết dùng. Như lúc ở dưới thiên tội uyên, cổ đế Long Linh có thể trở thành minh huyễn cổ lâm trận linh kiếm ảnh trận phiên bản đậm đặc, cũng là nhờ nó hiểu Long Văn. Vu Nhai nhìn theo hướng cổ đế Long Linh chỉ, thấy rõ ngọn núi cách mấy chục dặm. Vu Nhai nhíu mày, trận pháp Long Văn khổng lồ như vậy sao? Cũng không có gì lạ, Vu Nhai biết, qua thời gian dài địa chất thay đổi này nọ rất có thể nhấn chìm di tích dưới lòng đất. Có lẽ cung điện nằm trong mấy chục cái hố to, ngoài mấy chục dặm có lẽ còn nằm trong phạm vi đế long chủ thành mấy chục dặm không là gì với tiểu thúy không lâu sau vui nhai và tiểu thúy đã khuất sau núi rừng đám người bên ngoài hố to tiếc núi lắc đầu sau đó tiếp tục công việc đào khó báu có lẽ không lâu sau lại đổi một nhóm khác đến tuy bọn họ biết trên khư phong thú có người nhưng không thấy rõ hình dáng tốc độ của khư phong thú quá nhanh bọn họ không dám nhìn lâu ai biết loại cao thủ đó có vui buồn thất thường không vui nhai đáp xuống núi cổ đế long linh nói Tiểu tử, hãy vung đế long kiếm kỹ, ta sắp kích hoạt ma pháp sư chỗ này. Vui nhai biết nếu lúc trước đế long tộc cẩn thận đến mức này thì không phải ai cũng kích hoạt hay thấy long văn được. Khi vui nhai mặc sáo trang đế long tộc, thì hắn đã biết tính toán của cổ đế long linh. Đế long tinh vẫn, vui nhai đứng ở chỗ cổ đế long linh chỉ định, hắn rút cự kiếm ra múa may, giống như lần trước đánh quang minh thánh tử, ấn ký khắc long trên sáo trang đế long tộc tức là long văn bị kích hoạt theo vu nhai vung đế long kiếm kỹ mà dung hợp vào huyền khí của hắn vô số quái long phát ra tiếng rồng ngâm bay ra theo đường kiếm lúc này ma thú xung quanh gầm gừ lộ ánh mắt kinh khủng nhìn nơi vu nhai đứng nhiều ma thú yếu ớt nhanh chóng di chuyển chỗ này không có 16 loại lớn sớm bị thanh lý sạch nếu không thì trong những doanh địa làm sao có người thường tới lui được sớm bị ma thú cường đại ăn sạch sao không có phản ứng gì vu nhai đánh xong một bộ đế long kiếm kỹ rồi chớp mắt bốn phía không còn tiếng ma thú gầm gừ hoa cỏ cây cối thì xui xẻo bị tàn phá tiểu tử chưa đủ mức độ nắm giữ kiếm kỹ của ngươi quá kém cổ đế long linh hét lên tiếp tục vu nhai bất đắc dĩ đành múa đế long kiếm kỹ tiếp theo lý thuyết vu nhai được binh linh truyền thừa kiếm kỹ đã đạt đến cảnh giới rất cao nhưng hắn chỉ quen tay chưa tới trình độ thần diệu đáng sợ như phong doanh kiếm kỹ ám ảnh tiệt sát thuật vu nhai không ngừng luyện tập chiến đấu thậm chí là giết chóc mới dung hợp kiếm kỹ thành của mình được nhưng mà ta nói này đế long lão huynh phải luyện tập đến bao giờ muốn lên một đẳng cấp phải tôi luyện cái khác mới được hơn nữa trình độ của ta không đến nỗi tệ đi vui nhai sau đế long kiếm kỹ mấy chục lần dù thực lực của hắn đã là địa binh sư thất đoạn nhưng cơ thể mặc sáo trang đế long tộc dày nặng làm hắn thở hổn hển bốn phía vẫn không có phản ứng gì cổ đế long linh còn đang quan sát địa thế xung quanh nghe vui nhai nói thì bất mãn bảo tiểu tử sao ngươi múa tới múa lui chỉ có mấy chiêu dù luyện tập chúng đến trạng thái mạnh nhất cũng không đủ mau đổi chiêu cho lão tử nghe cổ đế long linh nói vui nhai giống to cha nó đế long lão huynh ngươi chỉ truyền thừa mấy chiêu này cho ta lòng vui nhai máy động cổ đế long linh luôn không chịu truyền thừa thứ mới cho vui nhai bây giờ là cơ hội tốt mắt vui nhai sáng rực lên cổ đế long linh chợt nhớ ra miệng rồng co giật long hồn ngọ nguậy Cổ đế Long Linh dãy dụa tâm lý cả buổi, cuối cùng nó chửi thề vài tiếng. Cổ đế Long Linh rất khó chịu thấy vu nhai mắt sáng hơn đèn nhưng hết cách, nó phải thả truyền thừa ra. Cổ đế Long Linh rất muốn thấy trốn cũ của đế Long tộc, không muốn đế Long tộc vĩnh viễn phủ bụi. Đương nhiên trong bụng cổ đế Long Linh có âm mưu gì khác hay không thì không biết. Vu nhai thả lỏng thể xác và tinh thần nhận tuyệt kỹ thuộc về đế Long tộc. Tuyệt kỹ càng có hệ thống chậm rãi xuất hiện, vu nhai dần luyện tập. Lúc trước Vu Nhai thừa dịp cổ đế long linh không chú ý học lén mấy chiêu, một số bí mật nên bị ngắt khúc, không đủ hệ thống. Lần này Vu Nhai được truyền thừa có lớp có lang, dạy cách cầm kiếm, xuất kiếm như thế nào. Mãi khi trời tối Vu Nhai mới từ từ ngừng lại. Truyền thừa xong, tuy rõ ràng là cổ đế long linh chưa truyền thừa hết những gì nó có, nhưng đối với Vu Nhai bây giờ thì những đế long kiếm kỹ này đủ cho hắn dùng đến thiên binh sư cao đoạn. Cổ đế long linh truyền thừa xong nói một câu, "Tiểu tử nếu nắm giữ những thứ này mà ngươi vẫn không cách nào kích hoạt long văn nơi đây thì chỉ trách ngộ tính của ngươi quá dở thiên phú yếu chờ khi nào đến thánh binh sư rồi quay lại nói xong cổ đế long linh biến đi nó nghĩ trong thời gian ngắn vu nhai không cách nào tu luyện đế long kiếm kỹ đến cảnh giới hoàn mỹ không thể kích hoạt long văn ngay bây giờ thánh binh sư vậy phải chờ đến bao giờ vu nhai không có thói quen bỏ cuộc càng khó chịu là hắn không thích thấy bộ dạng vênh váo của cổ đế long linh trong lòng cổ đế Long Linh cho rằng thiên phú của cổ đế Long Linh không đủ mạnh, nếu không nhờ huyền binh điển thì tiểu tử này là phế vật, ít nhất kém hơn độc cô chiến phong hai mươi mấy năm trước rất nhiều. Tuy vu nhai không tiếp xúc nhiều với cổ đế Long Linh, nhưng biết cách nhìn của nó về hắn, đặc biệt không xem trọng hắn sẽ vượt qua độc cô chiến phong. Vui nhai rất khó chịu, hắn cực kỳ bực mình. Vui nhai muốn làm cổ đế Long Linh giật mình. Vui nhai điên cuồng tu luyện. Đám người trong doanh địa bên cạnh hố to mới đầu, không biết cách mấy chục dặm có người đang điên cuồng luyện kiếm vì kích hoạt long văn mãi đến 7 ngày sau bọn họ trông thấy một luồng kiếm quang rít gào phóng lên cao tràn đầy bá khí chém liều một góc núi ba ngày tiếp theo thỉnh thoảng lại có kiếm quang bay lên trời mấy ngọn núi xung quanh đều gặp họa chẳng lẽ cao thủ lúc trước cưỡi ma thú lạ đuôi hồ ly phát hiện cái gì các tộc nhân do đẳng cấp trưởng binh sư dẫn dắt không ngừng tưởng tượng bọn họ quyết định xuất phát đứng phía xa nhìn xem có chuyện gì dù sao có đến mấy tòa núi bọn họ chỉ cần đứng gần một ngọn núi bị tai họa nhìn xem là được. Khi bọn họ đến nơi quả nhiên thấy mấy ngọn núi bị săn bằng, nhưng bực mình là cây cối rậm rạp vẫn còn, lộn xộn khiến bọn họ khó thể tìm hiểu cao thủ kia có phát hiện là gì không. Bọn họ không dám hỏi nhiều, không dám oán trách, chỉ có thể từ từ quan sát, nhìn xem. Bọn họ không phát hiện tiểu thúy, xung quanh không có nguy hiểm gì. Tiểu thúy đã đi chơi, đây là vu nhai yêu cầu. Vu nhai kiên trì muốn tiểu thúy giữ giá tính, phóng túng chứ không phải hoa trong nhà ấm rất nhanh đến màn trình diễn bọn họ thấy chủ nhân phát ra kiếm quang đó là một người toàn thân mặc giáp đỏ sậm không thấy mặt mũi ra sao truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tay hắn cầm cự kiếm mỗi vị trí hầu như điêu khắc hai con quái long bọn họ nhận ra hai quái long đó là đồ đằng của đế long tộc chẳng lẽ nam nhân là hậu duệ hoặc truyền nhân của đế long tộc mọi người thầm nghĩ lòng càng dấy lên hy vọng, sau đó tiếp tục quan sát. Hai ngày qua đi, cuối cùng cả đám có kết luận là nam nhân mặc giáp đang luyện kiếm. Keng keng keng, đám người nghẹn họng quay về doanh địa. Đến ngày thứ hai tức là ngày thứ 13 vui nhai tới di tích đế long tộc, khoảng 4, 5 giờ sáng. Trời còn tờ mờ chợt vang tiếng gầm rú đánh thức mọi người trong giấc mộng. Cũng không có gì, mấy ngày nay bọn họ thường nghe tiếng kiếm ngân thế này. Nhưng thanh âm tiếp theo làm đám người phải bỏ dậy ra khỏi doanh địa. Đó là từng tiếng gầm như rồng ngâm, thanh âm làm bọn họ run lẩy bẩy, không kiềm được ra doanh địa nhìn xem. Bọn họ thấy ngoài lưu sáng rực như ban ngày. Xảy ra chuyện gì? Cái này, dù là chủng tộc gì khi trông thấy tình huống trước mắt thì ngẩn ngơ. Phương xa nơi mấy ngọn núi bị săn bằng, vàng tia sáng lấp lánh lóe lên uốn lượn bay hướng doanh địa, vòng qua người bọn họ, điểm đến cuối cùng là mấy chục cái hố to. Đúng vậy, mấy chục cái hố to cũng phát ra ánh sáng trắng nhạt, ánh sáng như trôi nổi bên trên hố to. Không lẽ cao thủ kia thật sự phát hiện là cái gì? hắn thật sự là hậu duệ của đế long tộc. Các chủng tộc nhìn nhau, rất muốn tới gần xem xét nhưng không dám hành động. Trong đám người cường giả mạnh, nhất chỉ đến đẳng cấp trưởng binh sư dễ dàng bị người bóp chết. Giọng vu nhai khàn khàn hỏi, bây giờ ta nên làm như thế nào? 13 ngày tu luyện không ngừng nghỉ, vu nhai mệt muốn nằm sấp xuống nhưng lòng giặt rào hưng phấn. Mới rồi vu nhai không ôm hy vọng gì lớn, đứng ở chỗ cổ đế long linh chỉ định luyện kiếm thử. Vu nhai không ngờ thật sự thành công, Lúc trước Vu Nhai nhiều lần luyện kiếm không phải chỗ cổ đế Long Linh chỉ định, trời biết kiếm của hắn có khi nào phá hỏng vài Long Văn còn sót lại, nên mọi người mới thấy mấy ngọn núi bị phá lởm chởm. Mỗi sáng sớm tỉnh dậy Vu Nhai sẽ đến thử một lần, không thành công thì tiếp tục luyện kiếm quanh các núi, mỗi ngày tu luyện giống như nhau. Vu Nhai không ngờ Long Văn ngày hôm qua vẫn không có phản ứng gì, đến hôm nay đã bị kích hoạt. Giọng cổ đế Long Linh khào khào. Cách 10 thước, góc 30 độ hố to, tiếp tục dùng kiếm kỹ kích hoạt. Nói thật là mười mấy ngày nay vui nhai làm cổ đế Long Linh rất giật mình. Có lẽ khi vui nhai chăm chú tu luyện không cảm giác được gì, nhưng đế Long kiếm kỹ thuộc về cổ đế Long Linh, làm sao nó không cảm giác được. Mỗi ngày cổ đế Long Linh thấy vui nhai tiến bộ, mỗi ngày đều giật mình. Sao lúc trước nó không cảm giác ra thiên phú của tiểu tử này? Hừ, tiểu tử khốn kiếp này không hay biết thiên phú của mình, tuy tu luyện rất nghiêm túc nhưng luôn có tâm lý tự ti là lạ, chính tiểu tử này đều công nhận toàn dựa vào huyền binh điển mới có thành tựu, như hôm nay. Hai ngày trước cổ đế Long Linh không kiềm được thảo luận với thôn thiên kiếm. Kết quả cổ đế Long Linh nghe thôn thiên kiếm tuyên bố như vậy. Nói thật là thôn thiên kiếm hơi đắc ý, hình như nàng cũng bị vui nhai dẻo miệng làm ăn bồ hòn nhiều lần. Giờ vui vẻ chia sẻ những gì nàng biết về hắn cho cổ đế Long Linh nghe. Có một đoạn thời gian dài thôn thiên kiếm chung cảm giác với cổ đế Long Linh, khinh thường thiên phú của vu nhai. Nhưng sự thật chứng minh rằng thôn thiên kiếm, cổ đế long linh sai lầm phong doanh lên tiếng đúng vậy chủ nhân rất lợi hại hán học phong doanh kiếm pháp một lần là biết tuy cũng nhờ truyền thừa nhưng nếu thiên phú không tốt thì không phải ai cũng nhận truyền thừa ngay được u hoang mở miệng nói đúng chủ nhân thậm chí không rõ thiên phú của mình giết người là dễ dàng sao cổ đế long linh nghe đám binh linh giải thích mới chợt nghĩ ra đúng vậy truyền thừa cũng cần chọn đúng người nếu ngươi truyền thừa cho người có thiên phú rất kém dù khắc kỹ hình ảnh trong đầu thì hắn tay chân vụng về vẫn không học được. Vu Nhai thì dù là kỹ năng gì khi nhận truyền thừa là hắn đều biết. Vu Nhai kém, Thôn Thiên Kiếm nói tâm lý tự ti là bi kịch của trạch nam. Trong tiềm thức Vu Nhai vẫn cho rằng chữ thiên tài là đường thẳng song song với hắn. Vu Nhai là người xuyên việt, hắn không biết nhận truyền thừa cần có thiên phú cường đại. Vì vậy Vu Nhai luôn cảm giác khi nhận truyền liền giỏi ngay là chuyện đương nhiên. Có lẽ sau này Vu Nhai phát hiện thiên phú của mình không tệ nhưng hắn cảm thấy đó là nhờ cơ thể này. Nhi tử của độc cô chiến phong có thiên phú, chuyện bình thường. Vì vậy vu nhai thản nhiên nhận, không cảm thấy linh hồn mình có gì đặc biệt. Tín niệm biến mạnh của vu nhai luôn là, ta di chuyển thiên phú của độc cô chiến phong, có lẽ không cường đại như độc cô chiến phong nhưng vẫn không tệ, lại có binh linh trong huyền binh điển trợ giúp, ngày nghịch thiên sắp tới. Vu nhai luôn cảm thấy mình có núi dựa lớn mạnh, chỉ cần cố gắng là sẽ nghịch thiên có thể thoát khỏi quy tắc thần huyền đại lục trói buộc, từ nay tự do tiêu dao. Vu Nhai chưa từng suy nghĩ linh hồn của mình có thiên phú nghịch thiên gì. Thôn Thiên Kiếm bổ sung câu cuối, Miên Hoa Quyền đã thể hiện rõ thiên phú của hắn. Sau đó Thôn Thiên Kiếm bỏ đi. Nếu có mặt Vu Nhai chắc chắn Thôn Thiên Kiếm sẽ không khen hắn. Các binh linh gật gù. Cổ Đế Long Linh nhớ đến Miên Hoa Quyền nói nhìn còn không hiểu, bất đắc dĩ chấp nhận sự thật tàn khốc. Các binh linh âm thầm thảo luận xong, không ai nói cho Vu Nhai biết các binh linh không muốn thấy biểu tình vênh váo của chủ nhân khi biết hắn có thiên phú nghịch thiên, rất đáng đánh. Nói theo kiểu của U Hoang là, thế này cũng tốt. Tuy chủ nhân không biết thiên phú của mình nhưng có trái tim tiến tới và nghịch thiên. Hắn sớm phát huy ra thiên phú, trong khi đó còn kèm lòng khiêm tốn bị động sẽ giảm bớt số lần khinh địch, khiến hắn tu luyện bớt đi đường vòng hơn. Các binh linh gật gù đồng ý, phong doanh cái hiểu cái không cũng không tìm vu nhai hỏi. U Hoang tiếp tục bảo, còn nữa, nếu ngày nào đó hắn phát hiện ra sẽ tốt hơn chúng ta vạch rõ rất nhiều. Các binh linh đều phát hiện tuy Vu Nhai có chút tự ti, nhưng bình thường khá là hờ hững, rồi lại rất cố gắng, có mục tiêu. Không phải Trạch Nam thì trái tim sẽ ù lì không có quyết tâm không phục ai. Bọn họ cũng hy vọng được các mỹ nữ yêu thương, tưởng tượng được mọi người chú ý. Nhưng các Trạch Nam tự hiểu sức mình, biến thành như Vu Nhai vừa tự ti vừa có lòng phấn đấu, trái tim kiên cường, kiên định như lần này trong lòng vu nhai có trí khí không phục cổ đế long linh độc cô chiến phong kết quả hắn cắn răng tu luyện ngày đêm dùng thiên phú cường đại trong nửa tháng tu luyện đế long kiếm kỹ đến đỉnh vu nhai nghe lời cổ đế long linh nói liền nhảy hướng nó chỉ được vu nhai sử dụng đế long kiếm kỹ bốn phía càng sáng rực ánh sáng trắng vu nhai cười gian phải rồi cổ đế long linh thiên phú của ta không tệ đúng không trong vòng 13 ngày đã tu luyện đế long kiếm kỹ của ngươi đến đỉnh mắt cổ đế long linh trợn trắng nói. Tạm tạm, nhanh hơn ta nghĩ một chút nhưng so với thiên tài thật sự vẫn kém xa. Nếu đổi lại là người hai mươi mấy năm trước vào minh huyễn cổ lâm, thì chỉ cần một nửa thời gian là nắm giữ được. Khóe môi vu nhai co giật, hùng hổ nói hai câu, sau đó tự an ủi mình là hắn còn có huyền binh điển, sắp nghịch thiên. Có lẽ thiên phú của lão tử không bằng siêu thiên tài thật sự, nhưng có ngoại vật bù đắp, tương lai ta sẽ khiến độc cô chiến phong quỳ, trước mặt mẫu thân và nói thiên phú của ta không bằng ngươi, nhưng ta có thể đánh bại ngươi, thấy sao? Trời sinh Vu Nhai lạc quan, biết lượng sức mình. Các binh linh liếc nhau, có lẽ huyền binh điển chọn Vu Nhai không phải ngẫu nhiên. Thôn Thiên Kiếm đều phải công nhận tiểu tử này đúng là khác người, mạnh hơn thiên tài rất nhiều. Cổ Đế Long Linh tiếp tục chỉ hướng Vu Nhai tiến lên. Góc trên 45 độ hố to, ngoài 50 thước. Vu Nhai đạp chính xác vào vị trí Cổ Đế Long Linh chỉ, làm theo lời nó, Long Văn trận đã bị kích hoạt người ở trong trận nếu sơ sẩy một cái là sẽ tan xương nát thịt vu nhai chỉ vào những người bên ngoài doanh địa bị ánh sáng trắng bao phủ hỏi nhưng tại sao bọn họ không bị gì cổ đế long linh lạnh lùng nói bọn họ vốn không ở trong trận năm xưa vua của ta thiết kế chỉ đế long tộc mới mở ra long văn trận những người khác dù cường đại đến mấy dù đi theo sau người phá trận cũng vô dụng vu nhai không nghi ngờ nữa tập trung tinh thần vào phá trận bất giác sáo trang đế long tộc đỏ thẫm trên người vu nhai sáng rực lên nói theo cách đế long tộc thì sáo trang đế long tộc dùng để che giấu huyết mạch không thuộc đế long tộc của hắn nếu không có sáo trang đế long tộc thì vu nhai sẽ chết có lẽ năm xưa vua của ta cũng nghĩ đến kết cuộc bị diệt tộc nên không cần cơ thể có huyết mạch nhất kiếm kinh thiên mới được có sáo trang đế long tộc nắm giữ long văn đế long kiếm kỹ cũng có thể phá trận vu nhai thầm hiểu ra bĩu môi e rằng lúc trước vua của ngươi không ngờ kiếm linh bị ta thu đúng không vu nhai không nói nhiều hơn Khoảng cách mấy chục dặm không làm hắn mất bao nhiêu thời gian. Khi Vu Nhai đi tới bên cạnh cái hố đen thì bầu trời còn tờ mờ tối, trong các cặp mắt người trong doanh địa nhìn chăm chú, Vu Nhai nhảy xuống hố to. Người trong doanh địa vẫn không dám nhúc nhích, mắt nhìn chân chân hành động của nam nhân bí ẩn, mong chờ di tích Đế Long tộc xuất hiện. Không lâu sau thứ bọn họ mong chờ đã hiện ra. Giữa mấy chục cái hố to chậm rãi hiện lên một cánh cửa, đằng sau cánh cửa là hình dạng cung điện rách nát, mơ hồ, hoang tàn mọi người liếc nhau thật sự có bí mật vẫn không ai dám nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm nam nhân bí ẩn mặc giáp đỏ thẫm đi tới cánh cửa không quá to nam nhân nhẹ nhàng đẩy cửa ra bước vào xông lên cuối cùng có người không nhịn được sông hướng cung điện hoang tàn cao thủ bí ẩn đã đi vào trời biết cung điện hoang tàn này có tồn tại tiếp không như vu tiểu ca nói bọn họ không gặp nguy hiểm gì xông lên trước khi vu nhai bước vào cánh cửa trong mười mấy giây cửa chậm rãi khép kín một tiếng hét từ xa vọng lại U Hoang, một nữ nhân mặc quần váy xếp màu tím xanh lao tới, tốc độ cực nhanh vọt đến trước cánh cửa. Tốc độ của nàng nhanh hơn những người thực lực cao nhất là trưởng binh sư rất nhiều. Tuy nhiên, nữ nhân xuyên qua cung điện rách nát suýt té vào cái hố đằng sau cung điện ảo. Nữ nhân ngẩn ngơ, quay lại, lần nữa xuyên qua cánh cửa. Đây là ảo giác. Nữ nhân thử mấy lần nhưng kết quả giống nhau. Nữ nhân không thử nữa, biến sắc mặt vươn tay chậm rãi đụng vào cánh cửa, vẫn xuyên qua nhìn thấy nhưng không sửa được, đúng là ảo giác. Cánh cửa là ảo giác trong mắt nữ nhân vậy người đi vào trông thấy cánh cửa là, thực thể sao? U hoang, tại sao ta đến chậm một bước? Người tới là dạ tình, nàng mất một tháng để tới di tích đế long tộc. Hơn một tháng qua dạ tình suy nghĩ rất nhiều điều, tâm tình rối rắm chưa mở gút mắt, thậm chí thị càng lúc càng loạn. Thực lực của dạ tình không tiến bộ chút nào, nhưng nàng tin tưởng tìm được u hoang, hỏi rõ ràng thì sẽ giải mở tâm kết càng đến gần di tích đế long tộc thì dạ tình càng sốt ruột nàng chạy đi suốt đêm vượt qua núi cao ngăn cách đế long tộc và huyền binh đế quốc dạ tình nương ánh trăng nhìn mấy chục cái hố to nàng định nghỉ ngơi một lúc nhưng chợt trông thấy ánh sáng trắng lóe lên kiếm khí ngút trời dạ tình không tâm tình nghỉ ngơi điên cuồng chạy đến dạ tình không ngờ là vẫn muộn một bước vị đại nhân này chúng ta người trong doanh địa thở hồng hộc chạy tới nơi ngoan ngoãn đứng sau lưng dạ tình nghe chỉ thị đây là số phạn của kẻ yếu dạ tình lạnh nhạt nói các ngươi cũng thử xem dạ tình trở về bộ dạng tham lang thần nữ kiêu ngạo mọi người không biết trong lòng dạ tình phập phồng lo sợ lúc đi đến di tích đế long tộc nàng không ôm nhiều hy vọng sao có thể dễ dàng gặp u hoang được kết quả dạ tình thật sự gặp u hoang tuy rằng chậm một bước nhưng còn gì không thỏa mãn ít nhất u hoang đi vào sẽ có lúc đi ra dạ tình thầm na ủi mình như vậy nhìn đám người đi hướng cung điện kết quả không cần nói cũng biết không ai có thể chạm được cánh cửa trời đã sáng bóng sáng và ảo giác trên mặt đất biến mất lại trở về hình dạng mấy chục hố to mọi người như ở trong mộng không biết chuyện vừa xảy ra là thật hay giả thanh âm lạnh lùng đánh thức suy nghĩ của mọi người quay về doanh địa đi nhớ kỹ ai dám để lộ tiếng gió thì ta giết không tha vậy là bọn họ không nằm mơ lúc này cả đám trông thấy khuôn mặt nữ nhân kia ngây người đẹp quá nhưng sao trong mắt nàng chất chứa buồn bã ưu sầu bọn họ nhìn một lúc sau mới hiểu ý của dạ tình mặt trắng bệch dạ tỉnh lạnh lùng nói yên tâm chỉ cần có lợi thì không thiếu các ngươi nhưng nếu lộ tiếng gió hư tuy dạ tỉnh không biết u hoang có để ý người khác thấy hắn vào không có sợ bị lộ tin không nhưng nàng rất chú ý di tích đế long tộc trời biết sẽ hấp dẫn siêu cao thủ nào đến có lẽ u hoang không quan tâm nhưng hắn đánh nhau với siêu cao thủ thì sẽ phớt lờ nàng dạ tỉnh quyết tâm để u hoang nhìn thấy nàng đầu tiên khi hắn đi ra tuân lệnh đại nhân xinh đẹp chúng ta tuyệt đối không để lộ chút gì nếu không có dạ tình thì vài ngày sau bọn họ sẽ thông báo cho cao thủ lại đây để chia chút đỉnh nhưng bây giờ có nữ nhân xinh đẹp này ở đây chỉ cần dạ tình muốn là nàng có thể giết sạch bọn họ dù bọn họ có ý gì cũng không có can đảm làm cứ thế bao gồm dạ tình mọi người chờ đợi cung điện hoang tàn lại xuất hiện vu nhai không biết dạ tình đột nhiên đến càng không biết nhờ nàng giúp hắn tránh và nguy hiểm chưa biết vu nhai từng bước một đi trong cung điện hoang tàn bốn phía là đá vụn ngói vỡ hình đế long điêu khắc sống động vì năm tháng mà sám bụi dù nơi này ẩn giấu trong trận pháp nhưng thật ra trừ cánh cửa cung điện còn vài chỗ có thể đi vào cung điện đã bị đánh thủng mấy cái lỗ lớn chắc vài cao thủ từ bên ngoài đánh thủng vài cái hố to gây ra cổ đế long linh hét to chết tiệt dị tộc khốn kiếp quả nhiên là vậy thấy không những mảnh vụn này là sáo trang đế long tộc những mảng cho bụi này là sách của đế long tộc tất cả đều bị hủy diệt muốn giết cả nhà hắn quá giọng cổ đế long linh thê lương, nó vươn ra long thể cảm nhận nơi nó từng sinh hoạt ở thời đại viễn cổ. Cổ đế long linh tiếp tục bảo, cung điện nơi này chỉ là một góc ám điện, có nhiều chỗ hoàn toàn bị hủy diệt. Vu nhai nhìn bốn phía, lòng thầm tiếc nuối. Thì ra không chỉ đá vụn, gạch vỡ mà còn rất nhiều mảnh nhỏ, cho bụi sám bay lên theo bước chân vu nhai. Đặc biệt là những quyển sách, lòng vu nhai chảy máu. Cánh cửa kia là thủ đoạn cuối cùng của vua đế long tộc như người nói. Cung điện hoang tàn chỉ là một góc ám điện, rất nhanh vui nhai đã đi hết một vòng vui nhai thấy ở góc phòng là nơi duy nhất hoàn chỉnh trong cung điện phù văn lơ lửng bên trên biểu thị nó bất phàm cổ đế long linh gật đầu nói đúng vậy chính là chỗ đó mở ra đi tim vui nhai đập nhanh tay thỏ vào long văn nhảy múa không hề bị cản trở gì tất cả vật cản đã bị phá giải khi vui nhai sử dụng đế long kiếm kỹ lúc ở bên ngoài két một tiếng cánh cửa từ từ mở ra không có mùi gì sạch sẽ kinh người đó là trong phòng thật sự không có thứ gì trống trơn khiến vu nhai vô cùng ngạc nhiên khi vu nhai nhìn kỹ thì thấy tận cùng gian phòng lơ lửng một giọt máu mắt thường khó thấy xung quanh vẫn là long văn đan sen cổ đế long linh vọt lên linh thể vặn vẹo hét to đây là máu của vua ta thì ra vua ta để lại một giọt máu quan trọng cuối cùng cổ đế long linh nhìn giọt máu chân chân nếu nó có nước mắt thì đã khóc ròng một luồng sáng bắn ra từ long văn bóng hình người bỗng nhiên xuất hiện đó là vua đế long tộc lúc chưa bị nhất kiếm kinh thiên đánh vụn vui nhai từng thấy tức là chiến sĩ giáp vàng tay cầm cổ đế long kiếm chiến sĩ giáp vàng vua đế long tộc cứng ngắc nói hỡi tộc nhân của ta khi ta xuất hiện trước mặt ngươi nghĩa là ta đã chết đế long tộc gần đến bờ diệt tộc ám điện bên ngoài đã hủy diệt tri thức lực lượng đế long tộc đều tan biến vua đế long tộc chỉ là huyễn ảnh còn lại di ngôn ta không cam lòng ta không cam lòng khi ta để lại huyễn ảnh này chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy ta giết chết người tiên tri tộc ta sẽ thua, nhưng nó để lại bóng ma trong lòng ta. Nay ta để lại một giọt tinh huyết ẩn chứa toàn bộ tri thức đế long tộc, cuối cùng ngươi cũng đến. Giọng vua đế long tộc càng trầm giọng nói. Hỡi tộc nhân của ta, hãy nuốt tinh huyết của ta vào, sở hữu tri thức, lực lượng của đế long tộc ta. Ta không để lại thứ gì cho ngươi, vì ta không biết ngươi có cường đại không, để lại nhiều thứ sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Một giọt tinh huyết, khi ngươi lĩnh ngộ được hết thì những thứ thuộc về đế long tộc sẽ tái hiện. Tim vu nhai đập nhanh theo lời vua đế long tộc nói. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đây chính là thứ vu nhai muốn nhất. Giờ cho vu nhai mấy bộ kim giáp đế long tộc cũng không hấp dẫn bằng tinh huyết này. Tiểu tử, hãy nuốt đi, nó là thứ ngươi muốn. Vua đế long tộc huyễn ảnh biến mất, cổ đế long linh đẩy tinh huyết đến trước mặt vu nhai. Vu nhai cảm nhận năng lượng cường đại bên trong tinh huyết, nhưng hắn hơi nghi ngờ là nhân loại có thể sử dụng tinh huyết của đế long tộc sao. Vu Nhai không bị hấp dẫn mất đi bản tâm, hắn ngước đầu nhìn cổ đế Long Linh. Vu Nhai nghe các binh linh trong cơ thể giống to. Chủ nhân, cẩn thận. Vu Nhai thông qua huyền binh điển cảm giác cổ đế Long Linh có hành động lạ lùng, lòng nổi lên cảnh giác. Vu Nhai không hoàn toàn tin tưởng cổ đế Long Linh, nên mới nghi ngờ tinh huyết đế Long tộc. Tuy nhiên Vu Nhai quá tự tin, vì tin thôn thiên kiếm chấn áp, hắn không sợ cổ đế Long Linh ngáng chân. Dù bên trong Long Văn có nguy hiểm thì sao, vu nhai bị hủy diệt thì cổ đế long linh cũng không tốt lành gì càng không được ích lợi vẫn câu nói cũ vu nhai có huyền binh điển có thôn thiên kiếm sẽ dễ dàng bị tiêu diệt sao trong tình huống không nắm chắc cổ đế long linh tuyệt đối không dám làm bậy hơn nữa lúc chung kết thánh hội bởi vì hắn cảm ngộ mệnh luân binh linh khiến cổ đế long linh có hảo cảm với vu nhai hắn có cảm giác chủ nhân cảm nhận được nó không có lòng phản chắc không ngờ cổ đế long linh che giấu sâu như vậy nhưng bây giờ cổ đế long linh có thể làm gì được khi Vu Nhai cảm giác nguy hiểm thì trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ, hắn chợt cảm giác có lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Vu Nhai bản năng há mồm, tinh huyết bay vào miệng hắn trượt xuống cổ họng. Cùng lúc đó, chiến sĩ giáp vàng lúc trước biến mất lại xuất hiện, lạnh nhạt nói: "Chỉ có tộc nhân của ta nuốt tinh huyết vào mới hoàn mỹ hấp thu, nếu là người tộc khác thì hãy hủy diệt cùng tộc ta đi." Cuối cùng Vu Nhai đã biết Cổ Đế Long Linh tính toán cái gì, hắn thầm chửi thề. Cổ Đế Long Linh là huyền binh bản mệnh của vua Đế Long tộc. Lúc trước làm sao nó có thể nghĩ cả buổi mới nhớ ra phòng tối này. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Làm sao nó không biết một giọt tinh huyết? Rõ ràng là Cổ Đế Long Linh muốn làm Vu Nhai mất cảnh giác, khiến hắn không hỏi rõ ràng, nó sợ bị lộ sơ hở gì. Ngay từ đầu Cổ Đế Long Linh đã tính kế, nhưng sau khi giết Vu Nhai thì nó định làm gì? Có lẽ sau khi Vu Nhai lấy được tinh huyết sẽ thấy lạ, nhưng Cổ Đế Long Linh cũng nghĩ đến điều này nên trực tiếp dùng lực lượng đẩy tinh huyết vào miệng hắn, khiến hắn không có đường chống cự vu nhai không rảnh nghĩ nhiều lực lượng khủng bố bộc phát từ cơ thể hắn trừ lực lượng này còn có vô số chi thức vọt tới truyền thừa là thật bây giờ vu nhai không rảnh lo nhiều hắn vận dụng huyền khí toàn thân muốn ép tinh huyết ra ngoài cơ thể nhưng vu nhai vận chuyển huyền khí càng làm tinh huyết hòa tan nhanh hơn hì hì tiểu tử vô dụng nếu lực lượng tinh huyết đã phát huy thì ngươi không hấp thu cũng phải hấp thu vu nhai hét to thôn thiên kiếm các binh linh tiêu diệt nó cho ta các binh linh ngơ ngẩn bọn họ không cảm giác lúc trước cổ đế long linh biểu hiện có vấn đề các binh linh không phỏng đoán nhiều như vu nhai chỉ dùng cảm giác linh thể cảm ứng trong binh linh sẽ có mối liên kết đặc biệt nhất là trong huyền binh điển theo thực lực của vu nhai càng ngày càng lớn mạnh mối liên kết giữa các binh linh chặt chẽ hơn nên thí thần ma nhẫn càng lúc càng ngoan càng lúc càng nghe lời vì nếu có ác ý thì thôn thiên kiếm cường đại hơn nó sẽ cảm giác ra ngay thôn thiên kiếm linh luôn gai mắt bắt đầu hành tỉnh lúc trước cổ đế long linh còn vui vẻ giao lưu vấn đề thiên phú của vu nhai với các binh linh hắn không hề sinh ra chút ác ý gì nghe vu nhai hét lên các binh linh cùng thôn thiên kiếm linh xung phong lao ra ngoài tấn công cổ đế long linh tiểu tử đừng suy nghĩ lung tung đúng là lão tử không biết chỗ này có tinh huyết của vua ta vua ta không phải lúc nào cũng mang ta theo bên cạnh đặc biệt là lúc trong cung điện lão tử chỉ biết nơi này có truyền thừa trước mặt cổ đế long linh đột nhiên xuất hiện vô số long văn không cần nói, chỗ này là sân nhà của nó, trong khoảng thời gian ngắn không cần sợ các binh linh thôn thiên kiếm. Cổ Đế Long Linh đánh bật các binh linh trở về, cười ra nói, "Nói không thì lão tử làm sao giấu được ánh mắt của các ngươi?" Vu Nhai, binh linh còn người có rút, đặc biệt là Vu Nhai, hắn đã đoán sai sao? Hình như mình không bi kịch đến nỗi này. Cổ Đế Long Linh tiếp tục bảo, "Các ngươi hãy mau quay về cơ thể chủ nhân chúng ta, trợ giúp hắn tiêu hóa máu của vua Đế Long tộc." nếu không thì chút sự sống cuối cùng cũng không còn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vui nhai nghe lời cổ đế Long Linh nói, tuy cảm giác rất bi kịch rồi lại bừng cháy hy vọng, càng trong lúc này hắn càng tỉnh táo lại. Ngươi nói hủy diệt liền hủy diệt sao? Ca có huyền binh điển, ca là nghịch thiên. Nghe cổ đế Long Linh nói thì nó không thật sự muốn giết vui nhai. Cổ đế Long Linh không nóng nảy, từ tốn giải thích rằng. Kế hoạch của lão tử nhằm vào ngươi bắt đầu khi ta trông thấy tinh huyết. Nhưng lão tử biết ngươi sẽ nổi cảnh giác, vì vậy lão tử phải ép buộc ngươi, từ lúc cổ đế Long Linh trông thấy máu, của vua đế Long tộc liền biết lai lịch của nó, càng biết rõ tinh huyết có nguy hiểm gì cho vu nhai. Cổ đế Long Linh vốn có lòng thần phục lại nổi lòng phản chắc, lá gan to lên. Trong thời gian ngắn vu nhai, các binh linh không cách nào thông qua huyền binh điển cảm nhận ác ý của nó, hoặc điều gì khác lạ. Ngay từ đầu cổ đế Long Linh không có ý gì, chân thành trợ giúp vu nhai vào di tích đế Long tộc thì lấy đâu ra ác ý. Ta không có ý giết ngươi, trước giờ chưa từng có ta vẫn chân thành với ngươi, hiện tại không hề muốn hủy diệt ngươi nên làm sao ngươi, và các binh linh nhìn ra ta có ác ý. Cổ đế Long Linh tiếp tục bảo, nhưng ta không có ác ý, nhưng không cản trở ta cải tạo ngươi thành chủ nhân trong lòng ta mong muốn. Ta vì tốt cho ngươi. Các binh linh tối đa chỉ hơi cảm giác cổ đế Long Linh có ác ý, chứ không cách nào cảm nhận được suy nghĩ của nó. Có cái quái gì thì nói mau, ngươi muốn làm gì? Vui nhai rất muốn đánh cổ đế Long Linh nói dài nói dài nói nhảm thỉnh thoảng, con trừ tục thành đầu heo nhưng tâm tình của hắn hoàn toàn bình tĩnh lại nếu cổ đế long linh đã nói vậy nghĩa là vui nhai sẽ không chết chỉ cần không chết là ổn hết cổ đế long linh không dài dòng nói thẳng chủ đề có hai lựa chọn thứ nhất để ta vào ý thức của ngươi tu luyện theo công pháp của ta cải tạo ngươi thành đế long tộc nếu là đế long tộc thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì vui nhai từ chối ngay không thể nào hình như trên đầu đế long tộc có đôi sừng kêu vui nhai biến thành hình dạng đó dù thủy tinh không để bụng, nhưng đan đạo hùng sẽ vừa lòng sao? Chắc chắn sẽ đá hắn ngay. Trong đội quân xuyên Việt vu nhai sẽ bị xếp vào loại thú xuyên, cuối cùng vua đế long tộc bị một nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt, quá yếu. Được rồi, những điều này không quan trọng, chủ yếu là cổ đế long linh đòi vào ý thức của Vu nhai. Vu nhai không quên lúc trước khi cổ đế long linh, ở minh huyễn cổ lâm muốn tìm một nhân loại nghịch thiên, sau đó nó sẽ khống chế nhân loại, thành chủ nhân chủ nhân loại. Người có suy nghĩ điên cuồng như vậy, hỏi sao Vu Nhai dám để cổ đế Long Linh vào ý thức của mình. Cổ đế Long Linh sớm nghĩ đến Vu Nhai sẽ từ chối nên đưa ra điều kiện thứ hai. Lựa chọn thứ hai là hủy diệt thôn thiên kiếm Linh, dùng thôn thiên kiếm Linh làm cơ sở rèn một thanh đế Long Kiếm, khiến ta đứng đầu trong huyền binh điển. Chỉ cần ngươi đồng ý thì ta giúp ngươi giải quyết tinh huyết, thậm chí cho ngươi hấp thu nó. Cổ đế Long Linh nghĩ rằng điều kiện thứ hai tốt hơn cái thứ nhất rất nhiều. Không đợi vui nhai đáp lại, cổ đế Long Linh tiếp tục bảo, ta biết ngươi muốn gài ta khai thật không cần ta nói thẳng cho ngươi biết chỉ cần ta vào cơ thể của ngươi là có thể khiến tinh huyết cảm giác trong người của ngươi có hơi thở đế long tộc tinh thuần nhất tinh huyết sẽ dịu lại ngay khi đó cơ thể ngươi đã từng luyện hóa dược vật đế long tộc chắc chắn sẽ chịu được lực lượng của tinh huyết đúng vậy không phải ta vào ý thức mà là cơ thể của ngươi hai điều kiện này đều không có ác ý với vu nhai nếu nó vào ý thức mà không điều khiển hắn thì là không có ác ý nhưng nó có thể có ác ý với binh linh khác tất cả binh linh nhìn hướng Vu Nhai, chờ đợi hắn quyết định. cổ đế Long Linh ơi là cổ đế Long Linh, có phải ngươi cảm thấy ta sẽ suy nghĩ về điều kiện thứ hai? giọng Vu Nhai khàn khàn, người nặng trịch nhưng hắn kiên quyết nói: ngươi đừng hòng, ngươi đã quên lời ta nói trong đấu Trường Hoàng ra sao? Mỗi một binh linh là người thân của ta, Huyền Binh Điển là nhà của các binh linh, đó là ý chí, lời hứa của ta, huống chi ngươi muốn hủy diệt lão bà của ta. các binh linh đều linh thể run rẩy, cảm động, vui mừng vô cùng. Vu Nhai nói câu cuối khiến các binh linh té đập đầu xuống đất. Nếu cổ đế Long Linh không muốn hủy diệt thôn Thiên Kiếm Linh, không phải lão bà của Vu Nhai thì có phải hắn không chú trọng không? Vốn thôn Thiên Kiếm Linh cũng khá cảm động nhưng nghe lời này xong suýt đánh bay Vu Nhai. Các binh linh chỉ cứng họng một lúc, bọn họ biết rõ Vu Nhai sẽ không bỏ rơi binh linh nào. Lời Vu Nhai nói khiến các binh linh thấy nhẹ nhõm, không còn áp lực. Binh linh cô đơn, bọn họ cần vui vẻ, thoải mái thực lực hiện giờ của Vu Nhai cũng không tiêu diệt thôn thiên kiếm linh được, cùng lắm là dùng luân chuyển thần ấn tăng thêm thí thần ma nhẫn, phối hợp cổ đế long linh tiêu diệt nàng. Có thành công hay không chưa chắc, Vu Nhai cảm giác xác suất thành công không đủ 20%. Ánh mắt cổ đế long linh điên cuồng nói, hừ, thôn thiên kiếm linh lòng buông dạ thú, tiểu tử ngươi chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, không nhìn ra sao. Từ đầu đến cuối nàng không hề xem ngươi là chủ nhân, ta thì khác. Chỉ cần ngươi đồng ý, thì ta sẽ hết lòng hết dạ làm binh linh trung thành nhất của ngươi, ta hy vọng. Sau khi ta trở thành chủ binh linh của ngươi có thể tìm ra huyết mạch đế long tộc. Vu nhai lạnh lùng nói. Ngươi vẫn không hiểu sao. Ta chưa từng cưỡng ép các ngươi gọi ta là chủ nhân. Như khắc liệt luân tư tiền bối luôn gọi ta là vu tiểu tử. Ngươi cũng vậy, ta không hề để bụng. Cổ đế long linh ngẩn người, các binh linh ngây ra. Ý của vu nhai là hắn chưa từng xem binh linh là binh linh. Đừng nói nhiều, ta tuyệt đối không chấp nhận điều kiện của ngươi được rồi đừng quấy dày ta nữa bây giờ ta phải luyện hóa tinh huyết ngươi sẽ chết vu nhai kiên quyết nói ta sẽ không chết ta có nhiều binh linh trợ giúp có lão bà thôn thiên kiếm mạnh hơn ngươi ta tuyệt đối không chết vu nhai nhắm mắt lại điên cuồng vận chuyển thần huyền khí điển vu nhai cố gắng tiêu hóa lực lượng trong cơ thể nhưng vu nhai không phải là nhất kiếm kinh thiên hắn không tiêu hóa nổi lực lượng tinh huyết chạy lung tung trong cơ thể vu nhai cha nó làm nhất kiếm kinh thiên có gì không tốt nếu không quyết định thì ngươi sẽ chết cổ đế long linh không nhắc chuyện tiêu diệt thôn thiên kiếm linh nữa mà trở lại điều kiện thứ nhất làm binh linh thái độ của vu nhai đối với binh linh khiến cổ đế long linh xấu hổ không nói nên lời tiêu diệt binh linh khác vu nhai phớt lờ cổ đế long linh hắn cố gắng luyện hóa linh thể cổ đế long linh co giật một lúc sau cuối cùng nói có phải ngươi sợ ta khống chế cơ thể ý thức của ngươi nếu ngươi đã tin tưởng thôn thiên kiếm linh đó thì để nó và ta cùng vào ý thức của ngươi là xong Vu Nhai vẫn phớt lờ cổ đế Long Linh, mặc kệ nó làm nhảm. Cổ đế Long Linh nổi giận. Được rồi, ta chờ ngươi mở miệng xin ta, lúc đó điều kiện của ta không chỉ có hai thứ này. Cổ đế Long Linh không muốn làm gì Vu Nhai, trong lòng nó đã thừa nhận Vu Nhai. Nhưng bên trong cổ đế Long Linh là binh linh của đế Long Tộc, nó muốn đế Long Tộc lại xuất hiện trên thần huyền đại lục này. Cổ đế Long Linh muốn Vu Nhai có thiên phú kinh người biến thành đế Long Tộc, vậy thì hắn sẽ vượt qua vua đế Long Tộc ngày xưa, nếu vu nhai không chấp nhận thì cổ đế long linh sẽ lùi một bước yêu cầu thành binh linh số một huyền binh điển chỉ cần trở thành thứ vu nhai dựa dẫm nhất thì tuy cổ đế long linh không thể khống chế hắn nhưng có khả năng lớn nhất ảnh hưởng hắn sau đó tìm người có huyết mạch đế long tộc là có cách biến hắn thành đế long tộc tiếc rằng cổ đế long linh không hiểu cá tính của vu nhai về điều này thì khắc liệt luân tư làm giỏi hơn nó khắc liệt luân tư cũng muốn tìm chuyển nhân huyết mạch của mình nhưng gã không hề thúc giục vu nhai Gã tin tưởng khi hắn hoàn toàn cường đại thì tìm ải nhân tộc báo thù, hay kiếm truyền nhân huyết mạch của gã đều không thành vấn đề. Nếu Cổ Đế Long Linh chân thành thật lòng giúp đỡ Vu Nhai, thì sau này khi hắn có thời gian vẫn sẽ tìm Đế Long tộc giúp nó. Khi thực lực của Vu Nhai đủ mạnh, rất có thể kích phát ra huyết mạch Đế Long tộc. Cổ Đế Long Linh có lòng ích kỷ riêng, có ai không muốn biến mạnh? Huống chi Cổ Đế Long Linh là linh thể thần binh kiêu ngạo, nhưng bây giờ nó chỉ là binh linh, thậm chí không có kiếm thể cổ đế long linh chỉ có thể làm phụ thuộc của thôn thiên kiếm linh làm sao nó cam lòng dù bây giờ vu nhai nhắm mắt lại nhưng cổ đế long linh vững tin hắn không chống được bao lâu đến lúc đó vu nhai cảm giác cả người khó chịu như bị đốt cháy tất cả binh linh hành động bao gồm thôn thiên kiếm linh các binh linh điên cuồng hấp thu lực lượng tinh huyết nhưng hiệu quả quá nhỏ dù thôn thiên kiếm linh cường đại đến mấy thì chỉ là huyền binh bản mệnh của vu nhai có nhiều lúc phải dựa vào lực lượng của hắn hành động Bây giờ huyền khí trong cơ thể Vu Nhai chưa rối loạn, nhưng lực lượng tinh huyết quá đáng sợ, huyền khí không đối kháng nổi. Dù thôn thiên kiếm linh dốc hết sức cắn nuốt tinh huyết thì hiệu quả rất nhỏ, không theo kịp sự phá hoại trong cơ thể Vu Nhai. Đương nhiên nhiều binh linh, huyền binh hợp sức vẫn kéo dài thời gian được, nhưng cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Vu Nhai phân tích, phải rồi, tuy ta không thể biến thành đế long tộc nhưng ta từng hấp thu dược vật đế long tộc. Cổ đế long linh nói ta có chút long thể đó sao? tinh huyết chỉ là đan dược đế long tộc hơi đáng sợ một chút, tệ mấy cũng hấp thu được chút ít. Miễn không mọc sừng hoặc vậy là được, dính chút long thể cũng không có gì tệ. Ủa, tiểu tử này định làm gì? Cổ đế long linh không quay về huyền binh điển, nó ở bên ngoài chờ đợi vu nhai buông xuôi đầu hàng. Không lâu sau cổ đế long linh trông thấy vu nhai mở mắt ra, lấy đan dược đế long tộc ra khỏi không gian giới chỉ, không nhìn là loại hình gì đều nuốt vào. Cổ đế long linh nhìn hành động của vu nhai, lạnh lùng nói, tiểu tử, quả nhiên đầu óc của ngươi còn hữu dụng, nếu ngươi có thể hấp thu những đan dược này thì có công dụng hỏa hoãn. Nhưng đó chỉ là hỏa hoãn, không có hiệu quả thực tế. Keng keng keng. Vu Nhai phất lở cổ đế Long Linh, vùng đế Long kiếm kỹ tăng cường hấp thu đan dược đế Long tộc. Vu Nhai cảm nhận được tinh huyết phá hư không khủng bố nữa, có chút e dè. Các binh linh vội tăng mức độ hấp thu, phân giải tinh huyết, trong đó có một phần lực lượng bị binh linh hấp thu đi, có một phần sau khi bị phân giải không còn thuộc tính bài xích mãnh liệt, bị Vu Nhai hút đi, cơ thể biến cường đại hơn. Lúc này Vu Nhai đột phá, địa binh sư bắt đoạn, lại lần nữa dịu đi một chút. Nhưng mặc cho các binh linh, Vu Nhai cố gắng thế nào thì chỉ trừ được chút xíu giọt tinh huyết, hoặc nên nói là sau khi cố gắng thì giải quyết được một ít, phần lớn tinh huyết vẫn tàn phá cơ thể Vu Nhai. Tổ cha nó, ta không tin. Vu Nhai lại đổ đan dược Đế Long tộc ra, nuốt ngấu nghiến, mặc kệ mấy loại đan dược này có công hiệu gì. Động tác của Vu Nhai làm tiểu hắc bất mãn kêu chít chít tuy đan dược đế long tộc không có sức hấp dẫn quá lớn với tiểu hắc nhưng ăn ngon miệng tuy nhiên thấy bộ dạng của vu nhai thì nó không dám kêu nữa tiểu tử ta nói rồi vô dụng dù bây giờ thực lực của ngươi đạt đến thiên binh sư cũng vô ích năm xưa vua đế long tộc của ta cường đại biết bao mau đồng ý điều kiện đi nếu không ngươi chết chắc cổ đế long linh rất căng thẳng lúc này cơ thể vu nhai vặn vẹo biến hình mặt không thành hình người vì quá khó chịu nên vu nhai hái mũ xuống ném giáp mặt trên người đi Máu ứa ra từ lớp da, y phục bị nhuộm đỏ. Giọng Vu Nhai như vọng lên từ địa ngục. "Đừng nói nhảm." Vu Nhai không ngừng tu luyện Đế Long kiếm kỹ trong gian phòng. Vu Nhai tuyệt đối không thỏa hiệp, cũng không biết nên làm sao thỏa hiệp cổ Đế Long linh. Ít nhất trước mắt Vu Nhai sẽ không buông xuống, hắn còn có sức. Các binh linh cực kỳ hồi hộp. "Chủ nhân, phong doanh chỉ có trí thông minh của con nít 3 tuổi cũng thấy khó chịu." Vu Nhai hấp thu dược vật của Đế Long tộc, hấp thu lực lượng tinh huyết sau khi bị phân giải, thực lực và cơ thể của hắn ngày càng mạnh mẽ tuy nhiên cơ bắp vạn vẹo càng kinh khủng hơn thời gian chậm rãi trôi cổ đế long linh lải nhải chửi thề vu nhai thầm rít gào chẳng lẽ lão tử sẽ biến thành dị tộc thật sao vu nhai không muốn chết có rất nhiều chuyện tốt đẹp đang chờ hắn có thủy tinh mẫu thân các chiến hữu vu nhai thật sự không muốn chết nhưng hắn không cam lòng biến thành đế long tộc nếu bị buộc đến đường cùng thì vu nhai sẽ chấp nhận Tính cách của Vu Nhai không phải loại bứng bình mười con trâu cũng không kéo về được, nhưng đó là bị dồn vào đường cùng mới thỏa hiệp. Vu Nhai đã thầm rít gào nhiều lần trong bụng nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Thôn Thiên Kiếm Linh mở miệng nói: "Nghe kỹ, đây là một công pháp rèn luyện cơ thể tên là Thôn Thiên Huyền Thân Quyết, vốn thể chất chưa từng rèn luyện, của người ít nhất phải lên Thánh binh sư mới tu luyện được, nhưng bây giờ ngươi hấp thu lực lượng Đế Long tộc, cơ thể miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Chúng ta không thể tiêu hao tinh huyết kia trong thời gian ngắn vậy thì câu giờ đi." chỉ cần thân thể đủ cường đại như vậy ngươi sẽ không bị hủy diệt trước chúng ta có thời gian phân giải lực lượng trong tinh huyết giúp ngươi cuối cùng thôn thiên kiếm linh đặt quyết tâm vì từ đầu đến cuối vu nhai không nhắc đến chuyện hủy diệt thôn thiên kiếm linh đổi cơ thể sống hắn chưa từng suy nghĩ điều kiện thứ nhất của cổ đế long linh là biến thành đế long tộc tuy thôn thiên kiếm linh vẫn ghét vu nhai nhưng nàng cũng biết cảm động vì vậy bắt đầu truyền công pháp cho hắn lão bà thôn thiên kiếm là tốt nhất mau mau lên vào lúc này vui nhai vẫn có rảnh gọi thôn thiên kiếm linh là lão bà khiến nàng mắt trợn trắng có cảm xúc kỳ lạ dâng lên hình như thôn thiên kiếm linh không thấy ghét làm nàng lấy làm lạ thôn thiên kiếm linh không biết rằng loại cảm giác này gọi là ấm áp thôn thiên kiếm linh bắt đầu giảng dạy thôn thiên huyền thân quyết tên như ý nghĩa tức là cắn nuốt thiên địa nguyên khí xung quanh hoàn thiện cơ thể mình truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé người đã nắm giữ thôn thiên nhất thức và nhị thức biết đó là cảm giác gì bây giờ lấy huyền khí vu nhai lại khoanh chân ngồi bắt đầu tu luyện thôn thiên huyền thân quyết thôn thiên kiếm lúc này cổ đế long linh vẫn là huyền binh bản mệnh của vu nhai tuy nó không biết nội dung thôn thiên kiếm linh nói nhưng đoán được nàng truyền dạy công kích cho hắn cổ đế long linh rất hận nếu vu nhai thành công thì tất cả thất bại trong găng tấc bây giờ cổ đế long linh không làm gì được tuy đang trong sân nhà của nó nhưng long văn đã khiếm khuyết dù Long Văn không bị hư hao gì thì không có phủ văn loại công kích, cổ đế Long Linh chỉ có thể phòng thủ. Muốn dùng linh thể công kích thì binh linh khác sẽ nhảy ra ngăn cản ngay. Thôn Thiên Kiếm Linh sẽ không tha cho Thôn Thiên Kiếm, nàng chỉ đang dạy Vu Nhai vẫn có thể hành động. Thời gian chậm rãi trôi, bất giác đã qua ba ngày ba đêm. Sau ba ngày tu luyện thực lực của Vu Nhai đã đến đỉnh địa binh sư bắt đoạn, cơ thể siêu cường đại, không phải loại như xi măng cốt thép mà là cứng cỏi đặc biệt là kinh mạch, xương cốt, cơ bắp cực kỳ cứng rắn. Nếu bây giờ vu nhai trong trạng thái tốt nhất sẽ thấy vóc dáng của hắn hoàn mỹ hơn, trước nhiều. Tinh huyết chưa ngừng tàn phá, cơ thể vu nhai đẫm múa như ác quỷ, mặt vạn vẹo không ra hình người. Vô dụng, lão tử công nhận là, nếu bây giờ ngươi là thiên binh sư trung đoạn có thể chịu đựng được lực lượng, nhưng ngươi không phải, ngươi chỉ là địa binh sư bát đoạn. Dù ngươi lập tức đến thiên binh sư sơ đoan cũng không thể được trong ba ngày này cổ đế long linh nói sưng mỏ nhưng vu nhai vẫn không bỏ cuộc cổ đế long linh nói thật vu nhai sắp không chống đỡ nổi nữa vu nhai suy yếu thầm nói trong lòng này thôn thiên kiếm lão bà còn cách nào khác không vu nhai thầm nghĩ cha nó không ngờ chiến sĩ giáp vàng bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt lại đáng sợ như thế một giọt tinh huyết đã làm mình khó tiêu mình vẫn quá yếu không đến thánh binh sư thì là kẻ yếu chết tiệt thôn thiên kiếm linh chậm rãi nói nếu thủy tinh của ngươi ở đây thì có lẽ còn một cách, tiếc rằng nàng không có mặt. Vu Nhai mở mịt. Thủy tinh. Ầm 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 ầm. Vu Nhai cảm giác mặt đất rung rinh làm cơ thể hắn đã đến cực hạn suýt tan vỡ. Cổ đế Long Linh dùng chiêu mới. Tiểu tử, tinh huyết của vua ta đã bị ngươi lấy đi, nơi này không cần thiết chống đỡ nữa. Qua một lúc một góc cung điện sẽ lộ ra ngoài, lúc trước ngươi vào trong không diệt khẩu đám người kia, sợ là bây giờ bọn họ đã tìm cao thủ lại đây điều tra. Ngươi cảm thấy những người này sẽ tha cho ngươi sao? Cái gì? Cung điện sắp lộ ra ngoài. Vu nhai bực mình. Thôn thiên kiếm, nàng nhắc đến thủy tinh là sao? Bây giờ lời thôn thiên kiếm linh nói là, cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Vu nhai nên dĩ nhiên hắn muốn hỏi rõ ràng. Nếu không thì dù không có cao thủ từ bên ngoài chạy vào, đám người thực lực yếu như bún kia xông vào, Vu nhai có các binh linh nên không sao nhưng sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù cung điện không bị lộ ra thì Vu nhai sắp không chịu đựng nổi nữa. Thôi, dù sao vô dụng. Có phải là loại song tu này nọ? Cần làm chuyện nam nữ. Đầu óc vu nhai khác với người thường, trong tình huống này còn nghĩ ra cách đó. Vu nhai cảm giác đến cảm xúc kỳ lạ của thôn thiên kiếm linh. Hắn phán đoán cách cứu mạng rất là hương diễm trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Nghe nói nhiều nhân vật chính đều làm như vậy, hay hắn cũng thử xem. Như thôn thiên kiếm linh đã nói, thủy tinh không có trong cung điện thì vu nhai tìm ai làm chuyện đó để cứu mạng. Chớp mắt vu nhai có ý tưởng mới, để mong chờ hỏi lão bà thủy tinh của ta không ở nhưng con óc lão bà thôn thiên kiếm đây. Nàng thấy bây giờ chúng ta có nên bắt đầu song tu không? Ngươi, nếu không phải bây giờ vui nhai không chịu nổi kích thích, thì thôn thiên kiếm linh sẽ đâm mấy lỗ trên người hắn. Thôn thiên kiếm linh thở hồn hển vài hơi mới nói. Ta là linh thể làm sao song tu với ngươi được? Không đúng, dù ta không phải linh thể cũng sẽ không song tu với ngươi. Thôn thiên kiếm lão bà, nàng độc ác như vậy sao? Chẳng lẽ nàng chưa mắt nhìn lão công của nàng chết? Ta nói, thôn thiên kiếm linh nghẹn họng, đã là lúc nào rồi còn nói chuyện nhảm nhí thế này, thật tình. Phải rồi, cổ đế long linh nói cung điện sắp lộ ra ngoài. Trong đám người bên ngoài có nữ nhân, lão tử tùy tiện đè một người là được. Vu nhai vỗ đùi nói, không, không đúng, ta là chính nhân quân tử, sẽ không đụng vào nữ nhân khác trừ lão bài. Thôn thiên kiếm lão bà, nàng thấy lão công của nàng là nam nhân tốt biết bao, thôi thì nàng hãy thành toàn ta đi. Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng đến, thôn thiên kiếm linh tức giận quát ngươi ngươi đi chết đi thôn thiên kiếm linh chỉ bực mình một lúc rồi nói dù bên ngoài có nữ nhân cũng không phải ai đều được ít nhất thực lực từ hoàng binh sư trở nên không thì chẳng những không có hiệu quả còn hại chết người ta vui nhai một lần nữa cảm giác động đất một góc cung điện lộ ra ngoài cổ đế long linh ở bên ngoài gào thét thật lâu tiểu tử ngươi còn chờ cái gì nữa mau quyết định đi ngươi thật sự muốn chết cổ đế long linh thầm nghĩ chết tiệt, tiểu tử này như đã bị hôn mê, la lớn cỡ nào cũng không nghe hắn trả lời trả vốn, nhịp tim đập không nhanh hơn chút nào. Lúc trước còn đập theo thanh âm của mình, cổ đế Long Linh không biết vui nhai đã quên biến đổi trên cơ thể, hắn đang bận rộn thảo luận vấn đề song tu với thôn thiên kiếm Linh. Chết tiệt, tiểu tử, coi như ta sợ ngươi. Cổ đế Long Linh dãy ruộng một lúc rồi xông vào cơ thể vui nhai. Như cổ đế Long Linh đã nói, chỉ cần nó vào cơ thể vui nhai sẽ khiến tinh huyết ngộ nhận hắn là nhất kiếm kinh thiên, tinh huyết không đến mức tiếp tục phá hoại. Vu Nhai đang suy nghĩ làm sao thuyết phục thôn thiên kiếm linh song tu, thì cổ đế long linh bỗng lao vào cơ thể, hắn chớp mắt. Vu Nhai hoang mang hỏi, cổ đế long linh, ngươi tiến vào làm gì? Cổ đế long linh giống to. Tiểu tử, ta biết ngươi cứng đầu, lão tử sợ ngươi được chưa? Bây giờ chỉ cần ngươi hứa có ngày nào rèn ra kiếm thể không thua gì thôn thiên kiếm, cho lão tử, hứa tìm huyết mạch giả đế long tộc giúp ta thì lão tử sẽ giúp ngươi. Cổ Đế Long Linh không biết Vu Nhai thật sự mờ mịt chứ không phải cứng đầu, nó cho rằng hắn cố ý. Như lúc trước Cổ Đế Long Linh đã nói, trong lòng nó công nhận Vu Nhai, không muốn hắn chết. Thấy Vu Nhai tàn vỡ, đặc biệt là cung điện lộ ra, Cổ Đế Long Linh biết cứ tiếp tục như vậy dù hắn không nứt vỡ thì cũng sẽ bị người bên ngoài giết chết. Cổ Đế Long Linh bất đắc dĩ đành thỏa hiệp với Vu Nhai. Vu Nhai ngây người sau đó phản ứng lại, hắn mừng như điên. Vu Nhai đồng ý ngay. Người nói gì? Tốt, yêu cầu này khỏi cần hứa ta cũng sẽ giúp ngươi. Chuyện xong tu với Thôn Thiên Kiếm Linh lại trở nên xa xôi. Thả lỏng thân thể, dung hợp với ta, vận chuyển huyền khí. Tuy trong lòng Cổ Đế Long Linh cực kỳ khó chịu, nhưng bây giờ nó buộc lòng phản ngoan ngoãn giúp Vu Nhai. Rất nhanh Cổ Đế Long Linh trợn to mắt, cùng với Vu Nhai vận chuyển huyền khí nó phát hiện một sự thật. Nguy rồi, trong tinh huyết tồn tại ý diệt sát đã hoàn toàn phát huy ra, xem ngươi là kẻ thù. Dù bây giờ ta nhập vào cơ thể ngươi, cũng sẽ bị ý chí hủy diệt trong tinh huyết cho rằng là biểu hiện giả dối nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha